Một câu trả lời. Hai. Đúng, làm sao cũng phải cho lời giải thích. Trong đám người cũng vang lên tiếng bi phẫn, đều là thân hữu của người chết vừa nãy, từng cái bi phẫn gần chết. Thôi bác trầm giọng nói. Chư vị yên tâm, thương minh thiết luật, ai cũng không thể vi phạm. Hắn lạnh lùng nói. Tu Đan Hà trưởng lão, nếu như không thể cho mọi người một cái bàn giao thỏa mãn, ta liền thay thương minh chấp pháp, cho mọi người một câu trả lời. Tu Đan Hà cả giận nói. Bàn giao cái gì, ta không có sai, thôi bác, ngươi không nên giả công mưu tư, báo thủ riêng nhi tử của ngươi. Tìm đường chết. Thôi bác phẫn nộ, cao giọng quát lên. Chư vị, ta lấy danh nghĩa thương minh thiết luật, lệnh cho các ngươi cùng ta xuất thủ, bắt xuẩn phụ không biết trời cao đất rộng, tùy ý làm bậy kia. Thôi bác, ngươi dám mắng ta xuẩn phụ. Tu Đan Hà tức giận đến nghiến răng. Tất cả mọi người là không còn gì để nói, vào lúc này còn cuồng. Này không phải xuẩn phụ là cái gì? Vâng, cần tuân thương minh thiết luật. Đám người La Anh đều nghiêm nghị lĩnh mệnh, người chủ sự song quyết, ở dưới tình huống có người công nhiên vi phạm thiết luật, có quyền thu thập tất cả sức mạnh cộng đồng thảo phạt. Mấy đạo sức mạnh tuyệt cường đồng thời lao ra, đem Tu Đan Hà khóa chặt. Mặc nàng tu vi cao tuyệt, chỉ cần hơi có phản kháng, mọi người đồng thời xuất thủ cũng có thể trong nháy mắt đem nàng biến thành cho bụi. Ngươi, các ngươi không được làm loạn. Lúc này Tu Đan Hà mới có chút hoảng, cố gắng trấn tĩnh quát. Ta là thiên nhất các đại trưởng lão. Thôi bác lạnh lùng nói. Vì là thiên nhất các đại trưởng lão, thì nên biết thương minh thiết luật không thể trái, hiện tại ngươi tự mình bàn giao, hay là để cho chúng ta cho ngươi một câu trả lời. Mấy đạo khí tức tuyệt cường kia đều là lạnh lẽo đến cực điểm, Tu Đan Hà không một chút hoài nghi những người này sẽ thừa cơ, không chút lưu tình xóa bỏ mình, trong lòng lập tức chột dạ. Ngươi nói muốn ta bàn giao làm sao? Tất cả mọi người là trong lòng âm thầm mắng một câu, xuẩn phụ ngoại trừ tu vi cao ra, lại không một chỗ thích hợp, ngực không to còn không có não, thiên nhất các để người này mang đội, thực sự là mắt bị mù. Thôi bác cau mày, nhìn về phía Đinh Linh Nhi. Đinh Linh Nhi từ tốn nói. Thiên Nguyên Thương Hội ta không muốn cùng người bực này tính toán, may mắn là không có nhân viên tử vong, nhưng có người bị thương, tùy tiện bồi thường 10 tỷ nguyên thạch liền tốt. Còn thân hữu những người chết kia, ta không có quyền cho bọn họ sở cầu, nhưng nếu để họ tự mình mở miệng, sợ cũng không dám cùng lão thái bà này yêu cầu, không bằng bồi thường mỗi người chết 100 ức là được. Mỗi người 100 ức, ngươi giết ta đi. Tu Đan Hà muốn rách cả mí mắt, thời khắc này nàng hoàn toàn không sợ chết. Thế nhưng mấy đạo khí tức kia lần thứ hai bắn ra sát khí tuyệt cường, nàng vẫn là lập tức câm miệng, hừ nói. 100 ức quá nhiều. Mỗi người nhiều nhất 100 triệu nguyên thạch. Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói. Thôi đại nhân, chúng ta không muốn nàng bàn giao, mời thôi đại nhân trực tiếp cho nàng một câu trả lời đi. Chậm đã. Tu Đan Hà cảm giác được những khí tức kia càng ác liệt, cùng trong mắt những cường giả kia không hề che giấu sát khí chút nào, lúc này mới không thể không khuất phục, uất ức nói. Thiên Nguyên Thương Hội 100 ức ta bồi, người còn lại thực sự là quá cao, một cái bồi thường 1 tỷ. Không thể nhiều hơn nữa. Thôi bác gật đầu nói. Được, liền như thế đi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, người vi phạm chu không buông tha, địch trưởng lão, người phụ trách việc bồi thường. Hắn cũng không hỏi Đinh Linh Nhi nữa, cái bồi thường này đối với bọn hắn mà nói cũng coi như quá, nếu lại xoắn suýt xuống sợ kết quả khó có thể kết thúc an lành, hắn thân là người chủ trì nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa những tên lâu la không biết kia một cái bồi 1 tỷ tuyệt đối là không ít. Hắn để địch trưởng lão phụ trách việc bồi thường, cũng là sợ những lâu la kia căn bản không dám hướng về thiên nhất các đòi bồi thường, vì lẽ đó thay họ làm việc. Những vũ giả kia sau khi thân hữu chết bi phẫn, cũng cảm thấy từng tia vui mừng, nhưng mà cảm khái mệnh giữa các vũ giả không giống, người ta hơi bị thương liền 10 tỷ, người bên mình chết mới 1 tỷ. Nhưng số này đã vượt quá bọn họ dự tính. Cũng không dám nhiều lời nữa, đối với Thiên Nguyên Thương Hội càng là đưa đi ánh mắt cảm kích. Toàn bộ Trung ương quảng trường sau khi trải qua đoạn nhạc đệm này, toàn bộ trở nên trầm mặc lên, Tu Đan Hà cũng chán trường rất nhiều, không muốn nói chuyện, người còn lại cũng đưa mắt tìm đến phía trên thủy mạc, lúc này mới giật mình phát hiện, Tiêu Cảnh Minh đã bắt đầu nhảy vào tầng thứ 7. Người mua hắn nhiều nhất, vì lẽ đó kích động rất nhiều người, từng cái nắm chặt lấy nắm đấm. Lúc này đã lục tục có không ít người bắt đầu bị đào thải, đều là chống đỡ đến thời khắc cuối cùng, để thuật tháp tự mình đào thải,
đối với những tuyển thủ thực lực thấp này mà nói, mỗi kiên trì nhiều một phút, đạt được chỗ tốt cũng rất lớn. Giờ khắc này người đào thải, trên mặt đều tràn đầy nụ cười, mục đích của bọn họ vốn là đến tu luyện, nhưng cũng có người cảm giác không vừa ý mà có vẻ ủ rũ. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng chậm chạp thoát ly tầng thứ 5, bắt đầu lên tầng thứ 6, ở tầng thứ 5 là một lần luyện khí hoàn chỉnh, đồ vật luyện là tấm gương mang theo hiệu quả ảo cảnh rất lớn, trong quá trình luyện chế không ngừng sản sinh ảo thuật phản kích, đối với thuật luyện sư cấp 5 mà nói xác thực rất khó. Mà Lý Vân Tiêu cũng đợi thời gian tương đối dài, chỉ là vì quan sát tầng thứ 5 thiết kế cùng hiệu quả. Bước vào tầng thứ 6, toàn bộ không gian một mảnh trắng xóa, phía trước đứng thẳng một khối bia đá. Trên đó viết rõ, địa thủy hỏa phong, cảm ngộ nguyên tố, bước vào 7 tầng. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, địa thủy hỏa phong này chính là tứ đại nguyên tố lúc khai thiên tích địa, hỗn độn hư không diễn biến thế giới ắt không thể thiếu, miêu tả nhiều trong vũ giả cùng thuật giả thượng cổ, bởi vì vũ giả hiện tại từ lâu không tồn tại loại tuyệt đại cường nhân có thể khai thiên tích địa kia. Từ trong thiên địa cảm ngộ lực lượng 4 loại nguyên tố sao? Lý Vân Tiêu lẳng lặng ngồi xuống. Đem thần thức triệt để thả ra, lực lượng linh hồn chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra, bắt đầu cảm ngộ nguyên tố tồn tại trong không gian này. Đột nhiên ở trong linh đài của hắn, hiện ra trận bàn phạm vi một dặm, ngoài tròn trong vuông, chỉnh tề chia làm 4 khối, mặt trên ghi chú phù hiệu tứ đại nguyên tố, trận bàn ở trong óc hiện ra, chậm rãi lưu chuyển. Yêu Long thở dài nói, thuật tháp này quả nhiên là đồ vật viễn cổ, thương minh không hổ dầu nứt đố đổ vách. Cũng không biết từ nơi nào làm ra bảo bối bực này, 9 tầng này hẳn là thượng cổ thuật sĩ phân chia 9 cấp thuật đạo, tựa hồ so với hiện tại còn nghiêm khắc rất nhiều a. Biên giới đào thải. Xác thực, thượng cổ thuật giả đối với thuật đạo lĩnh ngộ hẳn là trên hóa thần hải bây giờ. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị đáp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ngộ nguyên tố trong hư không. Trước hết tiếp xúc được đó là một ít nguyên tố hỏa hồng, ở chung quanh hắn vui vẻ nhảy lên. Dần dần càng ngày càng nhiều, khoan khoái không nói ra lời. Tuy rằng hắn thân là thuật luyện sư cấp 9, hơn nữa trưởng khống đối với hỏa diễm có thể đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, thích làm gì thì làm, nhưng chưa từng có để mình yên tĩnh lại như vậy, toàn thân thả lỏng, tiến vào trong thế giới hỏa nguyên tố. Vào lúc này, hắn phảng phất thấy mình chính là một viên hỏa nguyên tố, ở bốn phía cùng các bạn thân vui vẻ chơi đùa. Loại cảm giác đó làm hắn phi thường thích ý. Hắn chính là tinh linh hỏa nguyên tố, không ngừng phát hiện nguyên lai trước đây mình đối với hỏa hệ lý giải vẫn quá nông cạn, chỉ có mình hóa thành hỏa diễm mới rõ ràng, nguyên lai đây mới là hỏa chi nguyên tố. Trong linh đài, trên trận bàn phương tứ nguyên tố, thiên địa hệ hỏa đột nhiên sáng lên, biểu hiện hợp lệ thông qua. Những hỏa nguyên tố bốn phía bắt đầu chậm rãi tiêu tan, muốn rời đi. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra một luồng không muốn, giống như bằng hữu người thân sắp ly biệt. Hắn không ngừng hô, kêu, để mọi người lưu lại. Nhưng các bạn thân vẫn như cũ một chút rời đi. Không, không cần đi. Nội tâm Lý Vân Tiêu dâng lên một luồng tâm ý hết sức không cam lòng, giống to. Không cho đi, ai cũng không cho đi. Theo hắn quát to một tiếng, cuối cùng những hỏa nguyên tố sắp biến mất kia đột nhiên dừng lại, chẳng biết vì cái gì dĩ nhiên không có biến mất ở trong bóng tối, tựa hồ nhận biết được Lý Vân Tiêu hiệu triệu, rốt cục lưu lại. Không chỉ có như vậy, những nguyên tố hỏa kia càng bắt đầu hô bằng gọi hữu, không ngừng cùng hắn hò hét, gọi đồng bọn ra. Dần dần, những hỏa nguyên tố lùi bước kia lần thứ hai trở về, quay chung quanh ở bên người Lý Vân Tiêu cùng hắn vui sướng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình những đồng bọn này, như hắn sung sướng. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cảm thấy mình chơi mệt, uể oải, cần nghỉ ngơi, những hỏa nguyên tố kia cũng đồng dạng mệt mỏi, mọi người hô to gặp lại. Lúc này mới chậm rãi rời đi, ẩn lui đến trong bóng tối. Thần thức của Lý Vân Tiêu trở lại trên người mình, đầy mắt đều là hết sức khiếp sợ cùng khó có thể tin, hắn chỉ cảm thấy lực tương tác của mình với hỏa hệ nguyên tố đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có, mặc dù ở trong hư vô trống rỗng, cũng có thể cảm giác được rõ rệt những hỏa nguyên tố ẩn giấu kia, chính là vì xây dựng thế giới này mà tạo thành a. Ngay khi hắn dị thường khiếp sợ, bốn phía chậm rãi hiện ra một loại nguyên tố khác. Vẻ đạm hoàng, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dày nặng thân thiết, chính là đạo nguyên tố thứ hai. Đại địa chi thổ. Giờ khắc này ở ngoài thuật tháp, tất cả mọi người căng thẳng không ngớt nhìn tình huống mỗi người trong đó, ở lại trong đó chỉ có 15 người. Trong tầng thứ 7 chỉ có Tiêu Cảnh Minh, Nam Tử Lôi Phong Thương Hội, Thôi Nguyên,
người còn lại còn vây ở tầng thứ 6 không cách nào đột phá, chỉ có Lý Vân Tiêu cùng một gã nam tử khác ở lại tầng thứ 5. Mà vào thời khắc này, trên người tên nam tử ở tầng thứ 5 kia hơi nổi lên ánh sáng, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi mang theo kinh hỉ cùng vẻ mặt cười khổ mâu thuẫn, chậm rãi bị truyền tống ra ngoài, một canh giờ ngưng lại đã đến. Đột nhiên Tiền Vô Địch mở miệng nói. Xem tình huống tựa hồ hơi không ổn a, Lý Vân Tiêu ở tầng thứ 5 dừng lại sắp một canh giờ, không thăng cấp nữa sợ là sẽ đào thải ra khỏi. Hừm, sợ là chẳng bao lâu nữa. Hắn so với tên vừa đào thải kia chậm một chén trà nhỏ thăng cấp đến tầng 5 mà thôi. Trương Sùng Từ Tốn nói. Xem ra lần này công tử ngươi áp thua, lấy tốc độ của hắn như thế này, hiển nhiên là thử thách tầng thứ 5 đối với hắn mà nói quá khó khăn. Cho dù miễn cưỡng có thể qua, tầng thứ 6 cũng là điểm cuối. Ha ha, lập tức liền thua sạch. Sau khi Tu Đan Hà bị trách phạt, dáng vẻ vẫn luôn có chút uể oải suy sụp, cho tới giờ khắc này mắt thấy Lý Vân Tiêu cũng bị đào thải, mới không biết từ nơi nào một lần nữa đến tinh thần, thập phần vui vẻ cười to. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả giận nói. Lão Thái Bà lại muốn tìm đường chết. Giờ khắc này hắn cũng không khỏi có chút sốt sắng, tuy rằng không thể tin được Lý Vân Tiêu sẽ bại ra, nhưng thời gian chậm chậm trôi qua, vẫn là để trong lòng hắn lo lắng bất an, bị Tu Đan Hà cười trên sự đau khổ của người khác, tức giận đến trực tiếp mắng trở lại. Hừ, ta không cùng các ngươi làm miệng lưỡi vô vị, Lý Vân Tiêu này nhiều nhất còn có thời gian uống cạn nửa chén trà sẽ tự động bại đi ra. 1,500 ức, cha cha, Thiên Nguyên Thương Hội quả nhiên là vô cùng bạo tay a, ha ha. Tu Đan Hà đột nhiên cảm thấy mấy ngày qua chỉ có hiện tại mới là vui vẻ nhất, hết thảy ngột ngạt vào đúng lúc này quét đi sạch sành xanh, tinh thần 10 phần, vô cùng sảng khoái. Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng có chút dễ kích động, nhìn Mạc Tiểu Xuyên một chút. Mạc Tiểu Xuyên không nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm hắn, một mặt bình tĩnh, chỉ là từ tốn nói. Tin tưởng Vân Thiếu. Hắc Liên Thiếu Hoàng trầm giọng nói. Ta không phải là không tin tưởng, mà là thời gian này. Có thể là thể lực hắn vẫn không có khôi phục, vì lẽ đó ở tầng thứ 5 gặp phải phiền toái hay không. Ninh Linh Nhi nghe hắn nói như vậy, cũng có chút sốt sắng, nhưng vẫn như cũ trấn định nói. Mặc dù đào thải ra khỏi cũng không đáng kể, ta biết hắn đã tận lực. Mạc Tiểu Xuyên hơi nhướng mày, lạnh lùng quát lên. Ở trước khi kết quả chưa ra, hai các ngươi không cần loạn đoán, không nên quên Vân Thiếu là người nào. Hai người chấn động, vừa nghĩ tới thân phận của Lý Vân Tiêu, lập tức lần thứ hai khôi phục tự tin, chỉ là nội tâm căng thẳng càng ngày càng nặng, ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng tay cũng đầy mồ hôi lạnh. Mọi người lại lẳng lặng chờ giây lát, lại có mấy người trực tiếp từ tầng thứ 6 bị đào thải đi. Mà trên tầng thứ 7 lại nhiều một người, chính là tứ cực môn Đường Tâm. Đường Kiếp nhìn đến Đường Tâm lên cấp đến tầng thứ 7, trong mắt lập lòe vẻ lạnh lùng mù mịt, tầng tầng hừ một tiếng. Thôi Bác lộ ra vô cùng kinh ngạc, mỉm cười nói. Nghe nói Đường Tâm công tử phá giải ván cờ thiên địa, đạt được phương tọa đại nhân chân truyền trận pháp, bây giờ nhìn lại thật là vô cùng có khả năng. Bằng không sao có thể nhanh như vậy bước vào hàng ngũ cấp 7 thuật luyện sư. La Anh cười nói. Đạt được chân truyền đó là số mệnh của hắn, nhưng này thì lại làm sao, sợ cũng không sánh bằng Cao Đồ chư vị phái ra, có thể đi vào 7 vị trí đầu ta liền hài lòng. Chỉ là chư vị đều xem trọng Hắc Mã Lý Vân Tiêu, sợ là Hắc không nổi rồi. Siêu thời gian, 1. Thôi Bác nhìn trong thuật tháp một chút, giờ khắc này chỉ còn 9 người ở bên trong. Mà Lý Vân Tiêu còn ở tầng thứ 5, hắn cười nhạt nói. Nếu như ta không tính sai thời gian, Lý Vân Tiêu còn có 10 tức liền sẽ đi ra. Thôi Bác nói nhất thời để tâm mọi người Thiên Nguyên Thương Hội trầm đến đáy vực, cả người hơi bị lạnh. Đặc biệt là Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tựa hồ bọn họ không thể nào tiếp thu được Lý Vân Tiêu thất bại, Lý Vân Tiêu ở trong lòng bọn họ là tồn tại vĩnh viễn không bao giờ bại. Mặc dù hiện tại sống lại làm thiếu niên, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn là tuyệt thế sư tôn kia. Mạc Tiểu Xuyên cắn răng cả giận nói. Chưa ra kết quả, liền yên tĩnh nhìn, lắm miệng chỉ có thể bại lộ các ngươi vô tri. Ha ha, vô tri, ta chờ xem các ngươi thông minh cao bao nhiêu, ha ha. Tu Đan Hà hài lòng cười to, cười không e dè. Thôi Bác hơi thở dài một tiếng nói. Ta lý giải tâm tình của các ngươi. Nhưng sự thực đều là khó có thể như ý. Đột nhiên một âm thanh khô khốc truyền đến nói. Không hẳn.
tuy rằng chỉ có hai chữ, trong mang theo tự tin cực cường, tựa hồ tất cả tình hình trong thuật tháp đều ở trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt của mọi người đều xoay chuyển qua, rơi vào trên người Tuyên Ngọc Đường, tên này là Vạn Bảo Lâu nhị trưởng lão, từ khi ra trận đến hiện tại một câu cũng chưa nói, không nghĩ tới nói ra câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Ồ, vì sao Tuyên trưởng lão ngữ khí chắc chắn như thế? Thôi bác cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, không rõ hỏi. Hắn biết Tuyên Ngọc Đường chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, tuy rằng dáng dấp của hắn nhìn qua chất phác khô khan, ít lời ít ngữ, nhưng bình thường là dị thường thận trọng, việc không chắc chắn sẽ không mở miệng lung tung. Người Thiên Nguyên Thương Hội cũng cảm thấy kỳ quái, đồng thời nhìn sang. Tuyên Ngọc Đường vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói. Đoán, mọi người té xỉu một mảnh, còn tưởng rằng hắn có cao kiến gì, tất cả đều là xem thường hừ lạnh không ngớt. Thôi bác thì lại rơi vào trầm tư, hắn biết Tuyên Ngọc Đường chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, muốn nói Lý Vân Tiêu có thể ở mấy giây cuối cùng đột nhiên thăng cấp cũng không phải không thể nào, nhưng xác suất quá nhỏ. 5, 4, 3. Hắn không khỏi nhẹ giọng đếm, lấy hắn quan sát thời gian, Lý Vân Tiêu nhiều nhất còn có 5 tức thời gian. Toàn bộ trung ương quảng trường tất cả đều yên tĩnh lại, lắng nghe hắn đếm, chờ một khắc đào thải hoặc là kỳ tích thăng cấp. 1. Thôi bác đếm tiếng cuối cùng vang lên ở trên quảng trường, đồng thời vang vọng ở trong lòng tất cả mọi người, đặc biệt những vũ giả áp chú Lý Vân Tiêu kia, từng cái khuôn mặt lộ ra phiền muộn cùng thất bại. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười sắc bén của Tu Đan Hà bỗng nhiên vang lên, nghe đặc biệt chói tai. Ha ha, ta liền nói tiểu tử này sẽ bị đào thải, không có kỳ tích phát sinh, ha ha ha. Toàn bộ quảng trường chỉ có một mình nàng cười lớn. Người Thiên Nguyên Thương Hội từng cái mặt xám như cho tàn. Đột nhiên Mạc Tiểu Xuyên nói. Nếu đã đến giờ, làm sao Vân Thiếu còn ở tầng thứ 5? Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, xác thực Lý Vân Tiêu còn hảo hảo ngồi ngay ngắn ở đó, không nhúc nhích. Tu Đan Hà lạnh lùng hừ nói. Có thể là thôi bác tính toán thời gian kém một chút mà thôi, lập tức liền hạ xuống. Trong lòng mọi người cũng nghĩ như vậy. Trong tâm những người đặt cược kia nhất thời khôi phục một chút kỳ vọng, đồng thời cầu khẩn, mau mau thăng cấp đi, mau mau thăng cấp đi, Lý đại gia, toàn bộ gia sản của lão tử đều ép ngươi a. Sắc mặt Thôi Bác đột nhiên có chút khó coi, người ngoài lầm tưởng hắn tính toán sai một ít thời gian, nhưng nội tâm hắn rõ ràng tuyệt đối không thể. Đến trình độ như hắn, đối với thời gian khống chế tuyệt đối là tỉ mỉ, không thể xuất hiện loại sai lệch mấy tức, thế nhưng Lý Vân Tiêu này. Lẽ nào thật sự là ta tính toán sai rồi? Thôi bác bắt đầu có chút không tự tin, lẩm bẩm. Đã lại qua hơn 10 tức, sai cũng sẽ không sai nhiều như vậy a, chuyện này. Thời gian từng chút trôi qua, lại có vài người dự thi đi ra, bên trong cuối cùng chỉ còn lại người 7 đại thương hội thực lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều lục tục tiến vào tầng thứ 7, chỉ có Thiên Nhất các đồng tu ở tầng thứ 6, mà Lý Vân Tiêu còn ở tầng 5. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này tuyệt đối vượt quá không chỉ một canh giờ. Phải a, cho dù vừa nãy thôi đại nhân tính toán sai lầm, lại qua thời gian uống cạn chung trà, làm sao còn chưa đi ra? Lẽ nào thuật tháp xảy ra vấn đề? Nhưng không đúng, phía trước nhiều người đều là thời gian hạn chế vừa đến liền đi ra, hắn không có lý do không ra a. Chẳng lẽ là hiện tại đột nhiên hỏng? Ân, không phải là không thể nào, nhưng sẽ không có may mắn như vậy chứ. Thôi bác cũng ngơ ngác sững sờ, tự lẩm bẩm. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hỏng rồi sao? Tu Đan Hà cũng không nhịn được, quát lên. Thôi lâu chủ, thuật tháp này hư hao, còn làm sao tỉ thí, đối với những đệ tử chịu đến thời gian hạn chế mà truyền tống đi ra kia không công bằng. Đoàn người lập tức bắt đầu nổi lên nghị luận, dù sao việc thuật quyết quá mức trọng yếu, công bằng là nhất định phải bảo đảm. Thôi bác cảm thấy vạn phần vướng tay. Vào lúc này cũng không thể đột nhiên bỏ dở thi đấu, đột nhiên hắn quái lạ liếc mắt nhìn Tuyên Ngọc Đường ở bên người nói. Tuyên trưởng lão, Lý Vân Tiêu này. Tuyên Ngọc Đường hiếm thấy mở miệng nói. Thuật tháp không hỏng, Lý Vân Tiêu tự có bản lĩnh lưu lại. Nội tâm hắn âm thầm hừ lạnh không ngớt, nếu như phá quân vũ đế cổ phi dương ngay cả bọn tiểu bối này cũng thắng không nổi, vậy không khỏi quá mất mặt xấu hổ, cười đến rụng răng. Tuy rằng hắn cũng không biết Lý Vân Tiêu là làm thế nào, nhưng nếu hắn là cổ phi dương, liền nhất định sẽ không thua. Đây chính là quan điểm của Tuyên Ngọc Đường, không gì khác,
chỉ vì danh tự này cũng đã đại biểu cho tất cả. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thôi bác cả kinh, khó có thể tin nói. Tuyên trưởng lão, ngươi không phải biết chút ít gì chứ? Người thương hội còn lại cũng từng cái không tin, thuật tháp làm thuật quyết đạo trường nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe qua có người có thể quá một canh giờ còn dừng lại, nhưng nếu nói thuật tháp hỏng, bọn họ càng có chút khó có thể tiếp thu. Hừ, làm sao có khả năng không hư, không phải các ngươi muốn thiên vị thiên nguyên thương hội chứ? Tu Đan Hà không nghe theo, thật vất vả vui vẻ một lần như vậy, dĩ nhiên thất bại, làm cho nàng thực sự khó có thể tiếp thu. Người thiên nguyên thương hội từng cái thoáng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần Lý Vân Tiêu không đi ra liền không tính thua, nhưng một viên tâm nhấc lên vẫn là không cách nào bình yên triệt để thả xuống. Siêu thời gian, 2. Hắc Liên Thiếu Hoàng trừng Mạc Tiểu Xuyên một chút, cười đùa nói. Thật là có ngươi, tự tin như thế, quả nhiên không để đại gia thất vọng a. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói. Hắn lúc nào để chúng ta thất vọng qua? Ai bảo các ngươi không tự tin như vậy, còn không bằng một tên trưởng lão của Vạn Bảo Lâu. Tuy rằng trong miệng hắn giáo huấn Thiếu Hoàng, nhưng nội tâm đồng dạng là tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn cũng cho rằng Lý Vân Tiêu thua chắc rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Thôi bác lạnh lùng quát. Tu Đan Hà, miệng ngươi sạch một chút, ta đối với ngươi cũng sắp không thể nhịn được nữa, ngươi có chứng cứ gì chứng minh thuật tháp hỏng, chứng minh chúng ta thiên vị Lý Vân Tiêu? Tu Đan Hà lạnh lùng nói. Thôi bác, chỉ cần không phải trái với thương minh thiết luật, ta liền không sợ ngươi, vượt qua một giờ còn chưa đi ra giải thích thế nào. Ngay khi nàng nói xong, đột nhiên trong đám người truyền đến tiếng kêu sợ hãi nói. Đi ra, mau nhìn. Tu Đan Hà đại hỉ, thầm nói, lần này cuối cùng cũng coi như không chạy thoát, ha ha. Nàng vội vàng hướng về thuật tháp nhìn tới. Thần sắc vui mừng lập tức trở nên so với Thu Sương đánh cả còn khó xem hơn. Nàng hầu như là hai mắt phun ra lửa, giận dữ hét. Tại sao là ngươi, ngươi làm sao liền đi ra? Từ trong thuật tháp truyền ra chính là thiên nhất các đồng tu. Đồng tu bị dáng vẻ của Tu Đan Hà sợ hết hồn, hắn vội vàng giải thích. Là như vậy đại trưởng lão, bởi vì ta bị Lý Vân Tiêu đánh lén, hồn lực hao tổn, dù vậy cũng không từ bỏ liều mạng vật lộn. Ở tầng thứ 6 chỉ lát nữa là thành công, lại phát hiện thời gian không đủ, vừa vặn đến một canh giờ, lúc này mới bị truyền tống ra, quả thực là thiên vong ta a. Hắn một mặt bi phẫn, tận lực biểu hiện ra mình anh dũng phấn khởi chiến đấu, mang thương ngoan cường chống lại. Khuôn mặt Tu Đan Hà đều sắp chảy ra nước, gằn từng chữ nói. Ngươi nói ngươi là bởi vì đã đến giờ mới truyền tống đi ra. Phải a? Đồng tu một mặt vô tội ai thán nói. Này không phải thiên vong ta ư? Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo liền nghe một tiếng nguyên lực chấn động nhập trong cơ thể nổ vang, sau đó nhìn thấy đồng tu như diều đứt dây bay ra ngoài. Từ trên vang vọng vừa nãy phán đoán, phỏng chừng đã triệt để tắt thở. Tất cả mọi người đều hơi chảy ra mồ hôi lạnh, nói thầm, này không phải thiên vong ngươi, mà là ngươi tự mình vong mình a, nói cái gì không tốt, lại nói đã đến giờ bị truyền tống ra, này không phải đánh mặt Tu Đan Hà sao? Ha ha! Hắc Liên Thiếu Hoàng nhẫn nhịn thương thế cười to nói. Lão Thái Bà, lần này đánh miệng mình đi, đệ tử của ngươi dùng hành động thực tế chứng minh thuật tháp hoàn hảo không chút tổn hại, hắn tuy chết nhưng vinh a. Sắc mặt Tu Đan Hà khó coi đến đáng sợ, từng bước một đi trở về trên ghế, hiếm thấy không có phản bác Hắc Liên Thiếu Hoàng, chỉ là âm trầm ngồi ở đó không lên tiếng. Trên mặt mọi người thiên nhất các đều chảy xuống mồ hôi lạnh, từng cái lo lắng không ngớt. Chỉ lo mình không cẩn thận liền trở thành xác chết. Đồng tu chính là thuật luyện sư thiên tài số một trong môn phái, tiền đồ không thể hạn lượng, ở trong tay nàng muốn giết cứ giết, những người mình này nếu như mạo phạm nàng, giết càng sẽ không chớp mắt. Thôi bác nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói. Như vậy xem ra, thuật tháp cũng không hư hao, Lý Vân Tiêu có thể dừng lại không ra, đó là bản lãnh của hắn, thi đấu tiếp tục. Lần này những người áp chú Lý Vân Tiêu kia tầng tầng thở dài. Chỉ bất qua tổng thể dừng lại ở tầng thứ 5 cũng không phải biện pháp a. Nhưng người thiên nguyên thương hội lại yên tâm hơn nhiều, trải qua lần này, bọn họ đối với Lý Vân Tiêu đoạt quan tự tin càng to lớn hơn. Giờ khắc này ở trong thuật tháp, trong óc Lý Vân Tiêu, trên trận bàn, tứ đại nguyên tố tượng trưng toàn bộ mở ra. Kỳ thực đã sớm có thể mở ra xong xuôi, chỉ bất quá hắn cảm ngộ lực lượng nguyên tố,
được ích lợi không nhỏ, vẫn không chịu đi ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, mặc dù bởi vậy đến giờ mà thất bại, cũng phải đem lực lượng tứ đại nguyên tố triệt để cảm ngộ hoàn toàn. Thời điểm lại một lần nữa dương mắt, phảng phất có bốn đạo lực lượng nguyên tố ở trong con ngươi lấp lóe, thâm thúy như bầu trời. Hẳn là đã qua một canh giờ mới đúng a, tại sao ta không có bị truyền tống đi ra ngoài? Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Lẽ nào ở trong không gian linh thức, cảm ngộ lực lượng nguyên tố không bị thời gian quy tắc hạn chế? Cũng chỉ có khả năng này, hắn hơi dương đôi mắt ra, liền nhìn thấy năm người đang chiếm giữ ở tầng thứ 7, mỗi một người đều là sắc mặt cực không dễ nhìn, hiển nhiên là khổ sở chống đỡ, rốt cục có hai người không chịu nổi, trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, chính là Đường Tâm cùng Nam Hưng Nghiệp. Đối với thuật giả đồng nhất cấp truyền tống ra, thì lại lấy ở đồng nhất cấp dừng lại thời gian làm căn cứ phán đoán, Đường Tâm mạnh hơn Nam Hưng Nghiệp, chiếm giữ đệ ngũ, Nam Hưng Nghiệp thứ 6. Sau khi Đường Tâm đi ra liền nhìn trong thuật tháp, ý nghĩ không giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng mà Nam Hưng Nghiệp tràn đầy không cam lòng, sắc mặt vô cùng cụt hứng ủ rũ. Trương Sùng An ủi. Người đã làm được rất tốt, không cần chú ý, lần này người tham dự thuật quyết đều không phải bình thường. Thôi bác cảm khái nói. Xem ra ánh mắt của mọi người vẫn là rất độc ác a, giờ khắc này bốn người ở lại trong thuật tháp, vừa vặn chính là bốn người áp chú cao nhất. Cũng không biết ai cuối cùng có thể thắng. Mẫn Thành Tương cười nói. Nếu tự áp chú đến xem, hẳn là Tiêu Cảnh Minh không thể nghi ngờ. Ha ha, Mẫn trưởng lão sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Quyền Dân Từ Tốn nói. Các ngươi từ đâu tìm tới một tuổi trẻ thuật luyện sư cường đại, ta nhìn hắn tựa hồ muốn đột phá đến tầng thứ 8. Hắn chỉ chính là người trẻ tuổi màu da cổ đồng kia, mọi người đối với người này ngược lại cũng rất tò mò. Mẫn Thành Tương cười nói. Quá khen rồi, người này gọi Tường Tử, lai lịch xác thực có chút thần bí, bất tiện cho biết. Tường Tử. Mọi người yên lặng, xác thực cảm thấy có chút quái lạ, tựa hồ thật giống như nghĩ tới điều gì, rồi lại không cách nào nắm bắt. Mau nhìn, Tiêu Cảnh Minh đột phá đến tầng thứ 8. Không biết ai đột nhiên kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều mãnh liệt ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt mỗi một người đều hết sức khiếp sợ, tuy rằng sớm có linh cảm. Nhưng khi hắn chân chính đột phá đi tới, vẫn là hết sức chấn động, dù sao này liền đại diện cho thực lực cấp 8, vậy cũng là đại thuật luyện sư A. Trong mắt Tiêu Cảnh Minh hiện ra vẻ đắc ý, lạnh lùng nhìn trong thuật tháp còn lại mấy người, khóe miệng hiện ra một tia khinh bỉ. Công kích linh hồn. Hắn đến từ siêu cấp thế lực Đao Kiếm Tông, ở trong tông môn cũng là tuổi trẻ thuật luyện sư có tiền đồ nhất, để bảo đảm giữ chắc số 1, lúc này mới bị ép bất đắc dĩ mất đi thân phận đệ tử Đao Kiếm Tông. Gia nhập vào Mạn Đa Thương Hội, loại bang phái dưới cái nhìn của hắn không khác nào tạp ngư. Nguyên bản là lòng tràn đầy chán trường cùng bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Thủy Lạc Yên, nhất thời hết thảy thái độ tiêu cực đều biến mất. Nữ thần, đó mới là nữ thần ta vẫn khổ sở tìm kiếm a. Tiêu Cảnh Minh ở lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Lạc Yên, nội tâm liền vang lên thanh âm này, mặc dù biết hắn sẽ là vị hôn thê của Trần Phong, cũng việc nghĩa chẳng từ nan yêu nàng. Ta sẽ để ngươi thấy thực lực tuyệt cường của ta, chờ ta đạt được đệ nhất liền lập tức trở về Đao Kiếm Tông, để tông chủ thu hồi mệnh lệnh, đem ngươi gả cho ta. Tiêu Cảnh Minh có tự tin này, tuy rằng Trần Phong là con trai tông chủ, nhưng hắn là thuật luyện sư cấp 8 trẻ tuổi nhất trong môn phái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn có tự tin tông chủ nhất định sẽ đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể thuận lợi đoạt được số 1, để Mạn Đa Thương Hội trưởng khống ở dưới Đao Kiếm Tông, còn Thủy Lạc Yên gả cho Trần Phong cũng tốt. Gả cho hắn cũng được, này đều không phải trọng điểm. Tiêu Cảnh Minh mang theo hết sức tự tin, những cái gọi là tuấn kiệt của Thương Minh, ở trong mắt hắn cũng chỉ là nông dân. Sau khi thăng cấp tầng thứ 8, hắn vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu toàn tâm ứng phó, tuy tiến vào tầng thứ 8 hắn đã cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng hắn cần ở trước mặt tất cả mọi người, hướng về nữ thần của hắn biểu diễn ra toàn bộ thực lực của hắn. Cấp 8, hắn quả nhiên là cấp 8. Trong mắt Thủy Lạc Yên cũng phóng ra ánh sáng, gả cho một cấp 8 thuật luyện sư trẻ tuổi như vậy, so với trực tiếp gả cho con trai Đao Kiếm Tông tông chủ còn muốn có lợi ích. Chí ít tên cấp 8 thuật luyện sư này đối với mình bách y bách thuật, mà Trần Phong. Bên người theo bốn tên nữ tử vừa nhìn liền biết là chuyên môn thị tẩm, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mà sau khi Lý Vân Tiêu bước vào tầng thứ 6, tựa hồ không có đồ vật gì có thể hấp dẫn hắn, cũng rất nhanh lên tới tầng thứ 7. Khiến cho mọi người kinh dị không ngớt.
Vốn cho là hắn qua tầng thứ 5 cũng khó khăn như vậy, nhiều lắm là tầng 6 liền ngừng, không nghĩ tới dĩ nhiên trở nên sắc bén. Đây là... Bên trong tầng thứ 7, chỉ có một bệ đá, mặt trên bày đặt một cái bồ đoàn. Ở trên đài đá đơn giản sáng tỏ khắc hai chữ lớn, ngồi lên. Ngồi lên hẳn chính là để ta ngồi trên bồ đoàn, chỉ không biết là thử thách gì, giờ khắc này ta chỉ có thực lực cấp 7, sẽ không bởi vậy bị quét xuống chứ. Lý Vân Tiêu bất giác hữu tâm lo lắng. Bởi vì nơi đây các loại kiểm tra thực có chút kỳ quái, mà hắn xác thực không có đạt đến cấp 8, nếu như trực tiếp tỉ thí hắn trái lại không sợ. Nhưng nếu như cảm ứng được cấp độ của hắn mà đào thải, này há không phải chết oan. Yêu Long nói, không cần quá lo lắng, cuối cùng không được ta sẽ đúng lúc cùng ngươi hợp thể. Không được nữa liền thả viên cao hàn ra, hắn là cấp 8 hàng thật đúng giá, để hắn lên, ngươi cũng bằng thông qua. Lý Vân Tiêu đại hãn, lắc đầu nói. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được kế như vậy, giờ khắc này dọc theo đường đi đến, ta mơ hồ cảm thấy có dấu hiệu đột phá cấp 8, có thể này chính là thời cơ cũng khó nói. Hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn đến trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi sau một khắc biến hóa. Đột nhiên bốn phía tựa hồ hơi có sức mạnh sản sinh, từ bốn phương tám hướng vào tới, hướng về thân thể hắn đè ép, để hắn nhíu mày lên, kinh ngạc nói. Hồn lực. Lực lượng đè ép bắt đầu trở nên mạnh mẽ, Lý Vân Tiêu vội vàng đem hồn lực thả ra ngoài tiến hành chống lại, trong giây lát ý thức được cái gì, cười khổ nói. Quả nhiên là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, nếu như ta không có đoán sai, cửa ải này chính là uy thế linh hồn trực tiếp nhất, trực tiếp nhằm vào hồn lực ngươi tiến hành kiểm tra. Yêu Long nói, không có chuyện gì, ta cùng ngươi dung hợp chí ít cũng là cấp 7 đỉnh cao, thêm vào diễn thần quyết, muốn vượt qua cũng không phải là việc khó. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết nói. Để một mình ta đi, vừa vặn mượn cơ hội hiếm thấy này đột phá bình phong cấp 7. Hồn lực trên người hắn bỗng nhiên phóng thích ra ngoài, bắt đầu chống lại uy thế linh hồn dần dần tăng cường. Một ánh hào quang ở trong thuật tháp thoáng hiện, Thôi Nguyên rốt cục không chịu nổi áp lực thật lớn, trực tiếp chịu thua từ trong truyền tống đi ra. Thôi Nguyên nhìn trong thuật tháp còn dư lại 3 người. Đặc biệt Tiêu Cảnh Minh đã nhảy đến tầng thứ 8, để cả người hắn chấn động mạnh, có chút lúng túng nói. Phụ thân đại nhân, xin lỗi, ta. Thôi bác nhàn nhạt ngắt lời nói. Không cần tự trách, người đã biểu hiện rất tốt, để ta thấy người mấy năm qua nỗ lực, nói vậy không lâu liền có thể đột phá đến cấp 8. Người hiện tại thành tích là bài danh đệ tam hay đệ tứ, liền xem Lý Vân Tiêu, tường tử cùng Tiêu Cảnh Minh đã vượt qua ngươi. Tuy rằng Thôi bác an ủi. Nhưng nội tâm Thôi Nguyên vẫn vô cùng khó chịu, hắn nuốt vào một viên đan dược, liền ở trong vạn bảo lâu đả tọa điều tức. Trương Sùng cười to nói. Ha ha, thật là ánh mắt quần chúng sáng như tuyết ha, liền còn lại 3 cái áp chú nhiều nhất. Mẫn Thành Tương cười nói. Căn cứ vật trao đổi, cái kế tiếp bị đào thải hẳn là Lý Vân Tiêu. Hừ, định luật vật trao đổi chấm dứt ở đây. Hắc Liên Thiếu Hoàng lạnh nhạt nói. Vân Thiếu tất nhiên là đệ nhất. Mẫn Thành Tương không tỏ rõ ý kiến, cười nói. Có lòng tin là chuyện tốt, vẫn là xem sự thực đi. Lôi Phong Thương Hội bọn họ nguyên bản là bị xem trọng lại lót đáy, thậm chí mất đi vị trí thành viên ban trị sự, giờ khắc này là lực lượng mới xuất hiện, để mọi người giật nảy cả mình. Hơn nữa mọi người cũng đột nhiên phát hiện, giờ khắc này còn ở trong thuật tháp tỉ thí dĩ nhiên là 3 cái cuối cùng nhất trong thất đại thương minh. Cái gọi là thành viên hạt nhân tứ minh đã bị đào thải toàn bộ, nhất thời từng cái lộ ra vẻ cổ quái, đồng thời cười khổ không thôi. Đột nhiên có người kêu to nói. Đó là, trời ạ, tường tử cũng muốn thăng cấp đi tới. Mọi người kinh hãi, đồng thời nhìn lại, quả nhiên ở quanh thân tường tử hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng, mang theo hắn chậm rãi thăng lên tầng thứ 8, chỉ bất quá hắn không giống Tiêu Cảnh Minh khí phách hăng hái như vậy, mà là trên mặt mang theo hết sức mệt mỏi. Ha ha, tiểu tử này. Mẫn Thành Tương không tiếc rẻ chút nào cười to, cũng không biết nên làm gì tán thưởng mới tốt. Thôi bác cười khổ nói. Lần này Lôi Phong Thương Hội xác thực là quá kinh người, chẳng trách Mẫn trưởng lão vẫn ở trong thành biết điều không ngớt, hóa ra là đã sớm định liệu trước. Xem ra định luật vật trao đổi này thật sự muốn thực hiện. Tầng thứ 8, 1. Hai người đều cấp 8, ở trong lòng mọi người cũng đã phán Lý Vân Tiêu tử hình. Tuy rằng nghe đồn hắn có thuấn di mà thuật luyện sư cấp 8 mới có thể nắm giữ,
nhưng ai cũng sẽ không thật sự cho rằng hắn là đại thuật luyện sư cấp 8. Mẫn Thành Tương nghe mọi người khen ngợi, nghĩ một đằng nói một nẻo khiêm tốn vài câu, nhưng trên mặt hưng phấn là khó có thể che giấu. Những người Thiên Nguyên Thương Hội không biết thân phận Lý Vân Tiêu kia cũng bắt đầu lo lắng, chỉ có mấy người Đinh Linh Nhi vẫn là một mặt bình tĩnh, xem ở trong mắt mọi người cũng bị cho rằng là giả vờ chấn định mà thôi. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu ở trong tầng thứ 7, hồn lực cường đại trực tiếp một làn sóng trùng kích linh đài của hắn, để hồn phách của hắn rung động. Hai tay hắn hiện ra đại diễn thần quyết, mạnh mẽ ổn định ý thức hải. Ở cửa ải này phương thức đào thải chỉ có chủ động chịu thua, bằng không ý thức hải vừa vỡ, cả người nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì mất đi linh thức, triệt để biến thành kẻ ngu si. Vì lẽ đó cái này cũng là một cửa hung hiểm nhất. Yêu Long ở sâu trong linh hồn của Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn, loại lực lượng xung kích bên ngoài kia chính là hồn lực cấp 8, cửa ải này thiết kế lý niệm vô cùng đơn giản. Chính là ngươi có thể gánh vác mấy làn sóng hồn lực cấp 8 công kích, vậy ngươi khẳng định chính là cấp 8 thuật luyện sư, có thể trực tiếp thăng cấp đến tầng thứ 8. Công kích linh hồn, không hề có phương pháp đầu cơ trục lợi, chỉ có cứng đối cứng mạnh mẽ chống đỡ, hai con ngươi của Lý Vân Tiêu trong lúc đó hiện ra từng tia tan rã, khuôn mặt ở dưới xung kích không ngừng càng ngày càng khó coi, trở nên không có chút hồng hào. Cực hạn sao? Lý Vân Tiêu cảm giác hồn ý của mình ở dưới xung kích hầu như muốn sụp đổ, mà cảnh giới cấp 8 vẫn như cũ không cách nào chạm đến. Âm thanh của Yêu Long vang lên nói. Đừng cố chống, hồn chiến kỹ pháp, hợp hai làm một, nhất định có thể chịu nổi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta nghĩ tới một chủ ý càng tốt hơn. Thân thể Yêu Long run lên, tựa hồ có loại dự cảm xấu, nghiễm nhiên cảnh cáo nói. Chớ làm loạn. Lần nào ngươi nói là chủ ý tuyệt diệu không phải đem mình làm sắp chết, lần này là công kích linh hồn, không cẩn thận liền hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu nơi nào để ý tới hắn, hai tay bấm quyết, một đạo hồn lực chậm rãi từ trong cơ thể bắt đầu tách ra, chính là dáng dấp Lý Vân Tiêu ở trạng thái yêu hóa. Lý Vân Tiêu yêu hóa giờ khắc này chính là ký ức của Yêu Long, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng ý tứ của Lý Vân Tiêu, mừng lớn nói. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này Yêu Long làm tinh quang hồn thể bị chia lìa ra, lập tức ở đối diện Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng xuống, một tay chỉ thiên, một tay bấm quyết vươn ra ngoài. Lý Vân Tiêu là hai tay sử dụng một cái quyết ấn, chậm rãi duỗi ra, đem dấu tay của Yêu Long kết hợp với nhau, hình thành một trận pháp hình tròn. Ánh sáng trên trận pháp lập tức đem hai người chụp vào trong, mà trên tay chỉ thiên của Yêu Long mịt mở ra một đạo khí thể màu tím, không ngừng lên cao. Hai người từng người sử dụng tới một đạo quyết ấn không giống, lẫn nhau dung hợp, càng là liên hợp thuật. Chiêu này vừa triển khai ra, lập tức cảm thấy bốn phía áp lực giảm nhiều. Nhưng Lý Vân Tiêu một khắc cũng không dám thả lỏng, toàn lực trùng kích cảnh giới cấp 8, thời cơ hiếm thấy bực này sau đó sợ là khó gặp phải. Ở ngoài thuật tháp, Thôi Bác ngưng tiếng nói. Lý Vân Tiêu ở tầng thứ 7 chống đỡ thời gian đã vượt qua Thôi Nguyên đứng hàng thứ 4. Trên mặt Thôi Nguyên hiện ra vẻ xấu hổ, trước kia hắn khí phách hăng hái muốn đoạt đệ nhất, không nghĩ tới thành tích thấp như vậy, ra ngoài dự liệu của hắn. Nhưng trong mắt lại lộ ra chiến ý, một luồng tâm ý bất khuất ở trong máu chảy xuôi, sau lần này tất nhiên là càng thêm tu luyện. Trương Sùng cau mày nói, lần này sẽ không ở tầng thứ 7 lại siêu thời gian chứ? Hắc Liên Thiếu Hoàng cười nói, làm sao, ngươi có ý kiến? Tất cả mọi người yên lặng một hồi không nói, siêu thời gian không truyền tống ra, đây đối với những tuyển thủ khác mà nói quá không công bằng. Nhưng đây là bản lĩnh của người ta, người có thể có biện pháp gì? Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên đột nhiên hiện ra một nụ cười nói. Lần này không cần mọi người đợi lâu. Mọi người hướng về trong thuật tháp nhìn tới, từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, cấp 8 đại thuật luyện sư thứ 3. Lý Vân Tiêu cùng Yêu Long trong lúc đó tạo thành trận pháp liên thủ, rốt cục đem toàn bộ công kích cản lại, mà khí chất trên người Lý Vân Tiêu vào đúng lúc này cũng xảy ra thay đổi cực lớn. Yêu Long mừng lớn nói. Ngươi đột phá. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Còn thiếu một chút, ngươi trở về liền được rồi. Yêu Long không nói hai lời, lập tức bấm quyết, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Lý Vân Tiêu, trực tiếp chìm vào linh hồn. Một luồng lực lượng tinh thần cường đại khó có thể dùng lời diễn tả được từ trên người hắn lan ra, dường như một luồng bão táp linh hồn hình thành từng tiểu long quyển thổi về xa xa, khí chất cả người hoàn toàn thay đổi.
ở sau khi tinh mang lộ ra, liền lập tức thu vào toàn thân, trở lại trạng thái phổ thông, không nhìn ra bất kỳ đầu mối. Cấp 8, quả nhiên là cấp 8. Yêu Long mừng lớn nói. Ngươi một bước nhập vào cấp 8, ta cũng đạt được chỗ tốt cực lớn, chắc chắn chờ sau khi ngươi trở lại cấp 9 đỉnh cao, ta tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hừm, không chỉ là hồn lực, tu vi cũng vào tới lục tinh vũ hoàng, chờ xong quyết kết thúc ta liền an tâm bế quan. Nội tâm Lý Vân Tiêu vô hỉ vô bi, đã làm được không quan tâm hơn thua, nhẹ như mây gió. Không gian chung quanh hắn lần thứ hai trở lại trong thuật tháp, kinh ngạc nhìn hai người trên tầng 8, lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn đoán được Tiêu Cảnh Minh cùng Tường Tử thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thật sự đạt đến cấp 8 cảnh giới. Phải biết hắn là tuyệt thế vũ đế sống lại, còn đối phương là thanh niên tuấn ngạn hàng thật đúng giá a. Trong lòng Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ nghiêm nghị, bảy đại siêu cấp thế lực quả nhiên không giống bình thường, còn đối với thân phận Tường Tử kia cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Ngay khi hắn lên tầng thứ 8, Tường Tử rốt cục không chống đỡ nổi, từ trong không gian tầng thứ 8 mở mắt ra, đầy mắt đều là vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Minh ở tầng thứ 8, sau đó giật mình liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu đang lên cấp, liền bị truyền tống ra ngoài. Tường Tử, làm sao? Tường Tử vừa đi ra bên ngoài, Mẫn Thành Tương lập tức tiến lên nghênh tiếp, có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Có thể thu được thứ hai, chỉ cần vũ quyết không quá kém, liền cơ bản không thành vấn đề. Tầng thứ 8, 2. Tường Tử khổ não nói. Ta tiến vào tầng thứ 8 thời gian quá ngắn, Tiêu Cảnh Minh kia đã ở bên trong khôi phục như lúc ban đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bằng không thắng bại khó biết, chịu thiệt ở lúc trước tốc độ quá chậm. Đường Tâm nghe vậy, cả kinh nói. Làm sao, bên trong không phải không gian đơn độc sao? Các ngươi dĩ nhiên gặp mặt. Sắc mặt Tường Tử trắng bệch, tiêu hao thực sự quá lớn, gật đầu nói. Không sai, tầng thứ 8 là một thế giới cộng đồng, hơn nữa không có thời gian hạn chế, điều kiện thủ thắng duy nhất chính là trong thuật tháp chỉ còn một người. Thôi Nguyên cau mày nói. Nếu là như vậy, chỉ còn một người liền thắng lợi, vậy như thế nào tiến vào tầng thứ 9? Không phải còn lại một người liền có thể bước vào tầng thứ 9 chứ? Thôi Bác lắc đầu nói. Tuy thuật tháp này có 9 tầng, nhưng có giới hạn 30 tuổi. Vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước 30 tuổi bước vào cấp 9, nên tình huống tầng thứ 9 không thể nào biết được, thế nhưng các cường giả ở tầng thứ 8 gặp gỡ, là có ghi chép, lần trước có hai người đồng thời bước vào tầng thứ 8, vẫn là chuyện ngàn năm trước, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên một lần tiến vào ba người. Âm thanh của Tu Đan Hà đột nhiên vang lên nói. Hừ, cái gì ba người này đều không rõ thân phận, không rõ lai lịch. Nếu như chỉ nói thành viên thương minh chân chính, là một người cũng không có. Lời này của nàng lập tức dẫn tới tam đại thương hội bất mãn, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ cũng xác thực như vậy. Nguyên bản tam đại thương hội lót đáy trong thất đại thương minh, bởi vì đều thông qua các loại thủ đoạn mời ngoại viện, ngược lại trở thành thành tích tốt nhất. Quyền Dân cười nhạt nói. Mặc kệ mèo đen hay mèo trắng, có thể bắt được chuột là mèo giỏi. Đột nhiên Thủy Lạc Yên nói. Tường công tử. Chiếu ngươi giải thích, hiện tại trong tầng thứ 8, Tiêu Cảnh Minh hẳn là cùng Lý Vân Tiêu đánh nhau. Lấy tính cách của Tường Tử là lười cùng người xa lạ nói chuyện, thế nhưng Thủy Lạc Yên dáng vẻ quyến rũ mê người, khiến cho hắn cũng không nhịn được hồi đáp. Điều kiện thắng lợi là còn sót lại một người, ta mới vừa gia nhập tầng thứ 8, liền lập tức bị Tiêu Cảnh Minh từ lâu ở bên trong dĩ giật đãi lao toàn lực công kích, khổ sở chống đỡ còn chưa phải địch thủ, lúc này mới chịu thua truyền tống đi ra. Thủy Lạc Yên hơi nhướng mày nói. Chịu thua. Ở mọi người xem đến, bên trong bất quá là không gian hư huyễn mà thôi, không địch lại nhiều lắm bị dung ra không gian hư huyễn, làm sao cũng sẽ không chịu thua mới phải. Trên mặt Tường Tử hơi đỏ lên nói. Mặc dù là hư huyễn không gian, nhưng ở tầng thứ 8 là hồn lực vật lộn với nhau, nếu không chịu thua bị kích hồn phi phách tán, đi ra liền thần thức tán loạn, nhẹ thì hồn lực lớn tổn, trọng thương hôn mê. Nặng thì biến thành kẻ ngu si. Thì ra là như vậy. Thủy Lạc Yên bừng tỉnh cười nói. Đa tạ Tường công tử giải thích nghi hoặc. Tường Tử gật đầu nói. Không khách khí. Nội tâm hắn là âm thầm kinh thán cảm khái sức hấp dẫn của mỹ nữ. Nếu như người còn lại hỏi như vậy, hắn căn bản là sẽ không phản ứng. Thủy Lạc Yên cười nói. Lạc Yên hỏi Tường công tử một chút, lấy ngươi phán đoán,
cuối cùng thắng được sẽ là Lý Vân Tiêu hay là Tiêu Cảnh Minh. Lần này lập tức dẫn tới tất cả mọi người lắng nghe, này quan hệ đến tuyệt đại đa số người đặt cược, là thiết thân lợi ích a. Mấy người Đinh Linh Nhi càng là hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ rõ ràng ý tứ của Thủy Lạc Yên, hoàn toàn là nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu mà đến. Tường Tử trầm tư một chút, nhân tiện nói. Thuật đạo hồn lực quyết đấu, tuy rằng hồn lực cao thấp cơ bản quyết định tất cả, nhưng ở kết quả cuối cùng còn chưa đi ra, ta cũng không tiện suy đoán lung tung, chỉ bất quá Tiêu Cảnh Minh thắng lợi xác suất quá to lớn, Lý Vân Tiêu thủ thắng cơ hội xa vời. Hừm, như vậy rất tốt, hy vọng Lý Vân Tiêu ở bên trong có thể thà chết chứ không chịu khuất phục mới tốt. Thủy Lạc Yên xoay người, xa xa nhìn Đinh Linh Nhi cười nói. Linh Nhi muội tử, người nói nếu như Lý Vân Tiêu ở bên trong thà chết chứ không chịu khuất phục, sau khi ra ngoài là hồn lực hao tổn, hay là biến thành kẻ ngu si đây? Đinh Linh Nhi biến sắc, lạnh lùng trả lời. Vẫn là lo lắng người bên nhà chồng của ngươi đi, nếu như biến thành kẻ ngu si, đến thời điểm ngươi làm sao bàn giao với bên chồng? Ngươi, mạnh miệng! Thủy Lạc Yên lạnh lùng châm chọc nói. Đợi lát nữa ta nhìn ngươi làm sao khóc. Mặc dù hai người đấu võ mồm, nhưng đều là mỹ nữ nổi danh hiếm thấy thương minh, nhìn không hề có một chút nào như nam tử trong lúc đó một mất một còn, trái lại làm cho người ta cảm giác vui tai vui mắt. Đây chính là hiện thực, mỹ nữ bất luận làm cái gì đều là mỹ nữ, đều có thể hấp dẫn nam nhân. Khắp khuôn mặt Đinh Linh Nhi là tự tin, chưa dao động niềm tin Lý Vân Tiêu thắng lợi chút nào, nhưng nội tâm là cực kỳ lo lắng. Tiêu Cảnh Minh ở tầng thứ 8 dĩ giật đãi lao, tuy rằng đánh bại Tường Tử đi ra cũng khẳng định tiêu hao không ít hồn lực, nhưng Lý Vân Tiêu vừa xuyên qua tầng thứ 7, sợ là sẽ rơi xuống hạ phong. Lý Vân Tiêu vừa bước vào tầng thứ 8, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ dị tràn ngập ở trong trời đất, bổ dưỡng hồn lực, để hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Yêu Long cũng nhận ra được tình huống, giật mình nói. Sức mạnh thật kỳ dị a, dĩ nhiên có thể thẩm thấu hồn phách, đây là sức mạnh nào? Lý Vân Tiêu hơi nhận biết một thoáng nói. Loại sức mạnh này có thể so với dưỡng hồn mộc, thiên địa to lớn quả nhiên không phải chúng ta có thể tính toán, còn có quá nhiều chuyện không biết, hoàn toàn không cách nào hiểu rõ. Trong lòng hắn đột nhiên hơi động nói. Vừa nãy thời điểm ở tầng thứ 7 tuy rằng sức mạnh của ngươi cũng đạt được tăng lên, nhưng cách cấp 8 còn kém không ít, có thể ở tầng không gian thứ 8 này, mượn nguồn sức mạnh kia có thể trực tiếp tu luyện tới cấp 8, đến thời điểm linh hồn chúng ta hòa vào nhau, còn có thể hướng về trên vượt qua một cấp độ, chí ít có thể tới cấp 8 trung cấp. Yêu Long nghe cũng động lòng, đang định hiển hóa ra ngoài, đột nhiên không trung truyền đến vài tiếng xé gió ác liệt. Trong chớp mắt không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện vạn đạo ánh kiếm, bao phủ một vùng không gian, bắn rơi mà đến. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, vô cùng kinh ngạc nhìn những ánh kiếm kia, tự lẩm bẩm. Đây là, thần thức biến thành ánh kiếm. Hắn một tay bắt quyết, cả người hóa thành hình bóng, biến mất ở tại chỗ, trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Những ánh kiếm kia xuyên thấu tàn ảnh hắn lưu lại, toàn bộ liền biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên là thần niệm biến thành, tầng thứ 8 này đến cùng là thử thách cái gì? Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhìn tới bốn phía, chỉ thấy cách đó không xa, trên một vách đá ngưng khắc mấy cái đại tự, hắn thì thầm. Chỉ chừa một người, đây là ý gì? Đấu trí, một. Một âm thanh dữ tợn truyền đến, mang theo tiếng cười lạnh tàn nhẫn nói. Chính là ý tứ chỉ có thể lưu lại một người, dễ hiểu như thế ngươi còn xem không hiểu sao? Tiêu Cảnh Minh. Lý Vân Tiêu cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, bình tĩnh nói. Chẳng trách vừa nãy nhìn thấy ánh mắt người Lôi Phong Thương Hội kia căm hận, nói vậy hắn chính là bị ngươi đưa đi. Bóng người của Tiêu Cảnh Minh chậm rãi xuất hiện ở trong hư không phía trước, ngạo nhiên đứng ở đó, cao ngạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lộ ra xem thường cùng cừu thị, cười khẩy nói. Không nhìn ra ngươi vẫn rất chấn định, không sai, người kia thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc gặp gỡ ta. Nếu như không có ta dự thi, lần này quán quân hẳn chính là hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thì ra là như vậy, điều kiện qua cửa hẳn chính là chém giết còn lại một người, nhưng còn lại một người vẻn vẹn là điều kiện thắng lợi mà thôi, vậy như thế nào mới có thể đi về tầng thứ 9 đây? Tầng thứ 9. Tiêu Cảnh Minh cười to nói. Thật thiệt thòi ngươi dám nghĩ à, tầng thứ 9, kia là đại thuật luyện sư cấp 9 mới có thể đi. Ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là tồn tại Phượng Mao Lân Giác,
ngươi cảm thấy ở trước 30 tuổi có thể sẽ có người đạt đến điều kiện tầng thứ 9 sao? Vì lẽ đó ta cho rằng, thời điểm thiết kế thuật tháp này tổng cộng chỉ có 8 tầng mà thôi. Lý Vân Tiêu nghe được không ngừng gật đầu, Tiêu Cảnh Minh phân tích vô cùng có đạo lý, cùng hắn suy đoán không khác nhau chút nào. Hơn nữa lấy tuổi như hắn liền có thể có thành tựu như thế này, tuyệt đối là rồng phượng trong nhân loại, tương lai thành tựu thậm chí còn ở trên Trần Phong. Ngươi còn có nghi hoặc gì không? Ta giúp ngươi giải đáp, tuy rằng ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian khôi phục hồn lực, nhưng ở trước mặt ta tất cả đều là vô ích. Cho ngươi đãi ngộ trước khi bị ta phế bỏ, ta chỉ cầu ngươi sẽ không như rác rưởi mới vừa rồi kia, nhanh chịu thua như vậy, để ta ngược đãi ngươi một hồi. Tiêu Cảnh Minh lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Còn có một vấn đề, là ngươi có thể không đậu bức như thế sao? Lần này Tiêu Cảnh Minh lạ kỳ không có sinh khí, chỉ là trên người lạnh lùng, gằn giọng nói. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị chịu đòn rồi. Hắn giơ tay lên, vung lên mà xuống, một đạo lực lượng tinh thần ác liệt trực tiếp hóa thành sáng loáng phi đao, bắn về phía Lý Vân Tiêu. Nơi này vốn là tinh thần không gian, thân thể bọn họ đều là do thần thức biến thành, có thể tùy ý biến hóa. Sau khi Tiêu Cảnh Minh công kích, cả người lập tức biến hóa thành một con mãnh hổ, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng liền xung phong, chấn động đến mức không gian run rẩy. Lý Vân Tiêu cười lạnh, tuy rằng hồn lực của Tiêu Cảnh Minh mạnh hơn hắn, thế nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hắn một tay bấm quyết, thân thể lập tức trở nên gầy gò dài nhỏ, hóa thành một dây thừng, quanh co khúc khuỷu liền tránh thoát những phi đao kia. Dây thừng ở trên không trung nhiễu thành một vòng, đón hổ mà lên, muốn đem nó buộc chặt. Mãnh hổ kinh hãi, trong giây lát ở trên không trung biến thành một con cua lớn, trợn mắt hạt châu. Hướng không trung vung vẩy lên hai cái kìm, nhắm Lý Vân Tiêu biến thành dây thừng cắt đi. Dây thừng không ngừng lùi lại, con cua lớn theo sát mà lên, không trung tất cả đều là tiếng vang ca sát. Dây thừng chạy trốn một lúc, ở trên không trung biến thành một con độc hạt tử to lớn, bỗng nhiên quẩy đuôi, liền hướng trên người con cua quét tới. Lực lượng tinh thần xây dựng không gian hư huyễn chấn động một thoáng, binh khí hai người đụng vào nhau. Độc hạt tử bị kiềm con cua chấn động đến mức lùi về sau mấy mét, trong mắt con cua lớn lóe ra một tia ngoan lệ, giơ lên hữu kiềm thật cao mạnh mẽ cắt tới. Ca sát ca sát ca sát. Không trung truyền đến âm thanh liên tiếp, sau khi độc hạt tử chấn động, tựa hồ hơi kiêng kỵ cùng hắn cứng đối cứng, nhanh chóng lùi về sau. Muốn chạy trốn, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Con cua cười to đuổi theo, không gian này hoàn toàn là so đấu hồn lực mạnh yếu. Hắn ổn ép Lý Vân Tiêu một bậc. Độc hạt tử chạy trốn một lúc, lần thứ hai bắt đầu biến hóa, lần này biến trở về hình người, lại là một vị trưởng giả tiên phong đạo cốt, hai mắt như sao, mày kiếm dương lên, một thân tử bào theo gió mà động, trên vai thủ sẵn một cái áo choàng mạ vàng, uy phong lẫm lẫm, lộ ra một luồng khí tức thượng vị giả tuyệt cường. Trong đôi mắt trưởng giả bắn ra ánh sáng, nhìn thẳng con cua lớn, kiếm chỉ mà lên, lớn tiếng quát. Nhiệt xúc. Thấy bản tọa còn không mau quỳ xuống cho ta. Con cua lớn cả người chấn động, trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng vẻ giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, người thật to gan, đừng vội loạn biến cho ta. Người trưởng giả trước mắt này, dĩ nhiên là dáng dấp của Đao Kiếm Tông tông chủ Trần Đoạn Thiên, hơn nữa thần thái khí chất đều giống y như thật, hầu như lấy giả đánh cháo. Ngay khi cả người con cua lớn chấn động, thần thức thoáng thất thủ. Trần Đoạn Thiên đột nhiên xuất thủ, một thanh trường kiếm màu tím từ bên hông bắn ra, trực tiếp hóa thành một tử mãng to lớn, lộ ra hai răng nanh, nuốt chửng mà đến. Cho dù ngươi biến thành dáng dấp tông chủ thì lại làm sao, thực lực thấp kém đặt ở đó, chỉ có thất bại. Con cua lớn bỗng nhiên hóa thành một lão ưng, cùng tử mãng chiến đấu, bất quá hai hiệp, tử mãng liền hoàn toàn không địch lại, nhanh chóng lùi về sau. Trần Đoạn Thiên phất tay bấm quyết. Lập tức đem tử mãng hóa thành kiếm hình nắm trong tay, nhất chiêu kiếm thế chậm rãi giơ lên. Thiên khiển, dĩ nhiên là tư thế thiên khiển. Lão ưng lập tức ngổn ngang, tuy rằng thiên khiển này cũng chỉ là đồ có hình, nói cho cùng vẫn là tấn công bằng thần thức, chỉ bất quá thay đổi một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, nhưng đối với nội tâm hắn kinh hãi vẫn là tột đỉnh. Hơn nữa nhìn thấy trước mắt, chính là tông chủ bọn họ tự mình xuất thủ triển khai thiên khiển nhất chiêu, động tác và khí thế kia giống y như thật. Nhất thời để trong lòng hắn liền nhu nhược ba phân, sinh ra một tia sợ hãi. Thiên oai nghiêm, nhất kiếm thiên khiển.
Trần Đoạn Thiên cao giọng quát lên, thanh âm kia dĩ nhiên giống Trần Đoạn Thiên như đúc, chấn động nhập nội tâm lão ưng, sợ hãi to lớn ở trong lòng lan tràn ra, liền phảng phất như là Trần Đoạn Thiên đích thân tới, sinh không nổi một tia kháng cự. Kiếm thế chém xuống, lão ưng sợ hãi quát to một tiếng liền nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy, tuy rằng sức mạnh thế kiếm kia hắn hoàn toàn có thể chống lại, nhưng nội tâm đã triệt để hoảng loạn. Oanh! Một kiếm chấn động ở trên người lão ưng, mấy cây lông chim bay xuống, hắn ở trên không trung run rẩy mấy lần, dần dần hóa ra dáng dấp của Tiêu Cảnh Minh, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch, hiển nhiên là chiêu kiếm này đã thương tổn được hắn. Lớn mật, thấy bản tọa còn không quỳ xuống. Trần Đoạn Thiên lần thứ hai hét lớn, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Minh. Đấu trí, hai. Thân thể Tiêu Cảnh Minh run rẩy một thoáng, lập tức liền khôi phục lại, sợ hãi trong mắt dần dần tiêu tan, biến thành lạnh lẽo. Ngươi quả nhiên có một cẩu đảm, người nào cũng dám biến, biết rõ ngươi là giả, nhưng vẫn như cũ để ta sinh ra ý sợ hãi, không thể không bội phục. Con ngươi của Trần Đoạn Thiên thu nhỏ lại, nhìn ánh mắt đối phương thanh minh tựa hồ không sợ, biết lần này mình biến hóa tác dụng đã mất đi. Dù sao nội tâm biết giả, bất quá là mượn dùng uy nghiêm của Trần Đoạn Thiên ở trong đám đệ tử đưa đến hiệu quả kỳ binh tập kích mà thôi. Làm sao, không có cách khác. Tiêu Cảnh Minh lạnh giọng nói. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao thấy qua tông chủ đại nhân, đồng thời còn thấy qua thiên khiển chi kiếm, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi không có cách, không có cách liền đi chết đi cho ta. Hắn bỗng nhiên lao xuống, tay phải hóa thành một truy tử to lớn, muốn một thoáng đem Trần Đoạn Thiên đập thành bánh thịt. Ngay khi búa lớn muốn hạ xuống, con người của Tiêu Cảnh Minh bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng dừng thế tiến công trong tay, sợ đến cả người liền lùi lại mấy mét, con người cơ hồ muốn rớt xuống, mồ hôi lạnh tràn trề mà xuống, giận dữ hét. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy phía dưới một bộ bạch y, Trần Đoạn Thiên sớm đã không gặp, giờ khắc này là một cô gái tuyệt sắc, chính là Thủy Lạc Yên, đang ẩn tình đưa tình, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, dáng vẻ chua xót người thấy còn thương, mà càng làm cho Tiêu Cảnh Minh phát điên chính là, một tay của Thủy Lạc Yên bắt đầu khinh giải sam y, lộ ra da thịt như tuyết bên trong, còn có áo lót màu đỏ, mặt trên thêu càng là đông cung đồ. Tiêu Cảnh Minh chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân căng phồng, con người trợn lên. Trong lỗ mũi một mảnh nhiệt lưu, yết hầu càng là khát đòi mạng, giận dữ hét. Ngươi khinh nhờn nữ thần của ta, đáng chết a. Trong miệng hắn gào thét, nhưng thân thể không có một chút động tác nào, con ngươi nhìn chằm chằm Thủy Lạc Yên cởi áo không chớp một cái, trong cổ họng truyền đến âm thanh nuốt nước miếng, toàn thân căng thẳng. Giờ khắc này Thủy Lạc Yên đã thoát đến áo lót cuối cùng, trong miệng còn truyền đến mộng ngữ thấp giọng tiêu hồn, để hô hấp của hắn cơ hồ ngừng lại. Từng tia nhìn chằm chằm động tác cuối cùng. Sốt cục, áo lót kéo xuống, tinh thần Tiêu Cảnh Minh sốt sắng đến cực điểm, bỗng nhiên đem con ngươi mở to nhất. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, hắn tựa hồ thấy được việc khó mà tin nổi nhất trên đời này, đầu óc trong giây lát liền bối rối. Bên trong áo lót, dĩ nhiên là khuôn mặt của Trần Đoạn Thiên, đang thổi mi trừng mắt, làm mặt quỷ. Ha ha, theo ta đấu, ngươi còn non lắm. Khuôn mặt Trần Đoạn Thiên ở trên lồng ngực Thủy Lạc Yên cười to không ngớt, nhưng trong tay nàng lại hiện ra một thanh trường kiếm, ở trong nháy mắt Tiêu Cảnh Minh thất thần liền chém qua, đột nhiên đem cả người hắn bổ làm hai. Bóng người Tiêu Cảnh Minh bị chém thành hai nửa hóa thành hai tia quang mang, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, lần thứ hai hợp lại làm một, nhưng đã không còn khí thế sắc bén lúc trước, hiển nhiên là hồn lực ở dưới chiêu kiếm kia hao tổn rất lớn. Hắn xanh mặt, nhìn dáng dấp Thủy Lạc Yên trước mắt. Trên lồng ngực là khuôn mặt của Trần Đoạn Thiên, tức giận đến phổi muốn nổ, ngay cả mắng người cũng không nói ra được, chỉ là nhìn chòng chọc vào Lý Vân Tiêu, thù hận ngập trời. Ngươi dám khinh nhờn tông chủ của ta, khinh nhờn nữ thần của ta, ngươi đã phạm vào tội hẳn phải chết, để mạng lại đi. Tiêu Cảnh Minh hóa ra một thanh đại đao, bỗng nhiên giơ cao chém xuống, hắn đối với Lý Vân Tiêu thù hận đã tăng lên tới cực điểm. Hẳn phải chết, ngươi ăn ta hai kích. Giờ khắc này hồn lực đã hao tổn cùng ta gần bằng rồi, hơn nữa lấy chỉ số thông minh của ngươi, dựa vào cái gì giết ta? Lý Vân Tiêu cười lạnh, vẫn như cũ không thay đổi trạng thái thân thể, liền lấy bộ dáng dấp quái dị này tiến lên nghênh tiếp, nắm đấm tay phải đột nhiên lớn lên, mạnh mẽ đánh về thân đao. Cuối cùng quyết thắng nhất định phải dựa vào hồn lực ngạnh chiến mới có thể quyết ra, lúc trước những cái kia bất quá là kỳ binh đột kích,
tận lực rút ngắn chênh lệch lẫn nhau mà thôi. Ầm ầm ầm. Không gian theo va chạm to lớn này rung động, hai người đều không tự chủ bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt Tiêu Cảnh Minh hầu như âm trầm muốn chảy ra nước, hắn phát hiện dưới đòn đánh này, hai người hầu như trở thành thế lực ngang nhau, hắn nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ở hai lần phân thần, bị đối phương chui chỗ trống, trực tiếp san bằng. Đừng tưởng rằng như vậy là ngươi có thể vô tư, đừng quên nơi này không bị hạn chế thời gian, nói cách khác nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Tiêu Cảnh Minh bình tĩnh nói. Ngươi nên chỉ có cấp 8 sơ cấp hồn lực đi, mà ta không giống, ta đã tới cấp 8 trung cấp, ngươi cũng biết điều này có ý vị gì sao? Lúc này Lý Vân Tiêu mới khôi phục dáng dấp chân thân của mình, chỉ là một mặt hờ hững mỉm cười. Tiêu Cảnh Minh nhìn hắn như vậy, liền mạc danh sinh ra tức giận to lớn, hận không thể dẫm lên mấy đá, hầu như là quát. Mang ý nghĩa tốc độ khôi phục của ta sẽ nhanh hơn ngươi, giờ khắc này ngươi không làm gì được ta, chỉ cần ta dần dần khôi phục như cũ, những thủ đoạn tẻ nhạt kia của ngươi sẽ triệt để vô dụng, chờ bị ta nghiền ép đi. Ồ, ngươi chắc chắn chứ? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, một tay bấm quyết, trên người bắt đầu chia cách ra một đạo hồn lực, ở bên người chậm rãi hiển hóa ra hình ảnh yêu hóa, chính là yêu long. Chuyện này, đây là bí thuật gì? Tiêu Cảnh Minh cả kinh nói. Ngươi cho rằng tách ra một cái là có thể hai đánh một. Ngây thơ, cái phân thân này tất nhiên sẽ mang đi một bộ phận sức mạnh, thêm vào ngươi triển khai thuật này cũng hao tổn rất lớn, hiện tại hai người liên thủ trái lại chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Thật sao, ngươi lập tức liền biết kết quả. Yêu Long lạnh lùng lộ ra cười gằn, liền bay người lên, công đi qua, tuy rằng hóa thành nhân thân hắn có chút không quen, nhưng có thể đi ra hoạt động dù sao cũng hơn cả ngày ở trong linh hồn Lý Vân Tiêu tu luyện càng tốt. Hả, cấp 7. Con người của Tiêu Cảnh Minh hơi co rụt lại, cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi chỉ có thể duy trì phân thân cấp 7. So với trước còn muốn yếu đi a. Hắn một quyền liền hướng về yêu long đánh tới, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay yêu long. Hống hống. Âm thanh không cam lòng của yêu long vang vọng, hắn trực tiếp nghĩ hóa ra hình thái bản thể mình, nộ công đi qua. Lúc này Lý Vân Tiêu cũng chuyển động, không hề có chiêu thức gì, mà là một quyền bình thường lâm không đánh tới, là kim cương quyền, chỉ bất quá biến ảo ra quyền ảnh to lớn, giống như núi nhỏ đè xuống. Vô dụng. Hồn lực tương đương, làm sao ngạnh cũng là thế hòa. Tầng thứ 9. Tiêu Cảnh Minh hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo trưởng ảnh to lớn vỗ ra, đồng thời đối đầu quả đấm kia, còn đem yêu long cháo nhập trong đó. Oanh! Trưởng ảnh cùng nắm đấm ở trên không trung chạm vào nhau, thế lực ngang nhau. Yêu long trong giây lát lớn lên gấp 10 lần, giống to va về phía trưởng ảnh. Cái gì? Trong lòng Tiêu Cảnh Minh cả kinh, quyền ảnh tương giao. Hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của Lý Vân Tiêu so với lúc trước không nhược bao nhiêu. Làm sao có khả năng, người chia lìa một phân thân cấp 7, vì sao sức mạnh chưa từng tiêu giảm? Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, theo hình thể to lớn của yêu long đánh tới trên trường ảnh, lập tức liền mất đi cân bằng, trường ảnh to lớn ở trên không trung tan rã, cả người Tiêu Cảnh Minh trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Quả đấm của Lý Vân Tiêu triệt để chiếm thượng phong, thế đi không giảm truy đánh tới. Ầm ầm ầm, một quả đấm đuổi theo Tiêu Cảnh Minh, bạo phát cường quang to lớn, đem hắn nuốt chửng vào. Ở ngoài thuật tháp, mọi người còn đang nóng nảy chờ đợi, chỉ bất quá ngoại trừ Thiên Nguyên Thương hội ra, người còn lại đối với Lý Vân Tiêu hầu như không ôm hy vọng. Người áp chú Tiêu Cảnh Minh cũng bắt đầu tính toán mình đạt được bao nhiêu, từng cái lộ ra vẻ thiết hỉ. Thôi bác cau mày nói, nếu như thực lực cách biệt to lớn, hẳn là trong khoảnh khắc liền có thể thấy rõ ràng. Vì sao còn không thấy có người đi ra? Tường Tử cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, lẩm bẩm. Không có đạo lý a, lấy lực lượng của Tiêu Cảnh Minh, hẳn là trong nháy mắt là có thể xóa bỏ đi Lý Vân Tiêu mới đúng, làm sao có khả năng đấu lâu như vậy, lẽ nào bọn họ ở bên trong sống chung hòa bình hay sao? Đường Kiếp hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi không khỏi quá khinh thường Lý Vân Tiêu này rồi, nếu không phải hắn có chút bản lĩnh, ta há có thể cược nhiều như thế? Thủy Lạc Yên cười nhạt nói. Cho dù Lý Vân Tiêu thực lực không tầm thường, chẳng lẽ Đường Kiếp công tử cho rằng hắn có thể thắng được Tiêu Cảnh Minh sao? Đường Kiếp ngay cả đầu cũng lười quay nhìn, chỉ là cao giọng nói. Đương nhiên, hắn tuy rằng hận không thể một đao chém chết Lý Vân Tiêu,
nhưng không thể không kính phục thực lực của hắn. Đây là một loại tôn trọng đối thủ, cũng là tôn trọng đối với mình. Thủy Lạc Yên biến sắc, hừ lạnh nói. Hừ hừ, còn dương nhiên, sợ là Lý Vân Tiêu này xương ngạnh, đang ở bên trong bị dằn vặt đây này. Ta rất chờ mong nhìn dáng vẻ hắn đi ra, là trọng thương, hay là triệt để điên mất rồi. Xin lỗi Thủy tỷ tỷ, ngươi không nhìn thấy đâu. Âm thanh của Đinh Linh Nhi truyền đến, xen lẫn hưng phấn khó có thể che giấu, trên mặt nàng tràn đầy mỉm cười cực kỳ hạnh phúc, nhìn về phía thuật tháp. Trong lòng Thủy Lạc Yên bỗng nhiên nhảy dựng, vội vàng hướng thuật tháp nhìn tới, tất cả mọi người cũng vào đúng lúc này ngẩng đầu lên, trong thuật tháp bay vụt ra một ánh hào quang, hóa thành một bóng người rơi trên mặt đất, hai chân ngay cả đứng cũng không vững, vừa chạm đất liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tiêu Cảnh Minh. Thủy Lạc Yên lớn tiếng rít gào một thoáng, trong thanh âm mang theo khó có thể tin cùng khiếp sợ, cắt phá trời cao, đâm vào lỗ tai mỗi người, khiến người ta nghe mà cực kỳ không thoải mái. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người đều biết, một kết quả làm người khó có thể tin xuất hiện. Tường Tử cũng là cả người chấn động mạnh, thất thanh nói. Thua, Tiêu Cảnh Minh dĩ nhiên thua. Chuyện này, này làm sao có khả năng, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu là làm được bằng cách nào, tuyệt đối không thể a. Hắn trong lúc nhất thời khiếp sợ không thể nào tiếp thu được kết quả trước mắt, trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy ra, tiến lên tỉ mỉ quan sát người trên đất, sợ mình nhìn lầm. Nhưng sự thực lạnh lẽo để hắn không thể không tin, hôn mê bất tỉnh trên đất chính là Tiêu Cảnh Minh không thể nghi ngờ, hơn nữa cả người trọng thương, hẳn là linh hồn bị tổn thương lớn. Hắn lập tức liền ngơ ngác đứng ở đó, triệt để bối rối. Ha ha. Ha ha, đã ghiền, quá mức đã ghiền. Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to đứng dậy nói. Thôi bác, còn không mau tuyên bố kết quả, nguyên thạch, lượng lớn nguyên thạch a, ha ha. Mạc Tiểu Xuyên, Đinh Linh Nhi, còn có Lạc Vân Thường vẫn chưa từng hé răng, đều lộ ra mỉm cười hiểu ý. Giờ khắc này bọn họ đột nhiên có một loại cảm giác dối trá, để phá quân vũ đế cùng bọn tiểu bối này tranh cướp xếp hạng, này không phải bắt nạt người ta sao? Giờ khắc này người thương minh đều là hai mặt nhìn nhau, Tu Đan Hà càng là mặt xám như cho tàn, hai mắt trở nên hơi vô thần. Người dẫn đầu thương minh còn lại tựa hồ cũng hơi không thể nào tiếp thu được kết quả đột nhiên đến này, lập tức đều sững sờ lặng lẽ không nói. Thôi bác nhẹ nhàng gật đầu nói. Lý Vân Tiêu thắng, hẳn là không thể nghi ngờ, nhưng ít ra chờ hắn đi ra rồi hãy nói. Ngoại trừ những người áp chú Lý Vân Tiêu thắng lợi kia. Vũ giả còn lại đều là mặt mày ủ rũ, âm trầm không ngớt, nhìn thẳng trong thuật tháp, chờ đợi Lý Vân Tiêu xuất hiện. Kỳ quái, chỉ còn một người hắn, vì sao vẫn không có bị truyền tống đi ra? Khuôn mặt Tường Tử lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc, mọi người cũng cực kỳ không rõ. Mỗi lần thuật quyết, tình huống có thể nhảy vào tầng thứ 8 đã ít lại càng ít, cũng không có tư liệu lưu giữ lại tương ứng, tất cả mọi người không cách nào biết tình huống bên trong. Hừ. Cũng không thể để tất cả mọi người ngồi ở đây chờ hắn đi. Ta không rảnh phụng bồi, đi trước. Tu Đan Hà mặt âm trầm, mang theo mọi người đồng thời rời đi. Thôi bác lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hừ nói. Cần trưởng lão, đợi lát nữa phong ấn thuật tháp. Thôi, các ngươi phong ấn liền có thể. Tu Đan Hà cũng không quay đầu lại, liền bước đi. Trong đám người lập tức rầm một thoáng, liền nhượng ra một cái đại đạo rộng rãi. Cũng không ai dám vào lúc này xúc phạm lão thái bà kia, đều là liều mạng hướng về phía sau thối lui. Lần này tình huống của Thiên Nhất Các cực kỳ không ổn, thuật quyết đứng thứ 7 được 3 điểm, vũ quyết còn chưa bắt đầu cũng đã thua một hồi, Lương Ngọc Y đi theo phía sau Tu Đan Hà, chỉ cảm thấy trên người mình áp lực vô cùng lớn. Lúc rời nàng đi nhìn lại Lý Vân Tiêu còn ở trong thuật tháp một chút, tràn đầy vẻ phức tạp, lần thứ 2 quay đầu đi, cũng đã khôi phục một mảnh thanh minh. Trong con ngươi lập lòe quả đoán kiên quyết. Hừ, lần này Thiên Nhất Các giở trò quỷ gì, làm sao phái một lão thái bà như vậy qua đây, quả thực chính là gây sự. Người mở miệng chính là Mạc Tiểu Xuyên, trong mắt còn lập lòe điểm điểm ý lạnh. Người thương minh hơi liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng nội tâm đều rất tán thành Mạc Tiểu Xuyên, nhưng ai cũng không dám nói ra. Không có thực lực nói bậy, kia chính là muốn chết, có thực lực đại biểu cho địa vị cùng lập trường khá cao. Thì càng không thể nói lung tung. Thắng lợi, một. Nhìn người Thiên Nhất Các đi xa, Trương Sùng mới cười nói. Vị bằng hữu này nói có lý, có can đảm công bố chân tướng, khiến cho người kính nể. Mạc Tiểu Xuyên xa xa ôm quyền nói.
Dễ bàn, dễ bàn. Hai người đối thoại để tất cả mọi người không còn gì để nói, Thôi Nguyên nghiêm nghị nhìn chăm chú vào bên trong thuật tháp, nghi ngờ nói. Chỉ còn có một người hắn, chẳng lẽ còn có thử thách sao? Là muốn mở ra tầng thứ 9. Mọi người giật nảy mình, Thôi Bác cả kinh nói. Không thể, mở ra tầng thứ 9, chưa bao giờ có người làm được, này chẳng phải là chứng minh hắn. Suy đoán mặt sau đã kinh sợ đến mức không dám nghĩ, thậm chí không dám nói. Sắc mặt Thủy Lạc Yên cực kỳ khó coi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Minh hôn mê bất tỉnh, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Quyền dân thì đang sốt sắng không ngớt cứu trị hắn, nếu như người này xảy ra chuyện, hắn không gánh nổi trách nhiệm a. Sau khi gấp gáp cứu giúp, quyền dân trong giây lát ôm lấy Tiêu Cảnh Minh, lớn tiếng nói. Mạn đa thương hội trước tiên cách chàng, việc phòng ấn thuật tháp nhờ mấy vị. Âm thanh nói xong thì người đã ở hơn 100 mét. Quyền dân một bụng phiền muộn, thầm nói, việc này thật quái quỷ, Đao Kiếm Tông Trần Phong vừa đến Tống Nguyệt Dương Thành liền trọng thương, cũng không biết Chu trưởng lão cứu trị làm sao. Hiện tại vị này lại trọng thương hôn mê, lẽ nào phong thủy Tống Nguyệt Dương Thành chuyên môn khắc chế người Đao Kiếm Tông? Không nghĩ tới tiểu thử ngày xưa, hôm nay dĩ nhiên có thể rực rỡ hào quang. Một âm thanh mỹ diệu êm tai truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên bóng trắng, Thủy Lạc Yên đã bồng bềnh bay tới. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi vào trên người Đinh Linh Nhi, tràn đầy địch ý nói. Tu Di Sơn từ biệt, không nghĩ tới tiểu thử ngày xưa dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chờ Đinh Linh Nhi trả lời, Hắc Liên Thiếu Hoàng liền chen tới, vuốt tóc, lộ ra hàm răng trắng noãn, vô cùng sáng lạn nói. Tiểu thư, dung mạo của ngươi rất giống một người bạn của ta trước đây, có hứng thú đồng thời tâm sự hay không? Sắc mặt Thủy Lạc Yên phát lạnh, cả giận nói. Cút ngay. Đinh Linh Nhi hờ hững cười nói. Tiểu thử gì đó liền không nhọc ngươi bận tâm, ngươi vẫn là đi quan tâm thân gia Đao Kiếm Tông mới vừa bị nhấc đi đi. Ngươi. Thủy Lạc Yên tức giận hừ nói. Ngày mai Đao Kiếm Tông thiếu chủ Trần Phong công tử sẽ tự mình xuất thủ, ta sẽ giao phó hắn chiếu cố trái tim nhỏ của ngươi thật tốt, hôm nay hảo hảo triền miên một đêm cuối cùng, hắn muốn ăn chút gì ngươi liền cho hắn ăn đi. Đinh Linh Nhi mặt đỏ lên, cáu giận nói. Tiện nhân miệng tiện. Hừ. Thủy Lạc Yên ngạo nhiên hừ lạnh, cùng người Mạn Đa Thương Hội đồng thời nhẹ nhàng bay đi. Thôi Bác nhìn người năm đại thương hội còn lại, cười khổ nói. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tiêu kia chậm chạp không ra, cũng không biết hắn muốn ở bên trong nghỉ ngơi bao lâu, có thể truyền âm đi vào không? Đinh Linh Nhi cũng có chút lo lắng nói. Thôi đại nhân, thuật tháp này vẫn là Vạn Bảo Lâu các ngươi trưởng quản. Các ngươi không thể không có nghiên cứu qua chứ. Thôi Bác cười khổ nói. Mỗi lần đều có 7 đạo phong in ở phía trên, ngươi cảm thấy chúng ta có bản lãnh cao như vậy mở ra sao? Mọi người cũng yên lặng một hồi, La Anh nói. Không cần lo lắng, Tiêu Cảnh Minh bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh, quăng bay ra, sợ là Lý Vân Tiêu này cũng bị thương không nhẹ, có thể đang ở bên trong chữa thương. Tường Tử ngồi xếp bằng dưới đất, không nháy mắt nhìn chằm chằm trong thuật tháp. Sắc mặt một mảnh lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thôi Bác lạnh nhạt nói. Lại chờ một lát đi, việc bên trong ai cũng không rõ. Nếu như trước khi mặt trời lặn còn không thấy đi ra, ta liền trực tiếp thu tháp, liền sẽ kinh động hắn. Đinh Linh Nhi cảm kích liếc mắt nhìn hắn, giờ khắc này cách mặt trời lặn còn có mấy canh giờ, hẳn là đầy đủ. Thương hội còn lại cũng lặng lặng ngồi ở đó quan sát, muốn biết tình huống cuối cùng. Chỉ có Tiền Vô Địch đứng dậy nói. Trương trưởng lão, ta đi về trước. Hắn nhìn thuật tháp như thế, cả người lan ra chiến ý mãnh liệt, lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi không có chuyện gì, rất chờ mong ngày mai chiến một trận. Tuy rằng hắn sớm có linh cảm Lý Vân Tiêu có thể thu được số 1, nhưng thời điểm thật sự đạt được thành tích này, vẫn để cho Tiền Vô Địch kinh hãi, nội tâm cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu quá đáng sợ, hắn đã ngồi không yên. Dự định trở lại chuẩn bị ngày mai vũ quyết. Bên trong thuật tháp, sau khi Lý Vân Tiêu một quyền đánh bay Tiêu Cảnh Minh, mắt thấy hắn từ trong tháp biến mất, lúc này mới an tâm xuống, thở dốc. Tiêu Cảnh Minh tự biết không cách nào ngăn trở cú đấm kia, nếu như không chịu thua, rất có khả năng hồn phi phách tán, dưới hoảng hốt vội vàng hô to chịu thua, thế nhưng quyền kình đã đánh ra, tuy rằng truyền tống ra ngoài thoát chết, nhưng vẫn như cũ bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Chỉ bất quá những chuyện này Lý Vân Tiêu cũng không biết, hắn cùng Yêu Long đều uể oải thở dốc,
trận chiến này đối với Lý Vân Tiêu, then chốt ở chỗ kinh nghiệm phong phú, cùng với chiêu kỳ thuật tinh quang hồn thể, nếu không thắng bại khó biết. Thắng, nên truyền tống đi ra ngoài chứ. Lý Vân Tiêu nói, cuối cùng cũng coi như đệ nhất, chỉ là đáng tiếc lực lượng thần kỳ chỗ này, nếu như có thể lưu lại tu luyện, đối với linh hồn có bổ ích lớn. Trong mắt hắn tràn đầy đáng tiếc. Yêu long quanh quẩn ở trên không trung một trận, rơi trên mặt đất hóa thành dáng dấp Lý Vân Tiêu yêu hóa, kinh ngạc nói. Quái, nếu thắng, làm sao còn không truyền tống đi ra ngoài? Lý Vân Tiêu nói, có thể lúc trước giả thiết đã là như thế, dù sao sau một trận chiến hao tổn quá nhiều, vừa vặn có thể mượn sức mạnh thần kỳ của nơi này tu luyện trở về, vì lẽ đó lùi lại thời gian truyền tống. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng lãng phí. Hắn nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống điều tức, yêu long cũng gật đầu, ngồi xếp bằng đối diện hắn. Tuy rằng ở tầng thứ 7 trực tiếp chịu đựng tấn công bằng thần thức, không có để hắn thăng cấp đến cấp 8, nhưng mà cảm giác kém không xa. Trong tầng thứ 8 thuật tháp một mảnh bình tĩnh, không có một chút âm thanh, hai người nhanh chóng bổ sung sức mạnh trong cơ thể, không lâu liền trở lại đỉnh cao. Không đúng. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, kinh ngạc nói. Đã mấy canh giờ đi qua, lại vẫn không truyền tống. Giờ khắc này thân thể yêu long đột nhiên kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, sốt sắng nói. Ta hiểu được, điều kiện qua cửa tầng này là chỉ còn một người, hiện tại là có hai người, nếu như chúng ta hợp hai làm một, phỏng chừng liền lập tức đi ra ngoài, hiện tại trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã đến bình cảnh cấp 7 đỉnh cao, mau chóng giúp ta một chút sức lực. Có lý. Lý Vân Tiêu nói. Thì ra là như vậy. Thắng lợi, hai. Hắn nhìn thân thể yêu long run càng ngày càng lợi hại, hai tay vội vàng bay múa, vài đạo phù hiệu đẹp đẽ trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, một chưởng cuối cùng vỗ ở trên bả vai, hồn lực cuồn cuộn không ngừng đưa qua. Hai người vốn là linh hồn hợp thể, hồn lực hoàn hảo không chút tổn hại kết hợp, rung động trên người yêu long mới từ từ giảm bớt. Rất nhanh, Lý Vân Tiêu liền cảm giác được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trong cơ thể sinh ra, cùng hồn lực của hắn không phân cao thấp, hai cỗ sức mạnh đồng thời đi khắp cơ thể yêu long, cuối cùng dung hợp lại với nhau. Thân hình yêu long dần dần biến mất, trở về trong bản thể Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Nếu như dung hợp trở về, liền có thể truyền tống ra, người nhất định muốn đi vào. Yêu long đã dần dần hòa tan vào, cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta đồng ý, tuy rằng ta là từ tinh quang hồn thể của ngươi tách ra, nhưng đừng quên giữa chúng ta liên hệ là thông qua hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc, một khi sử dụng kỹ xảo này chính là khó có thể chia lìa. Hiện nay trạng thái như thế này của ta chỉ là một loại trạng thái trung hòa của tinh quang hồn thể cùng hồn chiến kỹ pháp. Hai loại công pháp này đều là bất thế chi học, ngươi lại luyện loạn, cũng không biết có thể lưu lại hậu di chứng gì hay không. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười nói. Cũng còn tốt. Hiện nay ta là không có ảnh hưởng gì, chỉ cần ta không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi cũng chỉ là sửa lại trạng thái mà thôi, so với trước đây cũng xoái hơn nhiều. Yêu long một mặt bất đắc dĩ, theo loại cuồng nhân coi trời bằng vung này, hắn cũng không biết mình có thể bình yên sống đến lúc Lý Vân Tiêu khôi phục cửu thiên đỉnh cao hay không, vì hắn rèn đúc một bộ thân thể, chỉ có thể đi một bước tính một bước, tạm thời liền tạm thời quý trọng. Ngay khi yêu long hoàn toàn hòa vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, cảnh tượng trước mắt quả nhiên biến hóa, từ từ trở lại trong thuật tháp. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi có chút sốt sắng, cũng không biết đón lấy là truyền tống đi ra ngoài, hay là còn có một tầng cao hơn. Thần thức của hắn trở lại trong cơ thể, chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về bầu trời nhìn tới. Chỉ thấy đỉnh tháp nguyên bản cấu tạo phổ thông đã biến thành phồn hoa như gấm, các loại điêu khắc tinh mỹ hiện lên ở trên đỉnh, có các loại chim muông cùng quái vật chưa từng nghe thấy. Ở chính giữa là một mảnh vân hải cùng đồ án tiên nữ phi thiên, trung tâm là một hạt châu giống như bảo thạch, tỏa ra cửu thải thần quang, soi sáng những bức vẽ kia trông rất sống động, tựa hồ đang giảng giải cố sự gì. Mà làm người nhìn thấy mà giật mình nhất chính là, bên trong cửu thải thần quang, trong mơ hồ, tựa hồ truyền đến một loại khí tức nào đó cực kỳ mạnh, khiến người ta không nhịn được rung động, thật giống như có yêu thú cực kỳ mạnh mẽ ngủ đông bên trong. Hạt châu kia. Lý Vân Tiêu bản năng thoáng run rẩy, liền bị hạt châu kia triệt để hấp dẫn lấy, quan sát đồ án, hạt châu kia ngoại trừ lan ra cửu thải thần quang, hắn cũng không quen biết, nhưng trực tiếp dẫn động thần lực trong đan điền của hắn. Còn nữa, có bảo vật hắn không quen biết, cũng là một loại tình huống không bình thường.
Nhưng vào lúc này, một lực lượng lôi kéo bắt đầu ở trên người hắn chậm rãi xuất hiện, tựa hồ muốn truyền tống đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu cả kinh, trong giây lát hai mắt như điện, lực lượng tinh thần khổng lồ tản mát ra, muốn trực tiếp lao lên đỉnh, lại đột nhiên biến sắc, sức mạnh bốn phía hoàn toàn áp chế hồn lực của hắn. Lúc trước người thiết kế cũng sớm có cân nhắc, nếu cung cấp thuật luyện sư kiểm tra, đương nhiên phải ngăn chặn cùng phòng bị lực lượng thuấn di của thuật luyện sư. Hừ, hạt châu kia ta nhất định phải đạt được, đại không được đánh nát tháp này đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia tàn nhẫn, thân thể bỗng nhiên hóa thành một tia chớp, hướng về phía trên bắn như điện mà đi, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm trầm thấp, lực lượng cấm chế ở dưới lôi đỉnh oai bị phá tan, bóng người trong phút chốc xuất hiện ở trên đỉnh, lôi điện biến ảo ra một bàn tay lớn màu xanh, bỗng nhiên bắt đi tới. Ánh sáng trên đỉnh trong nháy mắt dập tắt, những điều khắc ảo tưởng kia cũng trong cùng một lúc biến mất. Lý Vân Tiêu đạt được hạt châu, lực lượng truyền tống lần thứ hai đè ép lại, dĩ nhiên gấp mấy lần so với lúc trước, hắn cũng không chống đỡ được, một thoáng liền biến mất ở trong tháp, rốt cục đi ra ngoài. Đi ra, Vân Thiếu đi ra. Hắc Liên Thiếu Hoàng đại hỉ kêu một tiếng, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Trên thuật tháp lóe lên ánh sáng, Lý Vân Tiêu liền từ trong đó bay vụt ra ngoài, tuy rằng sắc mặt có chút trắng xám, nhưng mà tinh thần như trước. Vân Thiếu, ngươi không có sao chứ? Người Thiên Nguyên Thương Hội đồng thời vây lại, Hắc Liên Thiếu Hoàng cười to nói. Lấy thực lực của ngươi đến dự thi, này không phải là bắt nạt người khác sao, thực sự là. Tất cả mọi người đều nghe choáng váng, Thôi Bác cười khổ nói. Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không cách nào đo được, lần này thương minh thuật quyết, ta tuyên bố người thứ nhất là Lý Vân Tiêu, Thiên Nguyên Thương Hội được 10 điểm, thương hội còn lại theo thứ tự phân biệt tỷ số, chư vị có gì dị nghị không? Nội tâm mọi người đều là một loại tư vị không nói ra được, dị nghị rất nhiều, thế nhưng không có cách nào nói. Đột nhiên Tường Tử nói. Lý Vân Tiêu, cuối cùng sau khi ngươi từ tầng thứ 8 ra ngoài, có phải chiếm được đồ vật gì hay không? Tất cả mọi người sững sờ, đồng thời đưa mắt tụ ở trên người Lý Vân Tiêu, hắn ở lần cuối cùng thân hóa lôi đình là tất cả mọi người đều thấy được, nhưng không người nào có thể nhìn thấy tình huống cùng với vị trí của hắn. Hai mắt Lý Vân Tiêu híp lại, cười nói. Nào có đạt được cái gì, thời điểm lực lượng truyền tống xuất hiện ta là bị dọa, vì lẽ đó triển khai bí pháp muốn chạy trốn, không nghĩ tới vẫn không chạy thoát, bị truyền tống đi ra. Lời của hắn nói thực sự không có mấy người tin tưởng, nhưng không tin cũng hết cách rồi, tình huống bên trong chỉ có hắn biết. Trên mặt Tường Tử hơi không cam lòng, hừ nói. Vậy tầng thứ 8 là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao một người dừng lại lâu như vậy? Lý Vân Tiêu vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói. Ta làm sao mà biết, có thể lúc trước thiết kế đã như thế, việc này sợ là Vạn Bảo Lâu so với ta rõ ràng hơn. Hắn mỉm cười nhìn về phía Thôi Bác. Thôi Bác cũng rất muốn biết, thấy dáng dấp kia, biết hỏi không ra đồ vật gì, chỉ có thể cười khổ lắc đầu nói. Chư vị đối với lần thuật quyết này còn có dị nghị gì không, nếu như không người phản đối, như vậy ta tuyên bố hôm nay thuật quyết kết thúc, công bố kết quả hữu hiệu. Hai tay hắn không ngừng sử dụng tới pháp quyết, đánh vào bên trong thuật tháp. Cửa lớn của thuật tháp ầm ầm đóng lại, hai lão giả ngưng khắc trên cửa tư thế trong tay biến đổi, lập tức nghe được tiếng khóa cửa kèn kẹt ca, sau đó bảy chiếc chìa khóa nhất thời hóa thành bảy đạo ánh sáng bay vụt ra. Cốt châu tử. Năm cao thủ đồng thời giương tay lên, từng người thu vào một khối, dư ra hai khối có Thôi Bác thay bảo quản. Thuật tháp ở dưới sự khống chế của Thôi Bác chậm rãi bay lên. Ở trên không trung hóa thành hình thái tí hon, rơi vào trong tay hắn, đồng thời đánh vào một đạo phong ấn. Sau đó là quá trình năm đại thương hội từng cái phong ấn. Tuy rằng không ít người sắc mặt khó coi, nhưng việc phong ấn vẫn phải làm, cuối cùng thuật tháp trở về trong tay Thôi Bác, hắn hướng Địch Sinh Hóa nói. Địch trưởng lão, việc tiền đặt cuộc này, liền làm phiền ngươi khổ cực. Sau đó cao giọng tuyên nói. Thuật quyết kết thúc, ngày mai nơi đây. Vũ quyết mở ra, mời chư vị trở về đi. Qua, Thu Nguyên Thạch. Theo Hắc Liên Thiếu Hoàng giống to một tiếng xông tới, hết thảy người mua Lý Vân Tiêu thắng lợi mỗi một người đều mặt mày hớn hở. Tuy rằng không phải đại thủ bút gì, nhưng mà xem như là thắng, mỗi một người đều được ích lợi không nhỏ. Người tứ cực môn dần dần rời đi, Đường Kiếp đi ngang qua bên cạnh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng cười nói. Đám rác rưởi này quả nhiên đều không thể chiến thắng ngươi a.
hy vọng ngày mai ngươi vẫn có thể cười được. Ồ, ngày mai Vũ Quyết là Đường Kiếp huynh lên sân khấu. Lý Vân Tiêu lơ đễnh nói. Trong mắt Đường Kiếp lấp lóe sát cơ nồng đậm, nói. Ngày mai ngươi liền biết rồi. Lý Vân Tiêu, an hưởng một ngày cuối cùng của ngươi đi. Nga, đúng rồi, cảm tạ ngươi thắng đến nguyên thạch cho ta, ngày mai sẽ cho ngươi một sảng khoái. Hắn nói xong, trên mặt lập lòe vẻ yêu dị nồng đậm, mang tên Vũ Đế hộ vệ bên người rời đi, cùng đám người La Anh, Đường Tâm mỗi người đi một ngả. Sau khi trở lại trụ sở thương hội, người Thiên Nguyên thương hội đều hưng phấn không thôi, đứng đầu thuật quyết, chuyện như vậy nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới. Tuy rằng Đinh Linh Nhi cũng thập phần hưng phấn, nhưng còn có thể áp chế lại tâm tình, chỉ là nụ cười trên mặt trước sau không cách nào che giấu, sau khi nàng động viên cùng khích lệ mọi người, liền cùng Lý Vân Tiêu tiến vào phòng nghị sự. Mấy người đều không thể chờ đợi được nữa hỏi tình huống trong thuật tháp, Lý Vân Tiêu lượm một ít chuyện trọng yếu nói, cuối cùng lấy ra hạt châu màu trắng, cầm ở trong tay, lộ ra vẻ nghi hoặc. Mạc Tiểu Xuyên híp mắt quan sát một trận nói. Vật này không phải vàng không phải ngọc, xem tính chất của nó chẳng lẽ là xương. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không sai, cùng ta đoán không khác nhau chút nào, tồn tại có thể đặt ở trên khung đỉnh sản sinh dị tượng, khẳng định không phải xương bình thường. Ngay cả ta, ở trong linh hồn cũng đối với vật ấy sinh ra sợ hãi rất lớn. Mạc Tiểu Xuyên giật mình nói. Bên trong linh hồn kính nể, lẽ nào là lực lượng uy thế trời sinh, ngươi là thuật luyện sư cấp 8. Đã từng là tồn tại cấp 9A, cái xương này phải là. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta cũng suy đoán như vậy, vật này rất có khả năng là hài cốt của chân linh cấp 10, bị người luyện chế thành hạt châu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, cả người chấn động mạnh. Cấp 10 trước sau là tồn tại trong truyền thuyết, vạn cổ tới nay, ngoại trừ những thượng cổ chân linh cường đại kia, chưa từng nghe nói có cường giả cấp 10 tồn tại. Mà giờ khắc này, bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy hài cốt chân linh cấp 10, tuy rằng chỉ có một khối như hạt châu, nhưng đủ để chấn động linh hồn. Lý Vân Tiêu cảm khái nói. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, đây mới là đồ vật quý giá nhất trong thuật tháp. Vật ấy bị ta lấy đi, lần sau thời điểm thuật quyết, sợ là sẽ phát sinh biến hóa. Lần sau, Hắc Liên Thiếu Hoàng cười nói. Chờ Vân Thiếu khôi phục thực lực, mang theo Thiên Nguyên Thương Hội nhất thống thương minh. Sẽ không có song quyết lần sau. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đột nhiên hơi nhướng mày, theo dõi hắn nói. Ngươi làm sao bị thương? Trên mặt Hắc Liên Thiếu Hoàng thoáng lúng túng, ngượng ngùng nói. Học nghệ không tinh, ném mặt sư phụ. Hắn thật không tiện đem chuyện cùng Tu Đan Hà đấu võ mồm, nổi lên xung đột nói một thoáng. Lý Vân Tiêu nghe xong sắc mặt hơi âm lãnh, lạnh giọng nói. Chờ sau khi Vũ Quyết. Tống Nguyệt Dương Thành là một lần lữ hành cuối cùng của nàng. Mấy người biến sắc, đều kinh hãi, Lạc Vân Thường vẫn chưa từng lên tiếng, cũng không nhịn được nói. Vân Thiếu tuyệt đối đừng kích động, lại không nói thực lực bản thân Tu Đan Hà cường hãn, chúng ta không hẳn có thể thắng, còn có nhiều cường giả thiên nhất các như vậy, hiện tại đi tìm bọn họ gây sự, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe nói. Trừ khi là cấp 9 đỉnh cao. Thực lực áp chế tất cả, bằng không đều có chuyển cơ. Việc thiên nhất các chờ sau Vũ Quyết bàn lại, ta nhất định phải cho lão thái bà kia một bài học. Lời của hắn để bọn người Đinh Linh Nhi nghe mà lo lắng không thôi, từng cái mặt lộ vẻ ưu lo. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần lo ngại, chờ ngày mai rồi hãy nói. Huống hồ việc Vũ Quyết cũng không phải một ngày có thể xong. Đinh Linh Nhi gật đầu nói. Ngày mai chỉ là tư cách tái. Người của thất đại thương minh không cần tham dự, hết thảy thế lực còn lại quyết ra 13 người, kiếm ra số lượng 20 người tiến hành vòng loại chiến. Lấy thực lực của Vân Thiếu, chỉ cần không gặp Lệ Phi Vũ cùng Trần Phong, hẳn là sẽ không có vấn đề. Mạc Tiểu Xuyên khẽ cười nói. Ninh Tiểu Thư cũng quá xem thường Vân Thiếu, tuy rằng hiện tại hắn chỉ là lục tinh Vũ Hoàng, nhưng dưới Vũ Đế khó có địch thủ a. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy rất đau đầu, cười khổ nói. Linh Nhi không nói Trần Phong ta còn quên, này như thế nào cho phải. Hắn lập tức đem việc cùng Trần Phong chiến một trận nói ra, nghe mà mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hắc Liên Thiếu Hoàng cả kinh nói. Bốn mỹ nữ tuyệt sắc ở bên người, thật là đáng chết a. Mạc Tiểu Xuyên nghệt mặt ra, mạnh mẽ chừng Hắc Liên Thiếu Hoàng,
rất muốn đá chết hắn. Đinh Linh Nhi lập tức không còn ý nghĩ, không biết như thế nào cho phải, hai người của Đao Kiếm Tông muốn tới đoạt quan, đều bị Lý Vân Tiêu đánh ngất mất, nếu Trần Phong cũng không địch lại Lý Vân Tiêu, vậy quán quân với Mạn Đa Thương Hội khẳng định là vô duyên. Lần này nàng là thật sự tin tưởng Mạc Tiểu Xuyên từng nói, Lý Vân Tiêu hầu như là người số một dưới Vũ Đế. Chỉ là Lý Vân Tiêu phải như thế nào đi đối mặt Trần Phong. Ngày mai Vũ Quyết hai người vừa chạm mặt, vậy còn không là một hồi liều mạng đấu, để Đao Kiếm Tông biết tên của hắn, coi như là Cổ Phi Dương cũng nhức đầu không thôi à. Lý Vân Tiêu nói, Trần Phong ngày đó bị thương, sợ là rất khó trong ngắn hạn phục hồi như cũ. Chỉ không biết Đao Kiếm Tông cùng Mạn Đa Thương Hội có bí đan gì, để hắn hoàn toàn khôi phục cũng khó nói, bất quá bất kể như thế nào, trên Vũ Quyết ta vẫn đánh hắn như thường. Hiện tại chỉ sợ cường giả Đao Kiếm Tông đi theo đến ngang ngược can thiệp vào, vậy chúng ta giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Bí mật Long Cốt, 1. Tất cả mọi người là nghe mà một trận quay cuồng, có thể không bị đối phương giết là tốt rồi, còn đang suy nghĩ có giết đối phương hay không. Hừm. Cùng bọn họ khai chiến xác thực phiền phức, Đao Kiếm Tông không phải là Thiên Nhất Các a. Ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng luôn luôn coi trời bằng vung cũng cảm thấy vướng tay, bảy đại siêu cấp thế lực, cho dù Lý Vân Tiêu có thực lực đỉnh cao của Cổ Phi Dương, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà nhân vật như Thiên Nhất Các, Cổ Phi Dương là có thể phất tay tiêu diệt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không cần lo lắng nhiều, trước tiên đạt được Vũ Quyết đệ nhất lại nói, đem lợi ích thương hội sử dụng tốt nhất. Còn thái độ của chúng ta, vậy thì trước tiên nhìn thái độ của Đao Kiếm Tông. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như phạm vào ta, đừng nói Đao Kiếm Tông, dù cho là Lam Tuyết Thánh Vực, cũng chờ lửa giận của ta giáng lâm đi. Lời của hắn để trong lòng mọi người chấn động, cỗ nhiệt huyết hào hùng kia bắt đầu cháy rừng rực. Lý Vân Tiêu phất tay thối lui mọi người, mình một người bế quan, hắn dự định hảo hảo đem cốt châu tử cấp 10 nghiên cứu một phen, có thể có phát hiện gì cũng khó nói. Tiến vào trong giới thần bi, đột nhiên yêu long hiển hiện ra, xoay quanh ở trên bầu trời, hai viên long nhãn to lớn nhìn thẳng Lý Vân Tiêu, vô cùng ngưng trọng nói. Lý Vân Tiêu, này châu cấp 10 hạt, là xương của thượng cổ chân long. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn xoay tay liền đem hạt châu lấy ra. Trong mắt yêu long toát ra sợ hãi cùng khát vọng, ngưng mắt nhìn cốt châu, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp. Có vẻ cực kỳ cẩn thận, dùng đầu gật gật, coi như đáp lại. Lý Vân Tiêu nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cánh tay mình nắm hạt châu vô cùng trầm trọng, có loại cảm giác không chịu nổi gánh nặng. Tuy rằng thượng cổ chân linh chủng loại đa dạng, nhưng mà có phân chia thực lực mạnh yếu, mà chân long không thể nghi ngờ là chủng loại cường đại nhất trong đó. Chân long chi cốt ư. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cuồng nhiệt, hắn đem thần lực chậm rãi rót vào trong đó. Trên long cốt châu lập tức tỏa ra cửu sắc, dường như bị kích hoạt, các loại dị tượng hiện lên ở trên hư không. Yêu long kinh sợ, quát to một tiếng liền nhanh chóng lui lại, ở rất xa run rẩy không ngớt, bị uy thế đẳng cấp truyền thừa trong huyết mạch kinh sợ, cả người run rẩy liên tục. Ngay cả Lý Vân Tiêu là một nhân loại, cũng chịu đến long cốt châu ảnh hưởng, linh hồn sinh ra sợ hãi rất lớn, một tay nâng vật ấy phảng phất là một loại khinh nhờn, hận không thể cung phụng quỳ bái. Đây chính là chân long oai ư, trải qua vô số năm tháng còn có thể nắm giữ uy nghiêm cường đại như thế, xương của sinh linh mạnh mẽ còn sót lại ở trong thượng cổ thần thoại a, để ta nhìn bên trong ngươi một chút, xem đến cùng ẩn chứa cái gì, là bị người nào luyện chế thành hạt châu. Lý Vân Tiêu ra sức đẩy long uy, không ngừng đem các loại quyết ấn đánh vào trong long cốt châu, từng đạo ánh sáng từ trong bắn nhanh ra, hào quang đầy trời, cực kỳ rực rỡ. Bóng người của hắn cũng ở trong hào quang soi sáng muôn màu muôn vẻ. Long cốt châu gần giống như một nguồn năng lượng tràn ngập vô tận, ở dưới Lý Vân Tiêu khu xử không ngừng phóng xạ ra, ban đầu là cường quang cực kỳ mãnh liệt, đến mặt sau càng ngày càng chậm, muốn dập tắt. Theo năng lượng của long cốt châu không ngừng suy giảm, long uy cũng dần dần suy yếu, thần dị tiêu thất, xa xa yêu long chậm rãi thích ứng, bay tới gần một ít, ngưng trọng nói. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này toàn bộ tâm thần của Lý Vân Tiêu ở trên long cốt châu, nơi nào lo lắng hắn phản ứng, sau khi hồn lực xông lên cấp 8 thuật luyện sư, khí thế cả người cùng với trước hoàn toàn khác nhau, nếu nói trước đó hồn lực cùng tu vi đều là trình độ mèo ốm, như vậy hiện tại rốt cục có một chút cảm giác sức mạnh, thỏa thích tùy ý. Sau nửa nén hương thời gian,
tựa hồ long cốt châu chút xuống hết sạch, ánh sáng tan hết, biến thành cùng cốt châu phổ thông không khác nhau chút nào, mặc ngươi đánh vào pháp quyết làm sao cũng là dáng dấp sống không ra sống, chết không ra chết, triệt để tiêu hao hết. Ta thanh tẩy cho nó. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kích động, phảng phất nhìn một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá, giải thích. Long cốt châu này bị thuật luyện sư tế luyện, mặt trên ngoại trừ long uy ra, còn có rất nhiều năng lượng khác, ta muốn nhìn thủ pháp của thuật luyện sư năm đó luyện chế long cốt châu, trước tiên nhất định phải thanh trừ hết toàn bộ năng lượng của hắn, mới có thể nhìn đầu mối. Nói trắng ra chính là đạo lý như hóa giải một huyền khí. Bỗng nhiên yêu long hít một hơi, kinh hô. Ngươi làm như vậy, này chẳng phải là phá hủy hạt châu kia. Lý Vân Tiêu khà khà nở nụ cười, nói. Phá hủy thì không đến nỗi, dù sao nó không phải huyền khí phổ thông, chỉ là triệt để mất đi năng lượng mà thôi. Chỉ cần ta có thể tìm tới then chốt trong đó, còn có thể rót đầy sức mạnh. Hắn thu hạt châu vào trong tay, trên trán thượng cổ thiên mục mở ra, ba con mắt đồng thời hóa thành màu máu, bắn ra ba tia sáng yêu dị, ở trên không trung ngưng tụ thành một trận pháp đơn giản, đánh vào trong long cốt châu. Ha ha, thêm một con mắt, đồng thuật kết ấn của ta dĩ nhiên có thể kết ra ba ấn. Long cốt châu ở dưới ba ấn của Lý Vân Tiêu hợp nhất chiếu rọi, trở nên một mảnh đỏ chót. Thần thức của Lý Vân Tiêu vào đúng lúc này bị thu nhỏ lại vô hạn, nhảy vào trong long cốt châu tinh tế quan sát, không chịu buông tha bất luận cái nào. Thời gian từng chút đi qua, yêu long lẳng lặng xoay quanh trên không trung, ngưng mắt nhìn kỹ, không dám đánh gãy hắn thi thuật. Theo thực lực không ngừng tăng lên, đặc biệt hồn lực phá tan đến cấp 8, giờ khắc này khí thức trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng giống như cổ phi dương, nhưng so với cổ phi dương lúc ấy còn cường đại hơn rất nhiều. Đây là... Đột nhiên Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, ba con mắt đồng thời chấn động mạnh, phảng phất thấy cái gì khó mà tin nổi, sắc mặt vạn phần nghiêm nghị. Yêu long bị tiếng nói của hắn sợ hết hồn, giật mình nói. Làm sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, không nói hai lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, ánh sáng trên ba con ngươi xoay một cái. Bắn ra ba đạo lực lượng tinh thần cực mạnh, ở trên không trung ngưng tụ thành màn sân khấu trắng xóa, phía trên chậm rãi hiện ra đồ án. Bức đồ án kia màu vàng, rất có cảm giác lập thể, tuy rằng hình chiếu ở trên màn sân khấu, nhưng dường như lâm lập hư không, hướng về không gian ba chiều khuếch tán. Mặt trên lạc ấn rất nhiều đồ án cùng hoa văn phức tạp, loáng một cái lóe lên, ánh vàng chói lọi, mà để Lý Vân Tiêu giật nảy cả mình chính là... Trung tâm đồ án có ba khoa đầu văn màu vàng chiếu rọi lẫn nhau, tựa hồ tạo thành liên quan nào đó. Bí mật long cốt, 2. Yêu long kinh hãi nói. Này là đồ vật trong long cốt châu sao? Chẳng lẽ là đại năng năm đó, dùng loại văn tự này tiến hành tế luyện long cốt? Chẳng trách. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trải qua vô số năm tháng, hạt châu này còn có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Loại văn tự này bản thân liền mang quy tắc. Không giảm bất diệt, vạn cổ trường tồn. Hắn nhìn chăm chú vào ba khoa đầu văn kia, một cái trong đó dĩ nhiên từng thấy, ở bên trong đại diễn thần quyết từng xuất hiện. Tuy rằng không thể rõ ràng ý nghĩa, nhưng đối với sức mạnh quy tắc của nó đúng là rất có lĩnh hội. Yêu long thở dài nói. Loại phương pháp tế luyện này có thể là cấp 10 thuật thần mới có thể nắm giữ, ở toàn bộ đại lục, dưới tình huống không người nào có thể phá giải loại văn tự này. Sợ là rất khó hiểu hết hàm nghĩa trong đó. Trên mặt Lý Vân Tiêu từ từ khôi phục bình thường, mở miệng nói. Không hẳn. Hả, người nghĩ tới điều gì? Trong lòng yêu long hơi động, kinh ngạc nói. Tuy rằng mỗi lần ý nghĩ của Lý Vân Tiêu đều nhìn như không ra đâu, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, nhưng không thể không nói vẫn luôn rất hữu hiệu. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Hạt châu này hẳn là cội nguồn sức mạnh của thuật tháp. Cũng chính là chúng ta ở trong thuật tháp trải qua đều là quy tắc của hạt châu này biến thành, nói cách khác, ba khoa đầu văn kia ẩn chứa quy tắc ta hẳn là hiểu rõ hơn nửa, kết hợp với nắm giữ vài chữ, ta nghĩ cũng không khó tìm hiểu hàm nghĩa trong đó, một khi hiểu rõ, tuy không thể đọc, nhưng có thể rõ ràng trong lòng. Dùng quy tắc phản truy trở về sao? Có thể là ý kiến hay, Lý Vân Tiêu, ta cầu ngươi một chuyện. Đột nhiên yêu long mở miệng nói, tựa hồ có vẻ hơi ngại ngùng. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn nói. Ngươi là muốn long cốt này. Yêu long chăm chú gật đầu nói. Hừm, ta hy vọng ngươi không làm hư hao long cốt châu. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm,
Long cốt châu này đối với ta sức hấp dẫn bất quá là 3 văn tự trong đó mà thôi, chờ sau khi ta hiểu thấu đáo hạt châu này liền cho ngươi. Tương lai thời điểm vì ngươi luyện chế thân thể liền có thể sử dụng tới. Trong lòng Yêu Long ấm áp, trầm giọng nói. Cảm ơn. Mặc dù Lý Vân Tiêu nói Long cốt châu đối với hắn vô dụng, nhưng dù là ai cũng biết đây là lý do. Một viên Long cốt châu cấp 10, dù cho thật sự vô dụng, thả ở trên đại lục đủ để gây nên gió tanh mưa máu, đổi lấy bất luận một bảo vật cấp 9 đỉnh cao nào hoặc là nguyên liệu khác đều được. Đồ vật quý trọng như thế, nếu không phải đối với Yêu Long mà nói quá mức trọng yếu, hắn cũng sẽ không mở miệng khẩn cầu. Này là hài cốt chân long chân chính a, nếu như luyện chế đến trong thân thể, thậm chí có thể vượt qua sức mạnh thân thể nguyên bản của hắn, có cơ hội nhòm ngó bí mật cấp 10. Vật ấy quý trọng như thế nào, nội tâm Yêu Long rõ ràng. Ngươi chừng nào thì trở nên lập dị. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, liền không tiếp tục để ý hắn, bắt đầu ngồi xếp bằng đứng ở trên hư không, tỉ mỉ nghiên cứu ba khoa đậu văn màu vàng kia, Yêu Long lập tức rời đi, cũng một mình tu luyện. Lý Vân Tiêu rất nhanh liền trầm tĩnh tìm hiểu, trong thuật tháp trọng yếu nhất là kiểm tra hồn lực, thêm vào bên trong ba chữ này, còn có một cái xuất hiện ở trong đại diễn thần quyết, phản truy ngược lại cũng không phải không có dấu vết. Hắn không ngừng trầm tư suy nghĩ, làm các loại động tác quái lạ đi mô phỏng biến hóa trong đó, thôi diễn quy tắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục ba đại tự màu vàng ở trong lòng bàn tay hắn hiện lên, theo mỗi một động tác của hắn huyễn diệt bất định, ở bên người tỏa ra từng đạo sức mạnh, cực kỳ kỳ dị. Thú vị, ba văn tự này tạo thành tổ từ dĩ nhiên ngưng luyện ra quy tắc, diễn hóa ra một đạo công kích ẩn chứa hồn lực, mặc dù không phải thuật luyện sư cũng có thể triển khai ra. Tuy rằng Lý Vân Tiêu hiểu được, nhưng hơi cảm thấy có chút thất vọng, phương pháp công kích linh hồn trên đại lục có thể mạnh hơn hắn cũng không nhiều. Ý nghĩa ba chữ này cũng không lớn như trong tưởng tượng, bất quá chỗ tốt của chiêu công kích này ở chỗ không cần hao tổn hồn lực, mà là một loại ngưng tụ quy tắc, trực tiếp chuyển thành hồn lực công kích. Loại bí pháp này xác thực có chút lạ, nếu như xuất hiện ở trên đại lục, giá trị cao còn trên Long Cốt Châu cấp 10, công pháp để võ giả bình thường cũng có lực lượng công kích linh hồn đối thủ. Chỉ bất quá đối với Lý Vân Tiêu mà nói liền có vẻ hơi vô bổ. Chí ít nắm giữ nhiều ba khoa đậu văn màu vàng, cùng với quan hệ lẫn nhau trong lúc đó tổ hợp, cũng coi như là thu hoạch rất lớn. Lý Vân Tiêu vẫn tính là thỏa mãn, đột nhiên kêu lên. A nha, nguy rồi, cũng không biết trải qua bao lâu, sẽ không có làm lỡ vũ quyết chứ. Cả người hắn lóe lên, liền biến mất ở trong giới thần bi. Ra mật thất, đã là đêm tối đầy sao. Trong khu nhà nhỏ có hạ nhân vẫn đang thủ hộ hầu hạ, sau khi hỏi dò mới biết đã qua một ngày, hôm nay vừa qua chọn lựa tư cách, quyết ra thập tam cường để đủ 20 tên. Hạ nhân kia cung kính nói. Ninh tiểu thư dặn dò, bất luận người nào cũng không được đánh gãy Vân thiếu gia bế quan, nếu như đến giờ, tiểu thư tất sẽ tự mình tới mời Vân thiếu gia. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, thoáng hỏi dò việc quyết chiến tư cách, nhưng người kia vẫn ở trong tiểu viện bảo vệ. Nên không biết tình hình thực tế. Lý Vân Tiêu nghe mà đần độn vô vị, phất tay để hắn lui ra, đột nhiên con ngươi hắn thu nhỏ lại, lông mày khẽ nhíu một cái, quay đầu đi. Ở bên trong tiểu viện, hắn mơ hồ nhận biết được cái gì, tựa hồ có người đang kêu gọi hắn. Giờ khắc này hồn lực của hắn đã đạt cấp 8, đồng thời so với thuật luyện sư cấp 8 phổ thông còn muốn cường đại hơn nhiều, nhất niệm đảo qua, lập tức khóa chặt một vùng không gian, lạnh lùng nói. Là người phương nào, nếu muốn gặp ta, liền trực tiếp đi ra đi. Trên hư không đó, một trận vặn vẹo nhẹ nhàng, không gian như hồ nước tan ra, một luồng hơi lạnh từ trong đó tản mát, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống. Một bóng người màu trắng từ bên trong biến ảo ra, toàn thân như pha lê trong suốt, phảng phất đụng vào tức tan. Trên mặt không có một chút màu máu nào, toát ra bi thương nồng đậm. Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, thất thanh kêu lên. Vũ Văn Bác, bóng người màu trắng nhàn nhạt này, chính là dáng dấp của Vũ Văn Bác, có vẻ cực kỳ thê thảm, dáng vẻ trên mặt hắn vô cùng bức thiết, vội la lên. Cổ Phi Dương, cứu ta. Hắn bay thẳng xuống, một mặt lo lắng. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, thân phận của mình quả nhiên sớm có người nhìn thấu, mà Vũ Văn Bác trở thành dáng vẻ ấy, tất nhiên có việc trọng đại phát sinh. Bạch Y Nam Tử, một. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh lẽo xem thường vang lên, nói. Đường đường vạn bảo lâu tam trưởng lão, lại đông trốn tây nấp, chật vật như vậy. Sắc mặt Vũ Văn Bác thảm biến,
ánh sáng trên người lay động, cho thấy nội tâm hắn cực kỳ bất bình, trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi. Bầu trời đột nhiên bị lôi ra một cái khe, hai bóng người thoáng qua hạ xuống, động tác dị thường đối xứng, mục tiêu chính là Vũ Văn Bác. Lý Vân Tiêu kinh hãi, hai bóng người này tản mát ra khí tức dĩ nhiên đều là Cửu Thiên Vũ Đế. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể ở tại chỗ lóe lên, liền thuấn di đi tới, che ở trước người Vũ Văn Bác, hai thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm đột nhiên xuất thủ, ở trước người hóa ra một mảnh kiếm hải, hướng về hai người kia đẩy đi. Một chiêu kiếm toàn lực, vì chỉ là thay hắn chống một ít thời gian, dù sao đối phương đều là vũ đế cường giả, muốn chặn lại là không thể. Lý Vân Tiêu vừa xuất thủ, thiên mục mở ra, giới thần bi bắn mạnh, ở trong đêm tối như một chấm nhỏ xẹt qua trời cao, muốn đem Vũ Văn Bác thu vào. Bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần đi vào bên trong giới thần bi liền hết thảy an toàn. Vào thời khắc này, không gian trước người Vũ Văn Bác đột nhiên phá nát. Trực tiếp lộ ra một nhân ảnh bạch y, thật giống như hắn vẫn luôn ẩn giấu ở đó, chỉ bất quá ngụy trang đột nhiên biến mất mà thôi. Trên gương mặt trầm ổn của nhân ảnh bạch y hiện ra vẻ khinh bỉ, khóe miệng càng là mang theo một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng vỗ ra một trường, toàn bộ không gian vì đó run động, tựa hồ sức mạnh quy tắc bốn phía ở dưới trường lực của hắn đều hội tụ đến, đánh về giới thần bi. Oanh! Tiếng rung động to lớn, giới thần bi ở dưới một trường kia bị đánh bay trở về. Mà cùng thời khắc đó, hai tên vũ đế cũng phá tan kiếm của hắn hải, đồng thời xuất thủ, hai cỗ sức mạnh lẫn nhau đan xen vào nhau, xoay quanh mà xuống, qua lại ở bốn phía Lý Vân Tiêu, muốn đem hắn chấn động đến nát tan. Hơn nữa tựa hồ hai người có chuẩn bị mà đến, đã sớm biết hắn có thuấn di, dưới quyền phong đóng kín hết thảy thông lộ không gian, không cách nào vận dụng hồn lực thuấn di. Dừng tay, không nên giết hắn. Bạch Y nam tử nhẹ nhàng quát lạnh một tiếng. Trong con người lóe lên băng hàn chi khí, ở trên cao nhìn xuống Lý Vân Tiêu, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ nghiêm túc, vừa nãy hai tên vũ đế liên thủ một đòn, nếu không bị Bạch Y Nhân gọi ngừng, hắn sợ là trực tiếp trọng thương ngã xuống. Hai tên vũ đế kia tựa hồ chuyên môn tu luyện bí pháp liên thủ, có thể lên cấp vũ đế đã là tài năng ngút trời, rất ít người sẽ tiến hành đoàn chiến, hai người này đối phó hắn một vũ hoàng cũng muốn liên thủ. Hoàn toàn không cho người ta đường sống. Hừ. Hai tên vũ đế đồng thời hừ một tiếng, vội vàng chia tay, từng người sử dụng tới ấn quyết không giống, ở trên không trung kết hợp với nhau, hai công kích đan xen vào nhau lập tức tản ra, hóa thành hai cỗ sức mạnh không giống tản ra, biến mất ở phía chân trời. Vũ Văn Bác ở trong nháy mắt Bạch Y nam tử xuất hiện, liền thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy, hắn biết giờ khắc này Lý Vân Tiêu căn bản không đủ để cứu hắn. Nhưng mà hắn mới lao ra hơn 10 mét, liền bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản, không cách nào đột phá nửa phần, nhất thời sắc mặt xám trắng, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bạch Y nam tử hai tay kết ấn, trực tiếp giam cầm một vùng thế giới, bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể đột phá, hắn khẽ cười nói. Vũ Văn Bác, nếu chúng ta xuất thủ, ngươi cũng đừng hy vọng có người có thể cứu ngươi. Thật sao? Thanh âm của Mạc Tiểu Xuyên lạnh như băng. Một đạo kiếm khí ở trong đêm tối như chớp giật phá không, trong nháy mắt tập kích đến, hóa thành một đạo kiếm hải, ầm 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 mà xuống, chiếu đến bốn phía một mảnh sáng sủa. Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên chuyển động, hắn biết uy thế một kiếm của Mạc Tiểu Xuyên, đủ để phá tan lao tù, thân hóa lôi đình phi tập mà lên, qua lại ở trong đêm tối bất quá trong nháy mắt, chờ đợi một khắc kiếm khí phá lao cứu người. Vô dụng, âm thanh lạnh lẽo xem thường vang lên, Bạch Y Nhân tùy ý giơ tay phải lên. Nắm tay hướng về kiếm khí của Mạc Tiểu Xuyên đánh tới, mọi người chỉ cảm thấy không gian bốn phía ở thời khắc này đột nhiên siết chặt, phảng phất trong nháy mắt bị đọng lại, chịu áp chế rất lớn. Con người của Lý Vân Tiêu mở lớn, hắn rõ ràng đây là hết thảy năng lượng trong không gian đều bị người này lấy ra hết sạch, mặc dù hắn thân hóa lôi đình, cũng ở dưới đế khí oai bị chấn áp lại, không cách nào nhúc nhích. Mà sau khi Bạch Y nam tử nhất chiêu lấy ra lực lượng của đất trời, liền hóa thành trường lực. Đánh về chiêu kiếm của Mạc Tiểu Xuyên. Quyền phong còn chưa đến, ánh kiếm liền bị lực lượng không gian đè ép ảnh hưởng, bắt đầu biến hình, sau đó trưởng phong công kích, trực tiếp hạn chế kiếm khí kia, bị cứng rắn vây ở giữa không trung, không cách nào chạm đến lao tù. Cái gì? Mạc Tiểu Xuyên cùng Lý Vân Tiêu đều là tâm thần chấn động, chiêu kiếm cường đại như thế lại bị người này tùy ý áp chế lại. Thực lực của Bạch Y nam tử thậm chí còn trên Tu Đan Hà. Hắn đến cùng là ai?
trên gương mặt cứng ngắc không lộ vẻ gì, hết sức xa lạ. Giờ khắc này mấy bóng người cũng từ trong trụ sở của Thiên Nguyên Thương Hội vọt lên, xúm lại mà đến. Ha ha, bị người hạn chế, vẫn phải là ta tới cứu ngươi. Bóng người của Hắc Liên Thiếu Hoàng đột nhiên lóe lên, ở dưới quyền ý áp chế của Bạch Y nam tử kia dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, tương tự đấm ra một quyền, tự thành thế giới nhộn nhạo lên. Hả, ngươi chính là người chỉ chuyên tâm tu một quyền kia, quả nhiên quyền ý thông thiên. Trong mắt Bạch Y nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh nhạt nói. Chỉ là tu vi quá yếu, đáng tiếc quyền ý thế giới như vậy. Ngữ khí của hắn hóa thành mệnh lệnh nói. Nắm lấy Vũ Văn Bác. Sau đó thu lại tay trái sử dụng lao tù, ở trước người bấm quyết, hai ngón tay đồng thời điểm ra, nhảy vào bên trong quyền ý của Hắc Liên Thiếu Hoàng, như một vòng xoáy mở ra, sức mạnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng tràn vào, bắt đầu đem thế giới quyền ý ép tới không ngừng co rút lại. Tay trái tay phải của hắn phân biệt ra chiêu, dĩ nhiên dễ dàng nhốt lại hai người. Hai tên còn lại bóng người lấp lóe, một người hướng về Vũ Văn Bác mà đi. Một người ở trên không trung bước ra một bước, liền đến trước mọi người, lạnh lùng nhìn mấy đạo nhân ảnh vọt tới của Thiên Nguyên Thương Hội, trên người sát khí dâng trào. Bạch Y nam tử cảm nhận được luồng sát khí này, hơi nhướng mày nói. Cản bọn họ lại là được, chủ thượng có lệnh, không được ở chỗ này giết người. Khuôn mặt tên vũ đế kia co giật một thoáng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, tay phải ở trước người ngưng tụ sức mạnh, vung lên mà ra, kéo một đạo ánh sáng thật dài. Trực tiếp bắn ra ngoài, ở cách đó không xa đột nhiên căng phồng lên, dư âm lực lượng như sóng biển dâng trào, tuy rằng hung mãnh nhưng không hung tàn, lập tức nhấn chìm vài đạo ánh sáng kia vào, đánh văng ra xa xa. Bạch Y nam tử, hai. Một vũ đế khác là trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Vũ Văn Bác, dư tợn hướng hắn tóm tới, một tay khác cầm một cái hộp nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đột nhiên mở ra, bên trong có một tiểu trận màu vàng óng. Chính là dùng để nhốt lại hồn phách. Hồn ảnh của Vũ Văn Bác ở trên không trung ánh sáng lấp lóe không yên, đột nhiên ngưng chỉ điểm ra, một đạo công kích lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai điểm ở lòng bàn tay tên vũ đế kia, dĩ nhiên là đồ vật tuyệt hàn, toàn bộ cánh tay người kia trong nháy mắt kết ra băng hoa, thế trưởng ngưng lại. Sau khi Vũ Văn Bác ra đòn, bóng người càng thêm lờ mờ, lập tức hóa thành một ánh hào quang lao về phía Lý Vân Tiêu. Rác rưởi. Bạch Y nam nhân đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra tức giận. Trên mặt tên vũ đế kia hiện ra vẻ nổi giận, đế khí trong tay ngưng lại, lập tức đập tan băng hoa, đấm ra một quyền, sau đó đuổi theo. Ác, xuấn, xuyệt, hận. Từng đạo thanh âm trầm thấp từ trong miệng Mạc Tiểu Xuyên đọc lên, trên thiên chu đãng ma kiếm dung ra đạo đạo ánh kiếm, một luồng khí tức kinh khủng tản mát ra. Bạch Y nam tử hơi thay đổi sắc mặt. Tuy rằng thực lực của Mạc Tiểu Xuyên hắn cũng không để vào mắt, nhưng chuôi thiên chu đãng ma kiếm kia là tồn tại cấp 9 đỉnh cao. Hơn nữa Mạc Tiểu Xuyên lấy thân dưỡng kiếm, tế luyện ở trong cơ thể mình, dùng tinh huyết cùng hồn nguyên toàn thân đi thẩm thấu nó, tùy thời có thể thả ra uy lực lớn nhất. Ái, tuyệt, thanh, xúc, mở. Theo mấy chữ cuối cùng phun ra, trên bảo kiếm phát sinh tiếng rung khủng bố, kiếm linh gào thét, đối với bị người áp chế cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, kiếm ý lập tức tăng cường. Như bẻ cành khô phá tan quyền ý của Bạch Y nam tử chân áp. Hừ, xác thực là có tài, chẳng trách chủ thượng bảo ta tự mình nhìn chằm chằm bên này. Tuy rằng Bạch Y nam tử kinh ngạc, nhưng không hoảng loạn chút nào, tay phải thay đổi quyết ấn, một đạo phù văn quái lạ phá trưởng mà ra, trong tay ánh vàng chói lọi, một trưởng vỗ xuống. Một khoa đầu văn màu vàng ở trên lòng bàn tay hắn bay ra, hóa nhập không trung đột nhiên lớn lên, dường như có vô số quy tắc xuất hiện. Lần thứ hai đem kiếm ý của Mạc Tiểu Xuyên ép xuống. Lần này ngay cả kiếm linh gào thét cũng bị áp chế lại, tựa hồ không còn âm thanh. Cái gì? Mạc Tiểu Xuyên kinh hãi, tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải, dù cho hắn không địch lại, nhưng chiến ý của kiếm linh là chưa từng tiêu giảm qua, giờ khắc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm linh tựa hồ không còn tính khí, nội tâm kinh hãi tới tột đỉnh. Tại sao lại như vậy? Con người của Lý Vân Tiêu cũng co lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy có người ở trong chiến đấu sử dụng tới loại khoa đầu văn màu vàng này, chứng minh Bạch Y nam tử là chân chính nắm giữ một chữ kia. Hắn không lo được khiếp sợ, ở thời điểm Mạc Tiểu Xuyên phá tan quyền ý chấn áp, áp chế trên người hắn cũng được phóng thích, trực tiếp thuấn di đi qua, đưa tay phải ra thu Vũ Văn Bác vào trong giới thần bi.
Bạch y nam tử thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lên. Nếu như không thể được, liền trực tiếp phá hủy. Tên vũ đế kia tâm thần chấn động, trong con người bùng nổ ra oán khí rất lớn, nhiệm vụ nhỏ như vậy hắn cũng không thể hoàn thành, cảm giác nhục nhã ở trong tâm lan tràn, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa ở trên người bộc phát ra, Lâm Không đem Vũ Văn Bác đè ép, sau đó trực tiếp mở miệng, phun ra một đạo kiếm khí, phi tập mà xuống. Lý Vân Tiêu kinh hãi, ở dưới đế khí của đối phương chấn áp, sức mạnh của mình hoàn toàn không có biện pháp thẩm thấu vào. Khuôn mặt Vũ Văn Bác lộ ra một tia kiên quyết, bất đắc dĩ cười khổ nói. Sống chết có số, không nghĩ tới vẫn không thể nào chạy trốn. Lão Hữu vừa gặp lại liền vĩnh biệt. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể đột phá vũ đế toàn lực chấn áp, sắc mặt hắn hoàn toàn lạnh lẽo nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Văn Bác cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Bị người ám hại. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại sống sót, ta làm sao không có mệnh lớn như vậy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái xanh, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, gầm nhẹ nói. Là ai làm? Vũ Văn Bác than thở. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta không cách nào nói cho ngươi, chờ thời điểm ngươi có thực lực biết chân tướng, tự mình có thể tra ra. Bất quá. Hắn thoáng do dự, vẫn là dặn dò. Bất quá ta nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần phải đề phòng Đinh Linh Nhi. Cái gì? Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động mạnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng được, danh tự này rót vào trong tai, hầu như nổ tung màng nhĩ của hắn, chấn động trái tim, tâm thần chịu đến xung kích thậm chí so với thân thể thương tổn còn muốn mãnh liệt. Trường lực của Vũ Đế rốt cục hạ xuống, con người hắn đột nhiên mở lớn, muốn đi tóm lấy Vũ Văn Bác, lại có vẻ vô lực như vậy, ánh sáng to lớn ở trước mắt tỏa ra. Hắn dùng tay vơ lấy mấy lần, nhưng cái gì cũng không bắt được. Năm ngoái tử mạch thanh môn, đêm nay băng phách phân hồn, đoạn một đời thưa thớt, thiên thu vạn cổ, năm sau cuồng ca ra sức uống cạn, tạm gác lại người phương nào. Bóng người Vũ Văn Bác ở trong ánh sáng càng ngày càng nhạt, chỉ để lại lời thơ nhẹ nhàng ở trong đêm tối vang lên, mang theo quyến luyến cùng thở dài, cuối cùng tiêu tan. Con người của Lý Vân Tiêu trở nên trống rỗng vô thần, phất tay một chảo. Toàn bộ rơi vào khoảng không. Bạch y nam tử thấy Vũ Văn Bác biến thành cho bụi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, hừ nói. Vẫn không thể nào bắt trở lại, bất quá chết so với chạy thoát càng tốt, đi. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải vồ lấy, khoa đầu văn màu vàng ở trên không trung trong nháy mắt biến mất, tay trái cũng đẩy một cái, liền đánh văng Hắc Liên thiếu hoàng gia, thân thể ở trên không trung liên tục lấp lóe, liền đứng trên không trung. Hai tên vũ đế cũng trở lại phía sau hắn, ba người đều lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Bạch y nam tử lạnh nhạt nói. Đêm hôm khuya khoắt, quấy rầy chư vị, xin lỗi. Tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có vũ quyết. Trên mặt hai tên vũ đế phía sau hiện ra vẻ cười gằn, ba người ở trên không trung lóe lên, bóng người liền chậm rãi hóa nhạt, cuối cùng biến mất ở trong trời cao. Toàn bộ đêm tối trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vân Thiếu. Hai người Mạc Tiểu Xuyên vội vàng vọt tới, Hắc Liên thiếu hoàng nhìn sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo cùng ánh mắt vô thần, cả kinh nói. Vân Thiếu, ngươi không có sao chứ? Cả người Lý Vân Tiêu dại ra, giống như mất hồn, hiển nhiên là việc vừa nãy đối với hắn xung kích quá to lớn, không cách nào phục hồi tinh thần lại. Là người phương nào? Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên thiếu hoàng liếc mắt lẫn nhau một cái, cũng khó ngăn khiếp sợ trong lòng. Việc có thể làm cho Lý Vân Tiêu chịu đến xung động như vậy, tuyệt không đơn giản. Mạc Tiểu Xuyên cẩn thận hỏi. Vừa nãy đạo hồn ảnh kia là người phương nào? Cặp mắt vô thần của Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục lại, con mắt mở rộng kịch liệt thu nhỏ lại, ánh sáng hết sức cô đọng, càng ngày càng lạnh lẽo, để cho hai người đều cảm thấy từng tia hàn ý, không nhịn được run sợ. Bùm bùm. Song quyền của Lý Vân Tiêu nắm chặt, tiếng bạo cốt liên tiếp vang lên. Không khí cũng đang bị áp xúc tầng tầng, hắn dùng thanh âm trầm thấp gần từng chữ nói. Vũ Văn Bác. A, à, là hắn. Thân thể hai người đều chấn động, ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng nội tâm Lý Vân Tiêu phẫn nộ ở đâu. Vừa nãy ở trước mắt hắn bị giết, dĩ nhiên là bạn tốt năm xưa. Trong lòng hai người đều có quá nhiều nghi hoặc, nếu là Vũ Văn Bác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại dễ dàng bị người chặn giết như thế. Vân Thiếu. Bên ngoài tràn vào lượng lớn vũ giả,
đều là người của Thiên Nguyên Thương Hội, vừa nãy tranh đấu bọn họ bị Vũ Đế cường giả nhất chiêu chấn động bay ra ngoài, tuy rằng đều bị thương trình độ không giống, nhưng không một người mất mạng. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường, đi ở phía trước nhất, tiến lên hai bên trái phải đỡ lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu, đồng thời cảm nhận được sát khí trên người hắn, cả người đều chấn động, ánh mắt giống như hỏi dò nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cau mày, giờ khắc này nhiều người hỗn tạp, bất tiện nói rõ, đều lặng lẽ không nói. Đột nhiên Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Đinh Linh Nhi, lạnh lùng nói. Vừa nãy các ngươi xông tới, tên Vũ Đế kia xuất thủ, có người thương vong hay không? Tâm thần của Đinh Linh Nhi bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lạnh như băng kia của Lý Vân Tiêu như là hàn đao, thẳng vào nội tâm của nàng, không nguyên do làm nàng đau đớn một trận. Tuy rằng nàng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng lạnh lẽo cùng coi thường trong ánh mắt kia, là chưa bao giờ ở Lý Vân Tiêu thấy qua. Nàng đột nhiên cảm thấy mình rơi vào trong hầm băng, tâm lập tức nát ra, cả người lạnh quá, rất sợ, nội tâm hoảng loạn cả lên, âm thanh run rẩy nói. Không, thật giống như không, vì sao Vân Thiếu hỏi như vậy? Ý lạnh trong mắt Lý Vân Tiêu càng thêm lạnh lẽo nói. Những thủ hạ này của ngươi rất mạnh a, ở dưới công kích của Vũ Đế dĩ nhiên không một người chết. Sắc mặt Đinh Linh Nhi một mảnh trắng xám, không có bất kỳ màu máu, không biết trả lời như thế nào, chỉ là thân thể không khỏi run cầm cập, cảm thấy càng ngày càng lạnh. Lạc Vân Thường cũng phát hiện không đúng, trên người Lý Vân Tiêu truyền ra ý lạnh từ trong tay lan tràn đến trên người nàng, cũng là một trận băng hàn, nhưng Cửu Dương thần thể vào đúng lúc này tuôn ra một mảnh ấm áp, trực tiếp hóa giải lạnh lẽo, thậm chí thông qua hai tay truyền tới trong cơ thể đối phương. Lý Vân Tiêu cảm nhận được từng tia ấm áp, lông mày khẽ nhíu, khí tức thô bạo giảm mạnh, hàn khí trong con ngươi cũng dần dần xua tan, hắn cũng cảm thấy mình chất vấn có chút quá đáng, thở dài nói. Ta có chút rối loạn, muốn một người suy ngẫm, các ngươi đi trước đi. Đinh Linh Nhi một trận chua xót, nước mắt rì rào rơi xuống, mím môi tận lực nhẫn nhịn không cho mình khóc. Lý Vân Tiêu không tiếp tục để ý mọi người, xoay người liền tiến vào trong phòng nhỏ, đóng cửa lại. Ngoại trừ Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng gia, tất cả mọi người đều không rõ vì sao, từng cái sững sờ, có mấy người trong lòng càng là tức giận, không nhịn được oán giận. Vừa nãy lời kia của Vân Thiếu là có ý gì? Chúng ta nhìn bên hắn có chuyện, trước tiên chạy tới, nghe lời kia của hắn, ý tứ thật giống như là ước gì chúng ta bị đánh chết, quá làm người tức giận. Phải a, tuy rằng chúng ta thực lực thấp kém, nhưng là bởi vì kính nể hắn, kính nể Đinh hội trưởng, lúc này mới liều chết đến đây, hắn dĩ nhiên nói ra lời khiến người ta thất vọng, lần sau lại có chuyện như vậy, ta sẽ tiếp tục ngủ. Ngay cả Đinh hội trưởng đối với hắn tốt như vậy, đều bị hắn làm tức khóc, người này thật không thể nói lý, lần sau ai cũng không nên tới. Nghe đoàn người oán giận, Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng nhíu mày, đang muốn giải thích, đột nhiên Đinh Linh Nhi mở miệng, bình tĩnh nói. Việc này chắc có nguyên nhân, tâm tình mọi người ta có thể hiểu được, nhưng vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, mọi người tuyệt đối đừng bởi vì biểu hiện mà sản sinh oán giận, do đó hoài nghi Vân Thiếu mấy ngày nay ở chung. Vân Thiếu làm người tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, trong này nhất định có tình huống mà chúng ta không biết. Trên mặt nàng còn treo vệt nước mắt, thời điểm nói ra những câu nói kia là dị thường bình tĩnh, trong mắt không nhìn ra bất kỳ thần thái. Hừm, Đinh hội trưởng nói cũng có lý, tựa hồ Vân Thiếu cũng bị đả kích không nhỏ, trong này nhất định có ẩn tình. Mọi người đều tán đi, ngày mai Vân Thiếu còn phải vũ quyết, để hắn bình tĩnh một chút. Đinh Linh Nhi uy vọng cực cao. Vừa mở miệng liền có người hưởng ứng, lúc này đoàn người mới dần dần xua tan, chỉ còn lại nàng cùng bốn người Mạc Tiểu Xuyên. Lạc Vân Thường tiến lên hơi kéo cánh tay của Đinh Linh Nhi, rốt cục đoàn người tán đi, thân thể Đinh Linh Nhi run rẩy một thoáng, lần thứ hai nước mắt chảy ra. Lạc Vân Thường vội vàng an ủi. Linh Nhi muội muội đừng thương tâm, vừa nãy không phải ngươi cũng nói Vân Thiếu tất nhiên có ẩn tình sao. Đinh Linh Nhi khẽ gật đầu, tuy rằng như vậy. Nhưng nghĩ đến ánh mắt như người xa lạ của Lý Vân Tiêu vừa nãy, nội tâm liền sợ sệt cùng lạnh lẽo, còn có hết sức bất lực. Lạc Vân Thường nhìn hai người Mạc Tiểu Xuyên nói. Vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Tiểu Xuyên thở dài nói. Chuyện trong đó ta cũng không quá rõ ràng, chỉ bất quá vừa nãy một vị bạn cũ của Vân Thiếu ở trước mắt hắn bị người giết chết. A, hai nữ đều giật mình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
tâm tình oan ức của Đinh Linh Nhi cũng lập tức dứt bỏ, tỉ mỉ lắng nghe. Mạc Tiểu Xuyên đem sự tình tỉ mỉ nói một thoáng, kỳ thực cả quá trình sự kiện vô cùng ngắn, hắn cũng chỉ ra hai kiếm mà thôi, vẻn vẹn là thời gian hai kiếm, Vũ Văn Bác liền bị giết. Vũ Văn Bác, Đinh Linh Nhi cả kinh nói. Vạn Bảo Lâu Tam trưởng lão, tại sao lại ở trong khu nhà nhỏ của chúng ta hướng về Vân Thiếu cầu cứu? Giờ khắc này Vạn Bảo Lâu có Thôi Bác cùng ba tên trưởng lão tọa chấn, nếu như hắn đi tới trụ sở của Vạn Bảo Lâu, sợ là không ai có thể thương hắn. Mọi người đều không rõ, Lạc Vân Thường cau mày nói. Nghe các ngươi nói, thời điểm Vũ Văn Bác này trốn đến đã là hồn thể, nói cách khác kẻ địch dị thường cường đại, ngay cả thân thể của hắn cũng bị tiêu diệt, này xác thực có chút kỳ quái. Hơn nữa người có thể vô thanh vô tức ở Tống Nguyệt Dương Thành giết chết Vũ Văn Bác, thật là làm người suy đoán có chút sợ hãi a. Vũ Quyết mở ra, một. Trong lòng ba người đều chấn động, ý tứ trong lời nói của Lạc Vân Thường bọn họ đều nghĩ đến, người có thực lực này, xác thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sắc mặt Mạc Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Hơn nữa Vũ Văn Bác chạy trốn tới nơi đây hướng về Vân Thiếu cầu cứu, lại không đi Vạn Bảo Lâu. Người giết hắn này chẳng lẽ chính là người Vạn Bảo Lâu? Hắc Liên Thiếu Hoàng lắc đầu nói. Người phân tích cũng có đạo lý, thế nhưng giải thích như thế nào Bạch Y Nhân kia nói tới mệnh lệnh của chủ thượng? Mạc Tiểu Xuyên gõ trán, trầm tư nói. Điều này cũng chính là chỗ nghĩ mãi mà không ra, Bạch Y Nhân kia xác thực nói mệnh lệnh chủ thượng không được ở chỗ này giết người, tựa hồ đối với Thiên Nguyên Thương Hội vô cùng chiếu cố. Hắn lộ ra vẻ quái lạ nhìn Đinh Linh Nhi. Con người của Lạc Vân Thường co rụt lại, cả giận nói. Mạc Tiểu Xuyên, người đây là cái ánh mắt gì? Mạc Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng, đem khuôn mặt ngắt đi qua nói. Không thể không khiến người ta liên tưởng a. Cả người Đinh Linh Nhi chấn động, run giọng nói. Vân Thiếu là bởi vì cái này mà hoài nghi ta sao? Không chỉ như vậy. Mạc Tiểu Xuyên than thở. Nếu như ta không có nghe sai, Vũ Văn Bác ở trước khi hồn phi phách tán. Chỉ lo Vân Thiếu thực lực không đủ đi tìm người báo thù, vì vậy không chịu đem ngọn nguồn sự tình nói ra, mà chỉ nói. Hắn ngừng lại, tựa hồ hơi do dự, cuối cùng vẫn không nói. Lạc Vân Thường nói, Vũ Văn Bác cũng xác thực là người hữu tâm, cân nhắc cực kỳ chu đáo. Người có thể dễ dàng giết chết hắn như thế, mặc dù là Vân Thiếu giờ khắc này đi vào, sợ cũng là lành ít dữ nhiều, mà chỉ là cái gì. Người có thể nói rõ hay không? Hắc Liên Thiếu Hoàng tiếp lời, cười khổ nói. Ngươi không có nghe lầm, bởi vì ta cũng nghe được, lúc sắp chết Vũ Văn Bác xác thực là nói Vân Thiếu ngàn vạn lần phải cảnh giác Đinh Linh Nhi. Cảnh giác ta, cảnh giác ta. Đinh Linh Nhi trở nên thất thần, ngơ ngác tự nói. Ta cùng Vũ Văn Bác kia bất quá chỉ có mấy lần gặp mặt, không thâm giao cũng không thù hận, vì sao lúc hắn sắp chết còn muốn hãm hại ta. Lần này Vân Thiếu là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ta. Lạc Vân Thường cũng cảm thấy kinh ngạc, nắm lấy tay Đinh Linh Nhi nói. Linh Nhi muội muội đừng quá lo lắng, trong này nhất định có một hiểu lầm nào đó, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đinh Linh Nhi cay đắng lắc lắc đầu, nói. Vũ Văn Bác cũng là một đời cao thủ, lại là bạn tốt kiếp trước của Vân Thiếu, trước khi chết nói như vậy nhất định là có nguyên do, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ, hiện tại tất nhiên Vân Thiếu cho rằng ta chính là hung thủ. Chẳng trách hắn hỏi như vậy, mà người kia xác thực đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Điều này cũng là địa phương nhức đầu nhất a. Mạc Tiểu Xuyên nói. Bạch Y nam tử kia chỉ chủ thượng, đến cùng là người phương nào? Có thể là bằng hữu của Thiên Nguyên Thương Hội không? Bọn họ không chỉ không giết một người, hơn nữa lúc đi còn quan tâm ngày mai Vũ Quyết, lẽ nào là cố bày nghi trận, để nội bộ chúng ta tự mình phân liệt? Hắc Liên Thiếu Hoàng nói. Liên thủ cố bày nghi trận là có thể, nhưng trước khi Vũ Văn Bác chết nói lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ Vũ Văn Bác cũng bị bọn họ lừa? Lạc Vân Thường nói. Việc này quá mức kỳ lạ, tương lai nhất định sẽ có đáp án, Linh Nhi muội muội, chúng ta khẳng định là tin tưởng. Còn Vân Thiếu, việc này đối với hắn đả kích nhất định là rất lớn, trơ mắt nhìn bạn tốt mình vẫn lạc nhưng tay trắng vô lực, dù là ai cũng khó có thể tiếp thu, cũng như lúc trước ở Viêm Vũ Thành. Lời của nàng dừng lại, tựa hồ xúc động trong lòng, có chút lo lắng nhìn phòng nhỏ một chút. Đinh Linh Nhi cũng biết ý nàng nói, lập tức rơi vào trầm mặc, sau đó nói sang chuyện khác. Ngày mai Vũ Quyết sợ là Vân Thiếu sẽ không tham dự. Cũng được,
hắn đối với Thiên Nguyên Thương Hội đã làm nhiều lắm rồi. Vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy việc của Thương Hội, song quyết thắng bại dĩ nhiên không phải trọng yếu như thế, trái tim trống rỗng không chỗ nào dựa vào, không chỗ nào thuộc về. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, kiên định nói. Yên tâm đi, ngày mai Vân Thiếu nhất định sẽ nghĩ thông suốt, chúng ta tin tưởng hắn, cũng như chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Đinh Linh Nhi quét mắt qua một cái, ba người đều là thần sắc kiên định, mang theo ý cười, trong lòng ấm áp chảy qua, tâm linh không chỗ nào ký thác cũng hạ xuống. Lý Vân Tiêu ở trong phòng nhỏ, bốn người trò chuyện hắn nghe được thanh thanh sở sở, hắn làm sao không biết trong đó có kỳ lạ, nhưng Vũ Văn Bác chết đối với hắn đả kích rất lớn, loại cảm giác vô lực kia cùng lúc trước ở Viêm Vũ Thành không khác nhau chút nào. Trơ mắt nhìn đệ tử, bằng hữu của mình, bị bắt thì bắt, chết thì chết, mà hết thảy đều phát sinh ở trước mặt mình, chỉ có thể không hề có sức mạnh đi nhìn, nhìn, nhìn. Hắn thống hận cái cảm giác này, kiếp trước ngang ngược ngông cuồng. Tuy nói không phải vô địch thiên hạ, nhưng muốn làm gì thì làm, phàm là chuyện tình chỉ cầu tùy tâm, mặc dù không địch lại, nhưng chỉ ít có sức mạnh phản kháng, bất cứ chuyện gì đều có thể đánh một kích, mà hai lần này, hắn ngay cả tư cách vật lộn cũng không có. Chỉ vì thực lực cách biệt quá to lớn. Tuy rằng trong ngày thường cảm giác hung hăng càn quấy, ngông cuồng tự đại, nhưng này chỉ có thể ở trong trẻ tuổi xưng hùng, thời điểm gặp phải cao thủ chân chính trên đại lục, căn bản không ra gì. Chúng ta truy cầu võ đạo, đơn giản là để mình bay lượn cửu tiêu, dưới bầu trời không có đồ vật trói buộc. Để thân nhân bằng hữu an vui, dưới bầu trời không người dám động. Hết thảy mình quan tâm, cùng với quan tâm mình, đều có thể tự do tự tại, có tôn nghiêm sống sót. Tôn nghiêm, sống sót. Lý Vân Tiêu nói thầm hai chữ này, lóe lên liền ẩn vào trong giới thần bi. Tu luyện, điên cuồng tu luyện. Giờ khắc này chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể phát tiết mối hận trong lòng hắn, mới có thể tiêu trừ nội tâm thống khổ. Ngày mai, ánh nắng ban mai chiếu xuống, cuộc chiến vũ quyết ở Trung ương quảng trường mở ra. Nghiêm chỉnh mà nói đã là ngày thứ hai vũ quyết, nhưng lần này mới là lúc bảy đại thương hội tham dự vào, được vạn người chú ý. Vũ quyết sắp xếp cùng thuật quyết như thế, chỉ có ghế lô của bảy đại thương hội cùng một ít chỗ ngồi giải rác cho vũ đế cường giả. Người còn lại mặc ngươi là hội trưởng cũng tốt, vũ tôn đỉnh cao cũng được, cũng phải đàng hoàng đứng. Chiến trường vũ quyết là ở trên một huyền khí cấp 9. Thiên cương pháp lang GB. Bản thân thiên cương pháp lang bàn là một huyền khí chuyên vì quyết đấu mà luyện chế ra, tạo hình cực kỳ tinh xảo mỹ quan, chọn dùng hơn 300 đồ vật kiên cố nhất đúc kết luyện chế thành, phóng to ra chính là một tòa vũ đài khí thế bàng bạc, do 7 tầng cấu trúc, mỗi một tầng đều ngưng khắc trận pháp cường đại đến cực điểm. Để bảo vệ huyền khí lúc vũ giả đang tỉ đấu bị tổn thương. Vũ quyết mở ra, 2. Loại thiên cương pháp lang bàn này cũng không biết là người phương nào tạo, lưu truyền tới nay tổng cộng có 2 cái, một cái rơi vào tay Thương Minh, còn một cái nguyên bản ở trong thánh vực, mấy chục năm trước thiên địa phong vân bảng là ở trong một khối thiên cương pháp lang bàn khác vũ quyết, chỉ bất quá ở lúc lên cấp 50 tiến vào 20, liền bị người đánh nổ, không còn tồn tại nữa. Bây giờ toàn bộ thiên vũ giới chỉ còn lại khối độc nhất vô nhị này tồn tại. Đám người Thôi Bác liên thủ lấy ra thiên cương pháp lang bàn, nhất thời không gian ngưng lại, một luồng lực lượng cường đại từ trong trận quyết mà mấy người liên thủ khuếch tán ra, một bộ huyền khí như mực ở dưới mọi người liên thủ giải phong, chậm rãi lớn lên, ở trung ương bày ra, truyền đến từng trận khí tức dâng trào, làm cho tất cả mọi người ở dưới loại sức mạnh hùng vĩ trang nghiêm kia ngừng thở, nổi lòng tôn kính. Ầm ầm ầm. Trận bàn hạ xuống, đặt ở trên đại địa, liền chấn động lên bụi bậm trùng thiên, khiến người ta mắt không thể coi. Bốn bức tượng vũ sĩ cao to đứng ở bốn góc, trong tay dùng tới chiêu thức không giống, có nắm tay, có xuất trường, có hai tay kết ấn. Không có chỗ nào mà không phải là uy mãnh, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thô bạo. Thôi Bác phi thân mà vào, đặt chân ở trên thiên cương pháp lang bàn, ánh mắt nhìn quét, toàn trường một mảnh yên lặng. Hắn mỉm cười cất cao giọng nói. Thương Minh vũ quyết chính thức bắt đầu tiên là do người dẫn đầu các thương hội tiến hành lấy số. Một thiếu nữ yêu kiều thướt tha, nâng một cái mâm tròn màu vàng đi lên phía trước, phía trên đặt một loạt tiểu cầu hình tròn, lập lòe hào quang màu xanh. Thôi Bác cười nói. Đồ vật ghi số chọn dùng bích hà thạch, bất luận người nào cũng không thể dùng thần thức tham chiếu đến tình hình trong đó, đã do người dẫn đầu bảy đại thương hội kiểm tra nhận biết qua. Tuyệt không vấn đề. Hắn bấm tay bắn ra một đạo kình khí,
bắn ở trên mâm tròn màu vàng, 20 tiểu cầu màu xanh trong nháy mắt bay vào không trung, ở trên không thiên cương pháp lang bàn không ngừng xoay tròn. 20 người dẫn đầu, mời lấy ra đi. Hơn 10 bóng người lăng không mà lên, chụp vào tiểu cầu trên không trung, sau đó rơi vào pháp bàn. Chỉ còn lại một viên cuối cùng, Thôi Bác giơ tay lên liền bay xuống, rơi vào trong tay, sát theo đó một ánh hào quang lao ra, bắn ở ngoài biên giới pháp bàn, triển khai thành một đạo thủy mạc, 20 cái tên ở trong đó lấp lóe liên tục, hắn cười nói. Chư vị, công bố dãy số ra đi. Mọi người trên đài từng cái triển khai con số trong tay mình, ánh mắt không ngừng nhìn quét ở trong tay người khác, tìm kiếm người quyết đấu lần thứ nhất. Khiến người ta bất ngờ chính là, ánh mắt của mọi người đều trước tiên hội tụ ở trong tay Đinh Linh Nhi, chỉ nhìn thấy một nắm đấm mượt mà trắng nõn. Quyền Dân khẽ cười nói. Đinh tiểu thư, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ hơi mất tập trung, chẳng lẽ số trong tay là số hẳn phải chết sao? Ánh mắt của Đinh Linh Nhi từ chỗ ngồi trống rỗng trong Thiên Nguyên Thương Hội kéo trở về, lạnh lùng nói. Hẳn phải chết, thử hỏi có tổ nào có thể làm cho Thiên Nguyên Thương Hội hẳn phải chết? Là các ngươi sao, Quyền trưởng lão? Lời của nàng hết sức lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn thẳng tới. Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, này hoàn toàn không phải tính cách ôn văn nhĩ nhã của Đinh Linh Nhi, dưới bề ngoài xinh đẹp phảng phất ẩn giấu một thanh đao nhọn, bắt đầu lộ ra phong mang đâm người. Quyền Dân sửng sốt một chút, lập tức khà khà nở nụ cười nói. Đinh tiểu thư hỏa khí rất lớn a, ta xem hiện tại Lý Vân Tiêu vẫn không có hiện thân, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói. Tựa hồ thân gia của các ngươi cũng không có tới, Quyền trưởng lão không quan tâm chuyện của mình, đúng là đối với Thiên Nguyên Thương Hội ta khá quan tâm a. Chỗ ngồi của Mạn Đa Thương Hội, Trần Phong tương tự vắng chỗ, Thủy Lạc Yên cũng không có thấy. Sắc mặt Quyền Dân cứng đờ, hiện ra từng tia tức giận, hiện tại hắn giận nhất là ai nói đến hai chữ thân gia này, để hắn cảm thấy rất mất mặt, hung hăng nói. Này liền không cần Đinh tiểu thư bận tâm, hy vọng lát nữa Lý Vân Tiêu không gặp phải Trần Phong, thua là chuyện nhỏ, chết rồi liền không vui. Hắn giơ lên dãy số trong tay mình, ánh sáng màu xanh lóe lên, hiện ra một chữ 6. A, à, trên đài sắc mặt một lão già lập tức trắng bệch. Tràn đầy ảo não, lắc đầu liên tục không ngớt, cảm thán vận khí của mình quá kém. Hắn giơ lên con số trong tay, cũng là thứ 6, trong lòng sinh ra bất đắc dĩ, đối đầu Trần Phong hầu như là tình thế chắc chắn phải chết. Người còn lại cũng vô cùng căng thẳng, chỉ lo gặp phải Trần Phong, Lệ Phi Vũ cùng Lý Vân Tiêu, mấy cái đứng đầu đoạt quan. Kỳ thực gặp gỡ đệ tử của Thất Đại Thương Minh đều là tình thế chắc chắn phải chết, 13 nhà còn lại chỉ hy vọng lẫn nhau trong lúc đó gặp gỡ. Còn có thể chống đỡ nhiều mấy chàng. Đinh Linh Nhi chậm rãi triển khai hai tay, tiểu cầu màu xanh hiện ra số 7. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một tên đại biểu thương hội xanh mặt nhìn chằm chằm tay của Đinh Linh Nhi, trên mặt như tạt xương lạnh, lạnh lẽo không ngớt. Trong tay hắn cũng đang cầm một số 7, bích hà thạch bị 5 ngón tay của hắn rót vào nguyên lực bóp biến hình. Vẻ mặt của Đinh Linh Nhi không có bất cứ rung động gì, đối thủ là ai không trọng yếu một chút nào. Trọng yếu chính là cái ghế trống rỗng kia để nội tâm của nàng cũng trống rỗng. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cả người nàng từ đầu tới đuôi đều mất tập trung, đồng thời nội tâm cũng tầng tầng nghi hoặc, làm cho nàng ăn ngủ không yên, đến cùng Vũ Văn Bác là bị người phương nào giết chết. Vẫn đau khổ nội tâm của nàng. Ngoại trừ đánh số ra, 20 đệ tử tham chiếu cũng rất được người chú ý, chỉ bất quá Trần Phong cùng Lý Vân Tiêu tạm thời vắng chỗ, để tuyệt đại đa số ánh mắt đều rơi vào trên người Lệ Phi Vũ. Vắng mặt lúc thuật quyết trọng yếu như vậy, tất nhiên là bế quan tu luyện, thân là tuổi trẻ đệ nhất nhân của Thương Minh, một trong Bắc vực tứ tú, bốn phía bay đến ánh mắt căm thù là sẽ không thiếu. Nhâm Quang Nhiễm nhàn nhạt nói, những tạp ngư này ngươi không cần cân nhắc, mục tiêu lớn nhất là Lý Vân Tiêu cùng Trần Phong, nhưng hai người kia chưa xuất hiện, thực là có chút quái dị. Tuyên trưởng lão, bên ngươi có tin tức gì không? Lúc thuật quyết Tuyên Ngọc Đường liền bế quan không ra. Giờ khắc này cũng thình lình xuất hiện, khuôn mặt khô vàng của hắn như trước bất biến, không hề có chút khí tức nói. Xác thực là có một ít tin tức, nhưng đều không trọng yếu. Bên Trần Phong kia, có người nói ngày hôm trước Trần Phong một người đi tới Tống Nguyệt Dương Thành, ở ngoài thành mấy trăm dặm bị người đánh trọng thương, mấy ngày nay đều ẩn trong Mạn Đa Thương Hội chữa thương. Còn Lý Vân Tiêu, trận chiến đầu tiên, trong con người của hắn lướt qua một chút ánh sáng nói.
Có người nói hôm qua bên trong Thiên Nguyên Thương Hội phát sinh biến cố, tựa hồ có đại chiến, không biết nguyên nhân cùng kết quả, có thể Lý Vân Tiêu bị thương cũng khó nói. Âm thanh của Tuyên Ngọc Đường cực nhỏ, triển khai bí thuật đã khống chế phạm vi, chỉ ở chỗ ngồi của Vạn Bảo Lâu truyền ra. Người của Vạn Bảo Lâu đều giật nảy cả mình, từng cái ngơ ngác nhìn nhau, Nhâm Quang Nhiễm càng là cả kinh nói. Đại sự như vậy, người dĩ nhiên nói không trọng yếu. Vì sao không nói cho mọi người, để đồng thời thương lượng đối sách? Trong giọng nói của hắn rất có vẻ trách cứ. Tuyên Ngọc Đường từ tốn nói. Trọng yếu, hai chuyện này đối với Phi Vũ không hề có quan hệ. Hơn nữa lấy năng lực của Đao Kiếm Tông cùng Lý Vân Tiêu, mặc dù bị thương, cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Hắn ngừng một chút nói. Ta đoán không sai, đợi lát nữa quyết chiến bắt đầu liền có thể thấy bọn họ xuất hiện. Nhâm Quang Nhiễm sửng sốt một chút, lập tức lặng lẽ, Tuyên Ngọc Đường nói xác thực có lý, vừa nghe thật giống như không phải quá trọng yếu chính là Phi Vũ đem hết toàn lực, đánh bại tất cả địch thủ. Thiên Cương Pháp Lang Bàn, theo tên người từng cái mở ra, Thủy Mạc biểu hiện trật tự đối chiến cũng hiện ra, ánh mắt của mọi người rơi vào hai người số một, Đường Kiếp đối chiến Lương Ngọc Y. La Anh nhìn danh sách đối chiến, sắc mặt có chút lạnh lùng, ngưng tiếng nói. Lương Ngọc Y kia có phương pháp ẩn thân rất kỳ lạ, người có đối sách hay không? Huyết dịch của Đường Kiếp vào đúng lúc này từ từ bốc cháy lên, trên mặt trở nên cực kỳ yêu dị, khà khà cười một tiếng nói. Ngày đó nàng cùng Lý Vân Tiêu chiến một trận, tuy ta không thấy, nhưng mà có nghe nói, huống hồ Lý Vân Tiêu cũng có thể thắng nàng, ta tự nhiên cũng có thể. Hắn quay đầu một chút, lộ ra vẻ khinh thường nhìn Đường Tâm, lạnh lùng nói. Đệ đệ đáng thương của ta. Nhìn đại ca ngươi cướp đoạt số một, lại trừng trị ngươi. Đường Tâm biến sắc, đang muốn phát tác, trên bả vai lập tức bị một cánh tay đè lại. Thanh âm ẩn long khàn khàn vang lên nói. Đối phó loại người như hắn, căn bản không cần chúng ta động thủ, chớ nổi giận. La Anh cùng Đường Kiếp đều khẽ cau mày. Đường Kiếp hừ lạnh không ngớt, một tiếng hét dài từ trong miệng vang lên, chấn động nhập cửu tiêu, âm thanh sắc bén mà lâu dài, khiến màng tai người ta khó chịu. Một ít vũ giả thực lực thấp kém dựa vào gần hắn càng không may, trực tiếp phá vỡ màng tai, thống khổ không ngớt. Ha ha! Một tiếng cười to vang lên, lập tức đánh gãy tiếng rít chói tai kia, cả người địch sinh hóa bay ra ngoài, ở một mặt khác của vũ đài bày xuống một đạo thủy mạc, cười hì hì nói. Đặt cược rồi, đặt cược rồi. Vũ quyết là càng sòng bạc lớn hơn thuật quyết, có hơn nửa người đến Tống Nguyệt Dương thành chính là vì tham gia đánh cược. Bắt đầu thi đấu liền ngừng thu, mau mau đặt cược. Địch sinh hóa cười to một tiếng, lập tức rất nhiều người điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt đem phong quang của Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y cướp sạch. Trên mặt Đường Kiếp một mảnh tức giận, vừa nãy hắn thét dài chính là vì phối hợp bầu không khí, tăng lên tinh thần cùng uy vọng của mình, liền bị địch sinh hóa đánh gãy, thậm chí lên sân khấu cũng không có mấy người quan tâm, tâm tư chỉ ở trên tiền đặt cược. Ha ha, xuẩn ca ca đáng thương của ta. Nỗ lực lên. Đường Tâm hiểu ý nở nụ cười, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Hừ, nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu? Đường Kiếp tức giận hừ một tiếng, bóng người lấp lóe, liền xuất hiện ở trên Thiên Cương Pháp Lang Bàn, hai tay ôm ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn Lương Ngọc Y từng bước một đi tới. Phía sau Lương Ngọc Y truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng của Tu Đan Hà. Nếu như lần này lại thua, mặt sau tỉ thí ngươi không cần tham gia. Cả người Lương Ngọc Y chấn động, nội tâm dâng lên một trận sợ hãi, nghĩ đến cái chết của đồng tu, càng là một loại tâm ý mèo khóc chuột lan tràn ở đáy lòng. Nàng tâm tư, gạt ra tạp niệm, bước ra bước chân mềm mại nhảy lên pháp bàn. Theo hai người vào chỗ, trong sân dần dần yên tĩnh lại, không ít thương hội đều lén lút vui mừng không ngớt, bọn họ tình nguyện nhìn thấy nhất chính là bảy đại thương hội đấu đá, chỉ cần vận may đầy đủ, liền có thể mò đến điểm số không tệ. Này đều là đại biểu phân phối lợi ích sau khi xong quyết kết thúc, bất kỳ một điểm, đại biểu lợi ích cũng vô cùng to lớn. Thôi bác nhìn xuống trạng thái của hai người, cao giọng nói. Chư vị an tĩnh, phía dưới trận đầu do tứ cực môn Đường Kiếp đối chiến Thiên Nhất Các Lương Ngọc Y. Theo tiếng khai chiến của hắn vang lên, phía dưới địch sinh hóa cũng cười to nói. Mua định rời tay. Có vẻ cực kỳ quái dị không hòa hài, việc trang trọng như thế trở nên không có nhân phẩm. Lương Ngọc Y, ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài, bản tọa vô cùng yêu quý. Không bằng ngươi thoát ly Thiên Nhất Các, gia nhập tứ cực môn ta đi.
bản tọa có thể ban thưởng ngươi cơ hội cùng ta song tu, chí ít cũng cho ngươi danh phận làm thiếp, đợi lát nữa thua, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Đường Kiếp bình thản nói, trong ánh mắt có một luồng ngạo khí không nói ra được, phảng phất người trong thiên hạ đều nên thần phục dưới chân hắn, hắn nhìn ai một chút, đều là vinh hạnh của người kia. Lương Ngọc Y còn chưa mở miệng, Tu Đan Hà liền không nhịn được sắc mặt khẽ biến, hướng về chỗ ngồi của tứ cực môn cả giận nói. Là anh, các ngươi là luận võ hay là so miệng lưỡi? Nếu như so miệng lưỡi, so ai ngu bức hơn, chúng ta trực tiếp chịu thua. Là anh cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cảm giác Đường Kiếp cùng những người yêu tộc kia hỗn lâu, có chút không biết trời cao đất rộng. Bỗng nhiên Đường Tâm cười to, đứng dậy hướng Tu Đan Hà bái một cái, vô cùng chân thành nói. Cần trường lão đừng nộ, ta thay xuẩn ca ca của ta hướng cần trường lão cùng mọi người xin lỗi. Loại việc tổn hại hình tượng của Đường Kiếp này, hắn là hết sức vui vẻ làm, dù cho làm mất mặt tứ cực môn cũng sẽ không tiếc. Nhưng La Anh lại nhíu mày, thở dài một tiếng không nói. Tứ cực môn huynh đệ nội đấu, nếu như không thể nhanh chóng kết cục, đối với toàn bộ môn phái mà nói là họa không phải phúc. Trong mắt Đường Kiếp xẹt qua sát khí lạnh lẽo, ánh mắt vòng qua Lương Ngọc Y, rơi vào trên người Tu Đan Hà, lạnh giọng nói. Xú thái bà, đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng hay không. Sau đó thu lại ánh mắt, ngạo nghễ nói. Bắt đầu đi, ngươi. Sắc mặt Tu Đan Hà trong nháy mắt liền tái rồi, Đường Kiếp trở thành người thứ hai sau Lý Vân Tiêu, nàng muốn ngàn đao bầm thây, lớn tiếng quát. Ngọc Y, trực tiếp phế bỏ hắn. Lương Ngọc Y giơ tay lên, nắm trong tay một thanh bảo kiếm tinh xảo, lạnh nhạt nói. Bắt đầu đi, Đường Kiếp, mấy tháng trước ngươi bất quá là vũ hoàng đỉnh cao mà thôi, ta cũng không biết ngươi có kỳ ngộ gì đột phá đến vũ tôn, nhưng mắt cao hơn đầu, không giữ mồm giữ miệng, chung quy là tối kỵ của võ giả, trưởng lão có lệnh, ta sẽ không lưu thủ. Lĩnh vực đặc thù, 1. Lương Ngọc Y hơi động, bay lên trời, bảo kiếm ở trong tay bắn ra kiếm hoa, hóa thành một hỏa cầu lớn, vù vù thiêu đốt, lâm không bổ tới. Quả cầu lửa xuất hiện, trong nháy mắt làm cho nhiệt độ của cả quảng trường trung ương đột nhiên tăng lên, phảng phất tiến vào lồng hấp, tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi lúc trước Lương Ngọc Y thua ở trong tay Lý Vân Tiêu, vì lẽ đó mọi người đối với thực lực của nàng nhất trí đều đánh giá thấp, đặc biệt những người mua Đường Kiếp thắng lợi kia, sắc mặt càng là vạn phần sốt sắng. Nghe nói Lý Vân Tiêu chiến với người rất khổ cực, cuối cùng mới thật vất vả thắng lợi. Âm thanh của Đường Kiếp ở trước hỏa cầu chậm rãi vang lên, trên khóe môi hiện ra một tia lạnh lẽo, cười gằn nói. Vì lẽ đó ta muốn dễ dàng đánh bại ngươi, như vậy liền chứng minh ta mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Hắn yêu dị cười lớn, bỗng nhiên thân thể hơi động, liền ở tại chỗ thả ra khí tức cường đại, để không gian vì đó rung động một thoáng, năm ngón tay hư nắm, lực lượng của gió từ trong lòng bàn tay hắn xoay tròn đi ra, từ từ lớn lên, hóa thành một đạo phong nhận, nhắm hỏa cầu gào thét mà tới vỗ ra. Oanh! Quanh thân Đường Kiếp phảng phất như phong lâm, thân thể ở trong gió lốc chỉ nhìn thấy vạt áo phun trào, hỏa cầu ở dưới một trường của hắn trực tiếp chém thành hai nửa, bị sức gió quanh người hắn thổi tan. Sau đó tiếng gió thổi vang lên, ở lúc mọi người còn kinh hãi, Đường Kiếp đã nghiêng người mà lên, từng đạo quyết ấn lấp lóe. Lương Ngọc Y cũng thay đổi sắc mặt. Dưới kinh hãi liền phát hiện quanh thân mình ở trong quá trình Đường Kiếp phát ấn không ngừng ngưng kết, lặng yên khóa chặt, nàng không cách nào thoát thân, trong lòng cảm giác nặng nề, trường kiếm bay lên, một vòng thái dương hỏa hồng ở trước người mở ra, tổng cộng 7 cái, quay chung quanh 4 phía thân thể xoay tròn. Mũi kiếm vẩy một cái mà lên, 7 thái dương luân phiên chuyển động, theo kiếm thế của Lương Ngọc Y bay lên, đè ép lực lượng quyết ấn, chấn động đến mức không gian của thiên cương pháp lang bàn không ngừng nổ vang. Ở trên không thiên cương pháp lang bàn hiện ra vẻ mịt mờ, chính là trận pháp phòng ngự trong trận bàn, cường độ hai người đánh nhau đã đến mức phát ra tầng phòng ngự thứ nhất. Sắc mặt Đường Kiếp đột nhiên biến, lực lượng liệt dương kia trùng kích quyết ấn màu vàng trong tay hắn, làm hắn cũng bị áp chế, hắn cắn răng nói. Quả nhiên có tài, vẻn vẹn là thất nhật kiếm quyết thì có trình độ như thế, bất quá ở dưới thiên quân ấn của ta, mạnh cũng không có tác dụng. Hắn hét lớn một tiếng. Khuôn mặt ở trong ánh kiếm có chút vặn vẹo, trong hai tay có một đạo kim ấn kết thành, bỗng nhiên ấn xuống. Ầm ầm ầm. Tư thế 7 vòng thái dương trùng thiên bị cản lại, ở trong một ấn quyết màu vàng to lớn bị oanh nát từng cái, sau khi quả cầu lửa nổ tung, tỏa ra nhiệt diễm kinh người trùng kích 4 phương 8 hướng,
cả trận bàn chính là một biển lửa cháy hừng hực. Mọi người chỉ nhìn thấy bóng người Đường Kiếp ở trong đó lấp lóe liên tục, ánh lửa soi sáng hắn có chút yêu dị, nhưng mà không gặp cái bóng của Lương Ngọc Y. Ồ, đây chính là chiêu ẩn thân của ngươi sao? Đường Kiếp đặt mình trong biển lửa, nhưng bình yên tự nhiên, sắc mặt hiện ra một tia châm biếm nói. Nếu như lần thứ nhất triển khai ra, có thể giết người trở tay không kịp. Đáng tiếc a, sau khi ngươi cùng Lý Vân Tiêu chiến một trận, tất cả mọi người đều nghiên cứu phá giải không gian thuật của ngươi như thế nào. Hắn lấy ra một huyền khí hình chữ nhật màu bích lục, phía trên hiện ra từng cái lỗ nhỏ, là một nhạc khí. Cái huyễn hải kèn này là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Đường Kiếp cười lạnh, đem kèn đặt ở bên miệng, thổi nhẹ lên, từng tiếng ô ô ở trên pháp bàn vang lên, dĩ nhiên hóa thành lực lượng sóng âm hữu hình nhộn nhạo lên, người phía dưới cũng xem rõ rõ ràng ràng. La Anh kinh ngạc nói. Thiên cương pháp bàn quả nhiên kỳ dị, thậm chí ngay cả sóng âm công kích cũng có thể chặn lại, đồng thời hiển hóa ra hình ảnh hữu hình để mọi người quan sát. Thôi bác cũng khen. Lần thứ nhất nhìn thấy có người ở trên triển khai sóng âm công kích, dị tượng bực này ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, xác thực vui tai vui mắt. Hiện tại duy nhất không cảm thấy vui tai vui mắt, đồng thời tâm thần giận dữ đó là Tu Đan Hà, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mười ngón đều muốn kháp vào trong thịt. Nguyên bản hư không diệu pháp của Lương Ngọc Y cực kỳ thần dị, đủ để làm lá bài tẩy chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, ngay cả nàng lần thứ nhất nhìn thấy, ngoại trừ dùng cửu thiên đế khí chấn áp một vùng không gian ra, suy tư một lúc lâu cũng không cách nào phá giải, không nghĩ tới bị Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt liền tìm đến phương pháp phá giải, hiện tại làm cho mọi người đều biết. Lý Vân Tiêu, không giết ngươi, thực khó tiêu đại hận trong lòng ta. Tu Đan Hà đem chuyện này đổ lên đầu Lý Vân Tiêu. Ngược lại cũng không còn quan trọng, thêm hay bớt một chuyện đều là đại thù không chết không thôi. Ô ô ô, sóng âm kỳ dị của Đường Kiếp ở trên pháp bàn không ngừng thổi lên, toàn bộ không gian trong trận bàn đều là lực lượng sóng âm chấn động, không có bất luận khe hở, sau khi bảy thái dương phá nát, còn lại đại hỏa cũng ở dưới sóng âm dần dần tán đi. Chỉ bất quá lông mày Đường Kiếp dần dần cao lên, bởi vì thời gian chậm chậm trôi qua, hắn cũng không có thấy bóng người của Lương Ngọc Y xuất hiện. Thậm chí trong không gian, căn bản là không có cách nào bắt được tiết điểm không gian nàng ẩn giấu. Chuyện gì xảy ra? Ở ngoài trang, lần thứ nhất là anh giật mình đứng dậy, chính là hắn nghĩ ra phương pháp này, để Đường Kiếp ở thời điểm gặp gỡ Lương Ngọc Y có thể dùng. Bằng không gian thuật kia ngoại trừ cửu thiên đế khí có thể chấn áp tất cả ra, hắn hao hết đầu óc cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Tu Đan Hà cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày đó tình cảnh Lý Vân Tiêu triển khai tiếng chuông dễ dàng để Lương Ngọc Y hiện thân cho mọi người kích động quá sâu, vì lẽ đó thời điểm huyễn hải kèn của Đường Kiếp xuất hiện, người thấy qua tỉ thí đều cho rằng Lương Ngọc Y xong đời, nhưng lâu như vậy vẫn không có phản ứng. Ha ha, ta hiểu được, lần này Đường Kiếp có phiền phức. Đột nhiên Tiền Vô Địch cười to, trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ nhìn thấy mấu chốt của vấn đề. Ồ, là chuyện gì xảy ra? Trương Sùng có chút không tin. Nghi hoặc nhìn Tiền Vô Địch. Tiền Vô Địch ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi cười nói. Rất đơn giản, sở dĩ không có hiệu quả, rõ ràng là bởi vì năng lượng không đủ a. Chiếc cổ chung kia của Lý Vân Tiêu ta biết lai lịch, 100% là đồ vật cấp 9, hơn nữa không phải cấp 9 bình thường. Cái phá kèn của Đường Kiếp, có cấp 8 liền cao nhất. Mà hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đây? Thì ra là như vậy. Tu Đan Hà đại hỉ, cười như điên nói. Ha ha, chỉ cần không gian thuật này không phá ra được, Đường Kiếp chờ chết đi. Lĩnh vực đặc thù, 2. Tiền Vô Địch nói để tất cả mọi người sững sờ, xác thực là có chuyện như vậy a, không có tác dụng khẳng định chính là không đủ năng lượng. Chỉ là tư duy của bọn hắn bị hạn chế, cảm thấy sóng âm là được, không nghĩ tới đạo lý đơn giản như vậy. Sắc mặt La Anh trở nên khó coi, ngược lại. Đường Tâm ngược lại là thở dài một hơi, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Xé. Tựa hồ vì xác minh Tiền Vô Địch nói, không trung đột nhiên hiện ra một vết chém, Đường Kiếp một lòng một dạ thổi cầm, bị chém trở tay không kịp, tuy rằng né qua, nhưng trên áo choàng vẽ ra một vết thương, vỡ thành hai mảnh, trên người cũng bị chém ra một vết máu. Sắc mặt Đường Kiếp đột nhiên biến, trở nên âm trầm, đã biết cầm này vô dụng, trong cơn giận dữ đột nhiên ném xuống đất, một cước đá bay. Không ít người xem ở phía dưới đều là đau lòng không ngớt, vậy cũng là huyền khí cấp 8A,
không phải là mỗi thương hội đều dầu nứt đố đổ vách như bảy đại thương hội. Đánh không lại liền ném binh khí, không phải nam nhân. Âm thanh của Lương Ngọc Y ở trên không trung vang lên, chỉ bất quá địa phương mỗi một chữ truyền đến đều không giống nhau, Đường Kiếp nín thở ngưng thần, theo thanh âm kia đánh về phía mấy phương hướng, đều là thất bại, lần này sắc mặt hắn đúng là rất khó coi. Không chỉ là Đường Kiếp, hết thảy võ giả chờ dự thi phía dưới, sắc mặt đều nghiêm nghị, bọn họ cũng đều chuẩn bị huyền khí âm luật, bây giờ xem ra là không có dùng, đợi lát nữa nếu bọn họ gặp gỡ Lương Ngọc Y, này còn làm sao chiến. Ngay cả Lệ Phi Vũ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, loại bí pháp này thực có chút biến thái. Nam nhân, Đường Kiếp khà khà cười một tiếng nói. Có gan liền hiện thân ra, để bản tôn cho ngươi nếm thử cái gì là nam nhân. Vô liêm sỉ, Lương Ngọc Y nổi giận quát khẽ một tiếng, không trung đột nhiên hiện ra một quả cầu lửa, như lửa giận trong nội tâm của nàng hóa hình mà ra. Con ngươi của Đường Kiếp đột nhiên áp xúc, lập tức một ánh đao ra khỏi vỏ. Hầu như là cùng hỏa cầu kia đồng thời xuất hiện, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chém lên, hô một tiếng liền chém hỏa cầu kia thành hai nửa, nhưng vẫn như cũ rơi vào khoảng không. Đây cơ hồ là tốc độ nhanh nhất của hắn, lần này sắc mặt hắn càng là vạn phần khó coi. Thập nhật cùng thiên, ngay khi Đường Kiếp muốn điên, thanh âm lạnh như băng ở phía sau vang lên, bóng người của Lương Ngọc Y ở trên không trung hiện lên, lóe lên liền biến mất, hư thực bất định, nhưng ở trong nháy mắt đó. 10 cái hỏa cầu thật lớn hình thành, ở trong thiên cương pháp lang bàn như thiên luân. Lương Ngọc Y hiện ra thực thể, đạp ở giữa 10 thái dương, kiếm thế trong tay nhẹ nhàng rung động, tỏa ra khí tức hừng hực, rút dây động rừng, nàng lạnh lùng nhìn Đường Kiếp một chút, kiếm thế chỉ tới quát. Đi! Cả người hóa thành một ánh kiếm, kẹp ở trong thập nhật, gào thét mà xuống, trên pháp bàn đột nhiên nổi lên mấy đạo ánh sáng, lực lượng phòng ngự lần thứ hai tăng cường. Sắc mặt Đường Kiếp âm trầm không ngớt, trên người ầm một tiếng vang trầm thấp, bắp thịt bắt đầu từng khối phồng lên, thân hình lập tức biến thành tráng hán bắp thịt, thân cao tựa hồ cũng gia tăng mấy phần. Người quan khán trong trung ương quảng trường đều là mí mắt giật lên, lập tức nhận ra đây là một loại luyện thể thuật. Người tu luyện thể thuật không ít, nhưng có thể luyện tới đại thành, cùng vũ tôn cấp cường giả chiến đấu đó là ít lại càng ít, vì lẽ đó mọi người đối với Đường Kiếp biến hóa đều cảm thấy hết sức hứng thú. Đặc biệt Đường Tâm, hai con mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chưa bao giờ nháy một thoáng. Lúc này mới phải, đông trốn tây nấp tính là cái gì? Sau khi thân thể Đường Kiếp biến đổi, khí thế cả người cũng xảy ra thay đổi cực lớn, tựa hồ thân thể tiến hành một loại yêu hóa nào đó, khí trực yêu dị kia thẩm thấu 10 đạo liệt dương, để cho Lương Ngọc Y ở bên trong cảm giác không khỏe. Chu tước đao của Đường Kiếp bị Hắc Liên Thiếu Hoàng lấy đi, giờ khắc này trong tay là một thanh đao màu đỏ khát máu. Tuy rằng không bằng Chu Tước đao, nhưng lại nhiều hơn mấy phần yêu dị, giờ khắc này nằm ngang ở trước ngực, một khe hở không gian hiện lên, bỗng nhiên đánh chém mà đi, quát lên. Thập tự đại hư không chạm. Hai đạo kiếm khí ánh đao ở trên không trung gặp gỡ, 10 liệt dương khủng bố cùng hư không chạm kích, bỗng nhiên va chạm vào nhau, hai cỗ sức mạnh ăn mòn lẫn nhau, gây nên gợn sóng to lớn, dư âm lực lượng trong phút chốc liền đem thân ảnh của hai người cuốn vào. Trong nháy mắt Lương Ngọc Y bị dư âm lực lượng nuốt chửng, thân thể liền dần dần biến mất, ẩn trốn đi. Trong con người Đường Kiếp tuôn ra vẻ tàn khốc, nội tâm nén giận, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian cân nhắc, năng lượng dư âm khổng lồ từng đạo rung động hạ xuống, trực tiếp oanh lên thân thể hắn, tầng tầng phá nát, lực lượng thập nhật một đạo mạnh hơn một đạo, chấn động đến hắn ở trong đó kêu thảm thiết không ngớt. Ở ngoài pháp bàn, tất cả mọi người đều xem trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trong sân hỏa diễm ngập trời, chỉ cảm thấy một mảnh sợ run tim mất mật, cả người rét run. Lương Ngọc Y, người tiện nhân này, có bản lĩnh liền đi ra quyết một trận tử chiến, đánh một thoáng trốn một thoáng tính là bản lĩnh gì? Đường Kiếp ở bên trong bị thiêu phát điên, tuy rằng thân thể của hắn cường hóa hết sức lợi hại, nhưng tu vi so với Lương Ngọc Y vẫn có chênh lệch rất lớn, qua một chiêu này, cả người bị hủy gần đủ rồi. Sau khi hỏa diễm tản ra, một bóng người toàn thân cháy đen ở phía trên phát điên. Ở ngoài pháp bàn, ngoại trừ Tu Đan Hà cười không ngậm miệng, người còn lại đều là sắc mặt trắng bệch, gặp gỡ loại bí pháp này, còn đánh như thế nào, 10 lần 10 bại a. Thôi bác cũng có chút đổ mồ hôi lạnh nói. Loại bí pháp này, rất giống như là hư không thuật của vị đại nhân kia. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi, nhìn Tu Đan Hà nói. Chẳng lẽ Lương Ngọc Y này là đệ tử của vị đại nhân kia?
Trong lòng tất cả mọi người rung mạnh, từng cái lộ ra vẻ khủng hoảng. Tu Đan Hà rất hưởng thụ thần sắc kinh khủng của mọi người, cười không ngậm miệng nói. Ta đây liền không rõ ràng lắm, có thể là vậy cũng khó nói, ha ha ha. Lời này của nàng cố ý nói ba phải cái nào cũng được, khiến người ta phiền muộn đến cực điểm. Thôi bác cười khổ nói. Dù không phải đệ tử của hư không vũ đế đại nhân, chiêu bí pháp này của Lương Ngọc Y cũng có thể nói nhất tuyệt, hầu như là dưới vũ đế vô địch. Hư, cái gì hư không thuật, bất quá là một loại lĩnh vực đặc thù mà thôi. Tuyên Ngọc Đường vẫn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, để tất cả mọi người sững sờ, thôi bác kinh ngạc nói. Đặc thù lĩnh vực, Tuyên Ngọc Đường bình thường hiếm thấy nói chuyện, giờ khắc này lại không chê nói nhiều, giải thích. Một cơ hội, một, bát hoang cảnh có thể mô phỏng thiên địa quy tắc, sử dụng tới lĩnh vực, là ý trong lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn, vì vậy đem bát hoang cảnh cường giả xưng là vũ tôn. Đại đa số vũ tôn triển khai ra lĩnh vực, chính là trấn áp một phương, duy ngã độc tôn. Mà có mấy người lực lượng lĩnh vực biến dị, có thể hình thành đủ loại hiệu quả đặc biệt. Loại bí pháp ẩn nấp của Lương Ngọc Y, cũng chỉ là một loại lĩnh vực biến dị mà thôi, cùng hư không vũ đế chắc khinh phàm hoàn toàn không có quan hệ. Thì ra là như vậy. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, vẻ sợ hãi trên mặt dần biến mất. Lĩnh vực nói cho cùng vẫn là lĩnh vực, chỉ là mô phỏng thiên địa quy tắc mà thôi, cùng cửu thiên vũ đế trực tiếp cô đọng quy tắc căn bản không thể đánh đồng. Nụ cười trên mặt Tu Đan Hà biến mất. Tựa hồ Tuyên Ngọc Đường nói làm cho nàng cực kỳ không thoải mái, hừ lạnh nói. Coi như là lĩnh vực biến dị thì lại làm sao? Thử hỏi dưới vũ đế ai có thể địch? Thiết, ai có thể địch? Ngươi quên mấy ngày trước cùng Lý Vân Tiêu chiến một trận sao? Đường Tâm xem thường hừ lạnh nói, tuy rằng đường kiếp mất mặt là hắn vui nhìn thấy, nhưng hắn mất mặt đối với tứ cực môn cũng không vui, hiện tại dáng vẻ của đối thủ ở trong pháp bàn bị đốt cháy phát cuồng, đã để hắn cảm thấy rất mất mặt. Vì vậy không nhịn được châm chọc. Tu Đan Hà vừa nghe đến danh tự Lý Vân Tiêu này, sắc mặt liền lập tức chìm xuống, nổi trận lôi đình, hận không thể ăn thịt uống máu đối phương. Nàng liếc mắt nhìn tới, trên Thiên Nguyên Thương Hội vẫn như cũ là thiếu một người, Đinh Linh Nhi dại ra ngồi ở chỗ đó, đối với bọn họ nói chuyện chẳng quan tâm, đầy bụng tâm tư. Hắc Liên Thiếu Hoàng nhìn dáng dấp của Đinh Linh Nhi, liên tục thở dài nói. Chẳng lẽ Vân Thiếu thật sự muốn bỏ qua Vũ Quyết? Đáng tiếc ta lớn tuổi một chút, nếu không ta đi tới, nghiền ép chết toàn bộ bọn họ. Ta đi gọi Vân Thiếu, nhìn hiện tại tình huống của hắn thế nào. Không nên. Hỗn trướng. Hai âm thanh đồng thời vang lên, người trước chính là Đinh Linh Nhi, người sau là Mạc Tiểu Xuyên. Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Bất cứ chuyện gì Vân Thiếu đều có chừng mực, cần ngươi vẽ rắn thêm chân sao. Nếu như hắn muốn tới tự nhiên sẽ đến, không đến ngươi gọi cũng không được. Còn có, thời điểm ngươi đồng tuổi với bọn tiểu bối này, đi tới chỉ có phần bị bọn họ đánh chết. Hắc Liên Thiếu Hoàng trợn con ngươi, tựa hồ không phục, hừ một tiếng liền không tiếp tục để ý Mạc Tiểu Xuyên. Giờ khắc này đường kiếp ở trong pháp bàn triệt để phát điên, bất luận hắn nhục mạ khó nghe làm sao, ngay cả nam nhân dưới đài nghe cũng cau mày, nhưng Lương Ngọc Y là dù như thế nào cũng không ra. Ngươi cái tiện tì này, phá hài, nát bức, tao phụ. Từng âm thanh khó nghe mắng ra, càng mắng càng nghiện, càng mắng càng đắc ý, tất cả mọi người đều chảy mồ hôi ròng ròng, xưa nay bọn họ không biết nguyên lai đường kiếp có năng khiếu như thế, hơn nữa những nội dung kia ngay cả nam nhân cũng không chịu nổi, từng cái nghe mà chán nổi gân xanh, hận không thể tự mình đi tới đập chết hắn. Tiện miệng, muốn chết. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lương Ngọc Y truyền đến, rốt cục khó có thể chịu đựng, 10 cái thái dương từ trong hư không bay lên. Nàng lần thứ hai hiện ra thực thể, Lâm không đứng ở bên trong 10 thái dương, nổi giận phi tập xuống, giọng căm hận nói. Lần này nhất định phải đem ngươi triệt để đốt thành cho bụi, đem sú miệng của ngươi cũng đốt thành cho. Đường kiếp ngẩng đầu lên, nhìn 10 thái dương từng cái đánh hạ, tiếng mắng trong miệng đột nhiên ngừng lại, đứng ở đó không né không tránh. Làm sao, lẽ nào tiểu tử kia bị choáng sao? Hừ, ngu xuẩn chỉ biết cãi nhau. Tu Đan Hà một mặt xem thường, cao giọng nói. Trực tiếp giết hắn, không cần lưu tình. La Anh biến sắc, hiện ra một tia tức giận. Đường kiếp nói thế nào cũng là tứ cực môn công tử, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, lão thái bà này dĩ nhiên coi mình như không có gì như vậy. Nhưng quy tắc thi đấu trừ khi tự mình chịu thua,
bằng không chỉ có thể lấy một phương mất đi sức chiến đấu làm căn cứ phán đoán. Sắc mặt Thôi Bác cũng nghiêm nghị lên, dưới đòn đánh này nếu như chúng đường kiếp, vậy hắn nhất định không cách nào tái chiến, hắn sẽ trước tiên đi tới ngăn Lương Ngọc Y hạ sát thủ, bằng không liên lụy ra hậu hoạn thực sự quá to lớn. Đường kiếp hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nhẹ giọng nói. Nữ nhân chính là ngu xuẩn a, bất quá mắng vài câu liền hiện hình đi ra, tuy rằng thắng không vẻ vang, nhưng chỉ cần thắng, liền được rồi. Bỗng nhiên Lương Ngọc Y cảm thấy một luồng ý nghĩ không tốt dâng lên trái tim, nhưng nghĩ tới 10 thái dương ở quanh người, nàng sức lực 10 phần, hừ nói. Nói nhăng gì đó, người đứng ở đó không nhúc nhích, hiện tại cho dù chống đối cũng không kịp, lập tức liền phải chết ở dưới chiêu này của ta, còn nói năng bậy bạ. Tuyên Ngọc Đường đột nhiên mở miệng nói. Đến, cái gì đến? Thời điểm Nhâm Quang Nhiễm nhìn căng thẳng, nghe hắn không hiểu ra sao nói một câu như thế, có chút không tìm được manh mối. Khuôn mặt Đường Kiếp lộ ra vẻ ngoan lệ, gằn từng chữ nói. Nếu không mở ra toàn thân, không né không tránh, ngươi sẽ mạo hiểm tiến vào quanh thân ta trong vòng 3 trượng sao? Trong vòng 3 trượng, Lương Ngọc Y bỗng nhiên cả kinh, lập tức rõ ràng suy nghĩ trong lòng Đường Kiếp, nàng triển khai ra lĩnh vực biến dị cũng cần thời gian, cũng không phải trong nháy mắt liền làm. 3 trượng chính là khoảng cách mà Đường Kiếp tính toán ra mình chắc chắn có thể thương tổn được Lương Ngọc Y. Nói nhăng gì đó, 10 thái dương của ta ở trong vòng 3 trượng của ngươi, ngươi muốn bất tử cũng khó, còn nằm mơ muốn phản kích ta. Trên mặt Lương Ngọc Y hiện ra nghiêm nghị cùng giận dữ, trong tay càng là đem hết toàn lực vận vào trong bảo kiếm, 10 thái dương tựa hồ trở nên càng thêm hỏa hồng. Ầm. Trên người Đường Kiếp vang lên tiếng trầm mặc, dường như trái tim nhảy lên. Yêu khí cường đại từ trong cơ thể lao ra, gào thét nói. Có chết hay không không phải do ngươi định đoạt, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cơ hội duy nhất ta thắng ngươi. Xé. Toàn bộ y phục trên người hắn bị nguyên khí đánh văng ra, bay vào không trung liền bị 10 thái dương chi hỏa thiêu tận, lộ ra thân thể khủng bố, yêu hóa hoàn toàn không có hình người, gào thét một tiếng liền nhảy vào trong 10 thái dương. Ầm ầm ầm. 10 cái hỏa cầu khổng lồ ở trong pháp bàn lần thứ 2 luân phiên nổ tung, bóng người của Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y toàn bộ lâm vào, lực lượng trùng kích cực lớn tán đi 4 phía. Nhâm Quang Nhiễm cuối cùng đã rõ ràng Tuyên Ngọc Đường nói đến là có ý gì, hắn mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, liếm môi, khó nhọc nói. Đường Kiếp sẽ chết sao? Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ 10 thái dương, để đổi một cơ hội công kích đối thủ, quá điên cuồng. Trên mặt Lệ Phi Vũ cũng là một mảnh nghiêm nghị nói. Đường Kiếp nhìn qua muốn thông minh hơn nhiều a, chỉ là như vậy thật sự đáng giá không? Một cơ hội, hai. Tuyên Ngọc Đường từ tốn nói. Này không phải có đáng giá hay không, mà là hắn chỉ có một cơ hội này, mà cơ hội này vẫn là hắn không biết xấu hổ chửi ầm lên đổi lấy. Bằng không, một hồi quyết chiến kia nhiều nhất là thế hòa. Nghe mấy người Vạn Bảo Lâu nói, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ánh mắt nhìn trong pháp bàn không dám nháy, chỉ lo bỏ qua bất luận chi tiết nhỏ nào. Đường Tâm cũng thay đổi sắc mặt, nội tâm sóng to gió lớn so với bất luận người nào còn mạnh hơn, hắn phát hiện hắn có chút đánh giá thấp thực lực và năng lực của Đường Kiếp, này đủ để mang đến hậu quả tính chất hủy diệt cho hắn. Trên pháp bàn hỏa diễm dần dần tan hết, một màn sợ hãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này dáng dấp Đường Kiếp hoàn toàn trở thành một tên yêu tộc, trên mặt tất cả đều là vảy. Trên lưng còn duỗi ra vài nhục cần thô to, dài mấy mét, đang không ngừng di động, năm ngón tay sắc bén trực tiếp xen vào vai Lương Ngọc Y, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ nửa người Lương Ngọc Y. Từ xa nhìn lại, toàn thân Đường Kiếp đen kịt, dường như yêu tộc nướng chín, ngay cả dòng máu chảy ra cũng triệt để ngưng kết ở trên người thành khối, mà Lương Ngọc Y là dáng dấp sạch sẽ đáng thương, bị năm ngón tay của Đường Kiếp xen vào vai, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Hắn không chết. Không ít người đều khó có thể tin, vừa nãy dưới một đòn, vẻn vẹn là dựa vào thân thể liền có thể gánh vác sao. Đây là thân thể nghịch thiên thế nào a? Đặc biệt những người dự thi kia, trong con người từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ, hai người này bất luận mình gặp gỡ cái nào, đều là phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa hai người này còn không phải là đứng đầu đoạt quan, nếu như ba người đứng đầu đoạt quan kia. Không ít thương hội dự thi từng cái bốc lên mồ hôi lạnh. Trước kia trong lòng còn ôm đầu cơ trục lợi, nhìn có thể hỗn cái thứ tự tốt hay không, thấp nhất cũng luận bàn một thoáng, biết mình và bảy đại thương hội trong lúc đó chênh lệch,
bây giờ nhìn lại luận bàn cái rắm a, người ta thả một đại chiêu liền giết ngươi. Ha, ha, nắm lấy ngươi. Thanh âm cổ quái từ trong cổ họng Đường Kiếp phát sinh, vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ há mồm cười to. Vèo vèo vèo. Đột nhiên âm thanh liên tiếp vang lên, hơn 10 nhục cần ở sau lưng Đường Kiếp đột nhiên xen vào trong cơ thể Lương Ngọc Y, xuyến nàng lâm không, máu tươi dọc theo nhục cần chảy ra, rơi trên mặt đất. Thế nào, ta tu luyện yêu lực không tệ chứ? Đây là lực lượng một quyền cuối cùng của ta, toàn bộ đánh vào trong cơ thể ngươi, phá tan kinh mạch của ngươi, hiện tại ngươi đã không có nửa phần khí lực. Thân thể Đường Kiếp vẫn như cũ cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, sức mạnh 10 thái dương triệt để phá hỏng cơ năng của thân thể hắn, giờ khắc này chỉ còn lại những nhục cần sau lưng còn có thể tùy ý vung lên. Lương Ngọc Y thống khổ giơ tay lên, bảo kiếm vẫn còn, bỗng nhiên chém xuống. Vèo! Lại là một cái nhục cần phá không mà đi, trực tiếp đánh rơi kiếm trong tay nàng xuống, đâm vào bên trong cánh tay của nàng. A! À, rốt cục Lương Ngọc Y không nhịn đau được kêu thảm một tiếng, cả người hoàn toàn không còn sức phản kháng, bị hơn 10 cái nhục cần đâm trên không trung, không ngừng có máu chảy xuống. Thôi bác hơi nhướng mày, quát lên. Tỷ thí kết thúc. Đường Kiếp ở trên pháp bàn chẳng quan tâm, vẫn như cũ dùng nhục cần chống lấy Lương Ngọc Y, tựa hồ muốn nàng chảy hết máu tươi mà chết. Tu Đan Hà cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nếu như Lương Ngọc Y chết rồi, chiến đấu mặt sau chỉ có thể phái những người khác lên sân khấu, kết quả kia liền mơ hồ, không cẩn thận trực tiếp từ trong bảy đại thương hội xóa tên đi ra ngoài cũng không phải không thể nào, vậy mình trở về còn không bị các chủ lột ra mới lạ. Tuy rằng lúc này Lương Ngọc Y không còn sức phản kháng, nhưng nghe Đường Kiếp nói bất quá là kinh mạch đứt đoạn, này đối với vũ giả bọn hắn mà nói cũng không phải trọng yếu gì, chỉ cần có đan dược tốt, lập tức có thể chiến đấu. Lúc này Tu Đan Hà cả giận nói. Chúng ta đã thua, vì sao còn không ngừng tay, hắn muốn giết người sao? Thôi bác hơi nhướng mày, trong tay đánh ra một cái ấn ký phức tạp, bay vào trong pháp bàn, cả người lập tức bay vào, rơi vào bên cạnh người Đường Kiếp, nhất thời thay đổi sắc mặt. Không xong, bọn họ đều triệt để hôn mê. Thôi bác vội vàng đánh vào trong cơ thể hai người vài đạo pháp quyết trị liệu, sau đó lâm không khẽ vồ, rút ra hơn 10 nhục cần của Đường Kiếp. Hai bóng người lập tức xông lên, Tu Đan Hà tiếp được Lương Ngọc Y, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản Lương Ngọc Y thua nàng là muốn phát hỏa, nhưng hiện tại người trọng thương, muốn phát hỏa cũng không có cách nào. Sau khi nhục cần của Đường Kiếp bị nhổ ra ngoài, bỗng nhiên mở hai mắt, thân thể cấp tốc khôi phục lại nhân thân, không đứng thẳng được liên tục thối lui, là anh xuất thủ đỡ lấy. Thôi bác nhìn máu tươi đầy đất, đột nhiên hơi nhướng mày nói. Vừa nãy nhục cần này là đang hấp thu sức mạnh cùng sinh cơ của đối phương. Lời vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi, hơi quá tà ác đi, nghe vào liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đường Kiếp khí tức yếu ớt, nhưng vẫn như cũ nhếch miệng cười nói. Làm sao, không phải rất cường đại sao? Thôi bác cau mày không nói, phất phất tay, để cho hai người dẫn đệ tử xuống nói. Ván đầu tiên Đường Kiếp thắng, đạt được một điểm, Thiên Nhất Các khấu trừ một điểm. Phía dưới ván thứ hai do Kim Tiền Bang Tiền Vô Địch đối chiến Kim Long Thương Hội Thái Hồng. Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y xuống đài, La Anh cùng Tu Đan Hà liền bắt đầu gióng trống khua chiên cứu trị hai người. Theo Tiền Vô Địch cùng Thái Hồng từng cái lên đài, mọi người mới dần dần từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đệ tử thương hội dự thi còn lại là vừa mừng vừa sợ, kinh sợ là sức mạnh của bảy đại thương hội dĩ nhiên cường đại như thế, hoàn toàn không có phần bọn họ chen chân. Vui chính là Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y thương thành như vậy, cho dù có thuốc hay, sợ nhất thời cũng khó có thể khôi phục. Địch Sinh Hóa nói, ván này không cá cược, không hồi hộp. Tất cả mọi người bất đắc dĩ cười khổ, xác thực không có gì hồi hộp. Thái Hồng là một người trẻ tuổi thực lực chỉ có thất tinh vũ hoàng, hắn cười khổ nói. Tiền công tử, hy vọng có thể hạ thủ lưu tình, chỉ điểm cho ta một chút. Hắn nói vô cùng lễ phép. Thuần túy là ôm thái độ có thể học tập lên tràng, hoàn toàn không hy vọng thắng. Tiền Vô Địch hai tay ôm quyền, lạnh lùng nói. Ta không có nghĩa vụ dạy dỗ phế vật như ngươi, hoặc là tự mình chịu thua lui xuống, hoặc là làm tốt chuẩn bị bị ta đánh chết, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Hồng sững sờ, xanh cả mặt, đứng ở phía trên có chút không biết làm sao, ở mình trong thương hội cũng là thiên chi kiêu tử, chịu đến xem thường như vậy cũng có chút phẫn nộ. Đánh cũng không phải, chịu thua cũng không phải. Phô trương. Ai, thôi đại nhân,
chúng ta chịu thua. Kim Long Thương hội hội trưởng tự mình ra mặt, bất đắc dĩ không ngớt. Mặc dù lời nói của Tiền Vô Địch làm người tức giận, nhưng là sự thực, hơn nữa một khi hắn thật sự không lưu thủ, sợ là kết cục của Thái Hồng so với Lương Ngọc Y còn muốn thảm, phỏng chừng nhất chiêu liền xong. Thôi bác gật đầu nói. Biết khó mà lui, không có gì không tốt, cái này cũng là biểu hiện của trí giả. Nếu như biết rõ không địch lại, vì đánh cược một hơi mà mạnh mẽ xuất thủ, trái lại thành ngu xuẩn. Thái Hồng cảm kích nhìn Thôi bác một chút, liền thi lễ từ trên pháp bàn bay xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, còn có quyết tâm kiên định. Thôi bác bay lên đài, tiếp tục chủ trì. Trong Thiên Nguyên Thương hội, Hắc Liên Thiếu Hoàng có chút ngồi không yên, không ngừng than thở nói. Vân Thiếu thật không đến sao? Mạc Tiểu Xuyên trầm giọng nói. Ngươi không thể câm miệng sao? Lại thở dài ta một trưởng vỗ chết ngươi. Đao Kiếm Tông ở trước chúng ta so đấu cũng không xuất hiện, Vân Thiếu muốn nghỉ ngơi nhiều không được sao? Lạc Vân Thường bỗng nhiên đứng dậy nói. Ta đi gọi hắn. Tỷ tỷ không nên. Đinh Linh Nhi cấp thiết hô, kéo Lạc Vân Thường lại, cầu xin lắc lắc đầu. Giờ khắc này nàng cần nhất không phải Thương Minh thắng lợi, mà là Lý Vân Tiêu tín nhiệm nàng, so với bất kỳ lợi ích đều trọng yếu. Được rồi, chúng ta tiếp tục chờ, ta vẫn tin tưởng hắn. Lạc Vân Thường thở dài an ủi, nhưng nội tâm một chút tin tưởng cũng không có, ánh mắt nhìn tới vị trí của Thiên Nguyên Thương hội, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Tiếp theo mấy cuộc tỉ thí đều đần độn vô vị, có hai tên nhất tinh vũ tôn đúng là đánh ra chút đốm lửa, biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Nhưng Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y chiến một trận, đã thâm nhập lòng người, so sánh với nhau quả thật không đáng giá nhắc tới. Phía dưới trận thứ 5, do Mạn Đa Thương hội Trần Phong đánh với Thâm Lam Thương hội Lương Cát. Âm thanh của Thôi bác ở trên quảng trường vang lên, toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào chỗ ngồi của Mạn Đa Thương hội. Lương Cát căng thẳng đi lên Thiên Cương Pháp Lang bàn, hai tay đều là mồ hôi lạnh, nếu như Trần Phong vắng chỗ, hắn liền có thể kiếm một điểm, hơn nữa nhìn tình hình này không tới khả năng rất lớn, trong lòng ức chế không được kích động. Ánh mắt Thôi bác nhìn xuống nói. Quyền trưởng lão, các ngươi thay đổi người hay là bỏ quyền? Trên mặt quyền dân cũng là vẻ lo lắng, đột nhiên trong mắt sáng ngời, hưng phấn kêu lên. Tới. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chân trời quả nhiên nhanh chóng bay đến một ánh hào quang, bên trong là cố kiệu nạm vàng khỏa ngọc, bốn phía cố kiệu phân đứng bốn tên mỹ nhân tuyệt sắc, hình thái bất nhất, mỗi người có quyến rũ, khiến người ta nhìn mà tinh trùng lên não, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngoại trừ bốn tên mỹ nữ ra, bên trái cố kiệu còn có Thủy Lạc Yên cùng Tiêu Cảnh Minh cũng đi tới, chỉ bất quá sắc mặt của hai người đều không dễ nhìn. Ở bên phải cố kiệu là Đao Kiếm Tông trưởng lão Chu Khả Đính, cùng vài tên vũ đế cường giả tùy tùng. Cố kiệu lấy uy thế kinh người từ thiên không lao xuống, vài tên cường giả trên người có khí tức bá đạo, mỹ nhân tuyệt sắc quyến rũ, làm mỗi người huyết mạch căng phồng, thân thể lập tức nóng lên. Oanh! Cố kiệu rơi trên đất. Chấn động lên bụi bặm nhẹ nhàng, một đạo dư âm khuếch tán ra, đem một ít vũ giả thực lực thấp kém thổi tan. Thật không tiện, tới chậm. Chu Khả Đính mặt mang mỉm cười, kha kha một tiếng, ánh mắt quét nhìn chung quanh, lộ ra một bộ cao cao tại thượng. Một phen động tác lớn này, bọn họ liền bị Thương Minh căm thù, ánh mắt của mọi người đều không quen. Thôi bác Từ Tốn nói. Nhớ mang máng 20 năm trước cùng Chu trưởng lão từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới 20 năm sau gặp lại, đã là thân gia. Ha ha! Thôi bác trêu chọc trào phúng, lập tức đưa tới mọi người cười vang, không có chỗ nào mà không phải là vẻ châm chọc. Trên mặt quyền dân một mảnh đỏ chót, chỉ cảm thấy vạn phần nổi giận, nhưng động tác này của Mạn Đa Thương hội xác thực để người Thương Minh phản cảm, trở thành bia ngắm của mọi người cũng là trong dự liệu. Ánh mắt Chu Khả Đính lạnh lẽo, hừ nói. Cường giả chỉ có thể cùng người càng mạnh hơn liên thủ. Người yếu chỉ có thể không ngừng suy nhược, trên đại lục này nguyên bản chính là thế giới cường giả, chư vị cảm thấy rất buồn cười sao? Bên trong lời này của hắn mang theo hàn ý cùng sát khí, để những người cười to kia toàn bộ ngậm miệng, cả người lập tức rét run, trong lòng bay lên sợ hãi, dĩ nhiên không còn dám cười. Hai con mắt Thôi bác híp lại, lạnh nhạt nói. Buồn cười không phải thế giới này, mà là một ít người, một số sự tình trên đại lục này mà thôi. Chu Khả Đính không tỏ rõ ý kiến, không muốn cùng mọi người tranh chấp, chỉ là hừ lạnh nói. Không cần nói nhiều, muốn so liền bắt đầu đi. Thôi bác gật đầu nói.
vậy mời Trần Phong công tử lên sân khấu đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên kiệu nhỏ, muốn chứng kiến hình dáng của hắn. Ta chịu thua. Lương Cát ở trên pháp bàn run cầm cập nói, đối phương vẻn vẹn là loại trận thế kia liền để hắn không rét mà run, nơi nào còn sinh nửa phần chiến ý. Xem kiệu bị một bàn tay xốc lên một nửa, liền như vậy đình ở giữa không trung, sau đó chậm rãi thả xuống, một thanh âm lạnh như băng truyền ra nói. Rác rưởi, lãng phí thời gian của bản công tử, tỷ thí nhất định phải xuất thủ lại thông báo ta đến, Chu trưởng lão, trước về trụ sở đi, những đồ bỏ đi này đấu cũng không có gì có thể xem. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nổi giận, đây là Trần Trụi sỉ nhục Thương Minh bọn họ. Hi hi, công tử quá tuấn tú, còn chưa ló mặt liền làm kẻ địch sợ mất mật, tự mình đầu hàng. Xuân Cầm hì hì cười vang lên, bốn mỹ nhân đều che miệng mà cười, như gió xuân phất qua cảnh liễu phấp phới, một mảnh vui tai vui mắt, chỉ bất quá lúc này cảnh này, càng làm cho hết thảy nam tử cảm thấy giận dữ và xấu hổ không ngớt, từng cái trợn mắt nhìn Lương Cát trên pháp bàn. Con mẹ nó người chịu thua không sao, mọi người cũng đều đoán được kết cục này, nhưng làm sao cũng phải chờ đối phương đi ra. Chí ít lên đài lại nhận thua a. Ngay cả mặt của đối phương cũng không gặp liền chịu thua, toàn bộ Thương Minh đều bị ngươi làm mất hết mặt mũi. Lương Cát nghe Xuân Cầm tán thưởng Trần Phong, gò má đỏ như cà. Lại cảm thụ mọi người giận dữ, càng là sợ đến run tim mất mật, chỉ cảm thấy hắn làm Thương Minh mất mặt, xuống không biết sẽ phải chịu trừng phạt gì. Tâm tình phẫn nộ tựa hồ đem không khí ngưng kết, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả đều lạnh lùng nhìn Kiệu Hoa cùng mọi người Chu Khả Đĩnh bay lên không, chậm rãi hướng xa xa bay đi. Ngoại trừ Thủy Lạc Yên cùng Tiêu Cảnh Minh không có sắc mặt tốt gì ra, người Đao Kiếm Tông còn lại tất cả đều là một bộ cao cao tại thượng, châm chọc cùng cao ngạo nhìn một cái không sót gì. Người có dám làm chủ? Một. Trên quảng trường Trung ương hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều phẫn nộ cùng bị xem thường. Sắc mặt Thôi Bác một mảnh tái nhợt. Hắn thân là người chủ trì song quyết lần này, Thương Minh chịu nhục đối với hắn mà nói là đánh mặt hắn, rồi lại không có thể làm sao, cắn răng nghiến lợi nói. Trận kế tiếp, Thiên Nguyên Thương Hội Lý Vân Tiêu đối chiến Linh Quy Thương Hội Thiên Minh. Thân thể Tiêu Cảnh Minh hơi động, ánh mắt rơi xuống, trong tròng mắt tất cả đều là hàn ý nói. Chu trưởng lão, người thương ta là Lý Vân Tiêu kia. Ồ, Chu Khả Đĩnh khẽ cau mày nói. Có thể ở tinh thần không gian gây tổn thương cho ngươi, tuy có thủ xảo chi hiểm, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, Lý Vân Tiêu này ta ngược lại muốn gặp một lần. Hừ, thanh âm lạnh như băng của Trần Phong ở trong kiệu vang lên, khinh thường nói. Thực lực mình thấp kém bại bởi người khác, còn có mặt mũi cùng Chu trưởng lão tố khổ, càng là tìm các loại lý do giải vây cho mình. Thời điểm ở trong tông môn không phải mỗi ngày đều nghe ngươi nói mình lợi hại sao? Làm sao ngay cả một tiểu tử trong Thương Minh cũng không đấu lại. Ta xem mặt mũi Đao Kiếm Tông chúng ta ở trong tay ngươi bị ném gần đủ rồi. Trần Phong, ngươi càn rỡ. Tiêu Cảnh Minh tức giận đến cả người phát run, ở trước mặt nữ thần của mình bị quở trách, hắn run cầm cập nói. Chờ thời điểm ngươi bị Lệ Phi Vũ đánh răng rơi đầy đất, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng như thế không? Hi hi, Cảnh Minh ca ca sinh khí rồi. Công tử mới sẽ không bị cái gì Bắc Vực Tứ Tú đánh bại a. Hạ Thư che miệng cười nói. Ngươi không thấy những người Thương Minh kia, ngay cả mặt công tử cũng chưa nhìn, vừa thấy liền sợ đến tè ra quần chịu thua sao, hì hì. Tiêu Cảnh Minh nổi giận nói. Các ngươi mấy cái phá hài này câm miệng cho ta, nếu Trần Phong ngươi có bản lĩnh, cũng sẽ không bị người không hiểu ra sao bạt tai thành đầu heo trở về, ngay cả Chu trưởng lão cũng không nhận ra. Kiệu Hoa kịch liệt run rẩy một chút, có vẻ cực kỳ mất bình tĩnh, bốn tên tỷ nữ cũng đều thay đổi sắc mặt. Mấy người đối thoại không hề che giấu, bị người phía dưới nghe được thanh thanh sở sở, mỗi một người đều mục trừng to, còn có người dám bạt tai con trai của Đao Kiếm Tông Tông Chủ, đến cùng là người phương nào nghịch thiên như vậy, bất quá vừa nghĩ tới dáng vẻ người này bị phiến thành mặt heo, đều cảm thấy rất hả giận, nhất thời có loại cảm giác bật hơi nhướng mày. Sắc mặt Chu Khả Đĩnh trầm xuống nói. Đừng vội tranh chấp, trước tiên trở về rồi hãy nói. Mọi người theo Kiệu Hoa ở trên không chậm rãi phi hành rời đi. Ninh Linh Nhi thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn vô hạn, thương cảm nói. Hắn, chung quy là không có tới. Nội tâm không khỏi tê dần, màu máu trên mặt dần dần mất đi. Xin lỗi, ta tới chậm, hẳn là tới kịp a.
Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sát theo đó một ánh hào quang từ không trung bay xuống, trực tiếp rơi vào trên thiên cương pháp lang bàn, lộ ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta thật giống như nghe là nói ta ra trận. A, à, Vân Thiếu. Toàn bộ người của Thiên Nguyên Thương Hội đều đứng dậy, từng cái lộ ra vẻ vui mừng. Ninh Linh Nhi không lo được mọi người ở đây, nước mắt liền đổ rào rào chảy xuống. Lý Vân Tiêu nhìn bên này làm cái thủ thế không có chuyện gì, mọi người nhất thời thả ra tâm, chỉ cảm thấy một mảnh trời quang, thế giới trở nên sáng sủa lên. Lạc Vân Thường tràn đầy mỉm cười, cầm tay Ninh Linh Nhi thật chặt nói. Ta nói, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. A, à, là hắn. Không chờ đối thủ của Lý Vân Tiêu lên đài, giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng gào nổi giận, kiệu hoa đã xa xa rời đi trong giây lát vỡ ra, một đạo thân ảnh màu trắng như mũi tên xẹt qua trời cao, bắn thẳng mà đến. Trần Phong chuyện gì xảy ra? Chu Khả Đính cả kinh, cũng lập tức đuổi theo. Khuôn mặt Xuân Cầm lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào bóng người xa xa trên pháp bàn kia, sợ hãi nói. Hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Tất cả mọi người nghe mà bị hồ đồ rồi, chỉ cảm thấy Xuân Cầm ở dưới kinh ngạc ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Sát theo đó ba tên tỷ nữ khác cũng lộ ra vẻ khủng hoảng, kêu sợ hãi liên tục, bỗng nhiên Hạ Thư nói. Hắn chính là người trọng thương công tử, quạt công tử 20 bạt tai. A, à, lần này tất cả mọi người đều choáng váng, không chỉ là người của Đao Kiếm Tông, còn có hết thảy người thương minh ở trên quảng trường Trung ương. Tất cả đều triệt để dại ra, đầu óc trong nháy mắt quay cuồng. Sắc mặt Thủy Lạc Yên cũng trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ, thất lạc, dại ra, tuyệt vọng, đố kỵ, phẫn nộ. Biểu hiện bất nhất, từng cái ở trong mắt thoáng hiện, sau đó nàng cũng hóa thành một ánh hào quang bay qua. Tiêu Cảnh Minh cũng nửa ngày không phản ứng kịp, Lý Vân Tiêu không chỉ bại hắn, còn có thể bại Trần Phong. Thuật phũ song đạo đều cường đại như thế. Tất cả người Đao Kiếm Tông đều phát điên. Đồng thời bay trở lại. Mọi người thương minh, ở sau khi trợn mắt há hốc mồm ngắn ngủi, lập tức từng cái kinh hãi không thôi, như xem quái vật nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lại không nói thực lực có thể đánh bại Trần Phong, chỉ là dũng khí dám tát Trần Phong, liền để mọi người không thể không bội phục. Tu Đan Hà trong chớp mắt cảm thấy mình không oan chút nào, người này ngay cả Đao Kiếm Tông thiếu chủ cũng dám bạt tai, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Nguyên lai người gọi là Lý Vân Tiêu, đáng chết a. Trần Phong kinh thiên nộ hống ở trên bầu trời vang lên, một ánh kiếm lâm không đánh xuống, như thiên hàng chớp giật, kiếm khí mạnh soi sáng toàn bộ quảng trường. Trong lòng tất cả mọi người chấn động dữ dội, thực lực con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ quả nhiên tuyệt mạnh, vẻn vẹn là chiêu kiếm tùy ý nhất, cũng đã không ở dưới Lương Ngọc Y vừa nãy. Kỳ thực mọi người có chút đánh giá cao thực lực của Trần Phong, này không phải là chiêu kiếm tùy ý của hắn, mà là chiêu kiếm ẩn chứa phẫn nộ. Sát ý vô cùng, giờ khắc này hai mắt hắn đỏ chót, cả người theo kiếm thế cũng lâm không mà xuống, không giết Lý Vân Tiêu thể không bỏ qua. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hai chân ở trên đất đột nhiên bắn ra, trên không trung biến ảo mấy bóng người, cuối cùng rơi vào trên một phong tượng trong thiên cương pháp lang bàn. Tượng này là một tên vũ giả hai tay bấm quyết, một chân hắn đạp ở trên quyết ấn, lạnh lùng nhìn phía dưới. Oanh! Kiếm thế chém ở trên pháp bàn. Chấn động ra từng đạo lực lượng phòng ngự, hiện ra vẻ năm màu, như nghe hồng nhộn nhạo lên, vô cùng đẹp đẽ. Trần Phong nhất chiêu thất bại, sự thù hận không giảm, tử xà kiếm trong tay lần thứ hai đột nhiên dựng lên, vận chuyển kiếm thế, hướng về phía Lý Vân Tiêu đâm tới. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lãnh đạm nói. Thôi đại nhân, đối thủ trận này của ta chính là người điên kia sao? Ngươi có dám làm chủ? Hai. Thôi bác cũng bị luân phiên biến cố làm khiếp sợ, vừa nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, tay phải lập tức đánh ra, quát lên. Dừng tay. Một luồng đế oai lao đến trên pháp bàn, trong nháy mắt áp chế lại kiếm thế của Trần Phong, dần dần dập tắt, một lực vô hình càng là đem Trần Phong ràng buộc, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Thôi bác, người muốn làm gì? Chu Khả Đính kinh nộ mà xuống, quát lên. Người dám xuất thủ với công tử nhà ta. Thôi bác lạnh lùng theo dõi hắn, khinh thường nói. Chuyện cười, ta thân là người chủ trì vũ quyết, phàm là có hành vi phá hoại vũ quyết tiến hành, nhẹ thì xuất thủ ngăn lại, nặng thì xuất thủ đánh giết, ngươi nói ta có dám hay không? Chu Khả Đính thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Ngươi muốn cùng Đao Kiếm Tông ta là địch.
Ánh mắt Lý Vân Tiêu xoay chuyển đi qua, hừ nói. Cùng Đao Kiếm Tông là địch, khẩu khí thật lớn a, người tính là thứ gì, Thương Minh trải rộng thiên hạ, liên thủ lại coi như là thánh vực cũng không dám dễ dàng nói là địch, người đây là muốn gây xích mích Thương Minh cùng Đao Kiếm Tông kết thù sao? Cừu hận như vậy, người dám làm chủ sao? Chu Khả Đính cả kinh, nhất thời ách ngữ nói không ra lời, nếu thật trêu đến Thương Minh cùng Đao Kiếm Tông kết thù, sợ rằng Trần Đoạn Thiên là cái thứ nhất lột ra hắn. Bảy đại thế lực dưới thánh vực, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng ở chung hòa thuận, nhưng trong âm thầm không ngừng xung đột, ở mấy trăm năm qua cũng hình thành cân bằng nhất định. Nếu như giờ khắc này đối địch với Thương Minh, sợ là tình huống của Đao Kiếm Tông sẽ tràn ngập nguy cơ. Lý Vân Tiêu nói truyền vào trong tai hết thảy đệ tử Thương Minh, lại nhìn Chu Khả Đính không dám nói tiếp, nhất thời từng cái cảm thấy bật hơi nhướng mày, trên mặt trường quang. Phải a, đây mới là Thương Minh của bọn họ a. Lúc trước thành lập Thương Minh, tôn chỉ là ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối ngoại, lúc này mới có thể trở thành siêu cấp thế lực, để thánh vực cũng kiêng dè không thôi. Nếu như đại gia lẫn nhau ly tâm, ở thời điểm đối ngoại vẫn chưa thể đoàn kết, coi như là Vạn Bảo Lâu mạnh nhất, gặp gỡ Đao Kiếm Tông sợ cũng là kết cục biến thành cho bụi. Chỉ cần đoàn kết cùng nhau, đủ để chiến thắng bất luận người nào, mặc dù là đối mặt Đao Kiếm Tông, cũng không có gì đáng sợ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết ở trong người chảy xuôi, đồng thời vì mình lúc trước bị Trần Phong phô trương kinh sợ, mà cảm thấy một trận xấu hổ. Người Mạn Đa Thương Hội vào lúc này cũng có chút hoảng hốt, Thương Minh vinh dự tự nhiên sinh ra, cảm thấy mình tìm tới ngoại viện giống như hổ lang sản sinh hoài nghi. Thủy Lạc Yên ở trên bầu trời, ngơ ngác nhìn bóng người Lý Vân Tiêu ở phía dưới, mười ngón kháp vào trong thịt. Nói hay lắm Chu Khả Đính, nếu như ngươi dám làm chủ, hôm nay ta cũng làm chủ một lần, cùng Đao Kiếm Tông các ngươi đưa chiến thư thì lại làm sao? Thôi bác cũng là khí thế bức người, dùng câu nói này ép tới. Sắc mặt Chu Khả Đính trầm xuống, vội nói. Thôi bác ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, chỉ là ngươi thân là người chủ trì, đối với công tử nhà ta xuất thủ không quá tốt. Thôi bác lạnh lùng nói. Phá hoại quy củ, không có xuất thủ đánh giết hắn chính là cho đủ Đao Kiếm Tông các ngươi mặt mũi. Nếu như không muốn sinh sự, liền hảo hảo qua một bên đợi đi. Hắn vung tay lên, thân thể Trần Phong nhất thời bị một luồng cự lực từ trong pháp bàn chấn động đi ra ngoài. Chu Khả Đính vội vàng phi thân lên, tiếp được Trần Phong, đem tâm tình nổi giận của hắn kiềm chế lại, trở lại chỗ ngồi của Mạn Đa Thương Hội. Mấy người Thủy Lạc Yên ở giữa bầu trời xa xa mà đến cũng từng cái hạ xuống, chỉ là trên mặt người người đều khó coi, uy phong lẫm lẫm mà đi, đi chưa được mấy bước. Toàn bộ liền chật vật quay về. Sau khi Tiêu Cảnh Minh khiếp sợ, trái lại hưng phấn nói. Trần Phong, đánh không lại người ta liền đàng hoàng ở đó, người còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Ngươi! Sắc mặt Trần Phong tức giận giống như gan heo, cắn răng nói. Ta muốn chiến, ta muốn cùng hắn chiến một trận. Chiến, làm sao chiến, thiết! Tiêu Cảnh Minh châm chọc nói. Mấy ngày trước như đầu lợn chạy về. Ngay cả Chu trưởng lão cũng nhận không ra ngươi, ngươi muốn trở lại Đao Kiếm Tông ngay cả tông chủ đại nhân cũng không nhận ra ngươi sao? Được rồi, được rồi. Chu Khả Đính không thể nhịn được nữa bắt đầu quát mắng, tuy rằng Tiêu Cảnh Minh cùng Trần Phong không đúng, nhưng giờ khắc này là đại sự quan hệ thanh uy của Đao Kiếm Tông, không cho phép bọn họ lung tung ngang ngược. Trên pháp bàn Lý Vân Tiêu từ trên tượng bay xuống, động tác tiêu sái đến cực điểm, nhẹ giọng cười nói. Đánh với ta một trận. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh một đường đánh tới, chung quy sẽ có tư cách đánh với ta một trận. Tư thái hắn nhẹ như mây gió làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ngóng trông, thật giống như là một vị vũ đạo tông sư ở phía trước hướng về bọn họ vẫy tay, dọc theo con đường vĩnh viễn không có điểm dừng kia không ngừng đi tới. Vũ đế cường giả ở đây đều lộ ra vẻ tán thưởng cùng nghiêm túc, loại khí độ phi phàm kia của Lý Vân Tiêu, đừng nói ở trên người một tên thiếu niên, mặc dù là bọn họ cũng chưa từng nắm giữ. Thôi bác nói. Nói được lắm, trận thứ 6 bắt đầu, Thiên Minh lên sân khấu đi. Phía dưới một tên thiếu niên thân mang cẩm y vẻ mặt cay đắng, lắc đầu nói. Thôi, ta chịu thua, liền không đi lên cho mất mặt. Lần này hắn chịu thua ở trong dự liệu của mọi người, nhưng có vẻ bằng phẳng, so với Lương Cát chịu thua lúc trước muốn hảo hiệp nhiều lắm. Thôi bác gật đầu nói. Như vậy cũng được, làm theo khả năng. Như vậy cuộc kế tiếp. Lệ Phi Vũ đối chiến Giang Thu. Mọi người thấy trận quyết chiến này,
ngoại trừ trận đầu đường kiếp chiến Lương Ngọc Y ra, còn có mấy chàng ở ngoài bảy đại thương hội quyết chiến, còn lại đều không có chút hồi hộp nào. Lần này bảy đại thương hội cùng thương hội còn lại trong lúc đó, thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn, hầu như hoàn toàn không có khả năng đột kích ngược. Thiên Nguyên, Mạn Đa, Lôi Phong nguyên bản không quá xem trọng, trái lại càng sâu một bậc, trực ép tứ đại hạt nhân Chi Minh. Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt muôn người chú ý, trở lại chỗ ngồi của Thiên Nguyên thương hội. Đinh Linh Nhi căng thẳng không ngớt, nhẹ giọng nói. Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trong một tiếng Vân Thiếu này bao hàm quá nhiều lời muốn nói, hắn cười nói. Xin lỗi, hôm qua hiểu lầm ngươi. Thân thể Đinh Linh Nhi run rẩy, khóc ròng nói. Không sao, cảm tạ. Tất cả quy về im lặng, không hề có một tiếng động, tình nghĩa cùng tín nhiệm lẫn nhau trong lúc đó, từ đây chỉ có thể càng thêm vững chắc. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Việc của Vũ Văn Bác ta đã nghĩ thông suốt, sự tình chỉ có thể từ Vạn Bảo Lâu bắt đầu xuất thủ, đặc biệt vài tên trưởng lão trong Tống Nguyệt Dương Thành của Vạn Bảo Lâu lần này. Lý Vân Tiêu đối chiến tường tử. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đi qua, lần lượt lướt qua Thôi Bác, Tuyên Ngọc Đường, Nhâm Quang Nhiễm, Địch Sinh Hóa, lạnh lùng nói. Vũ Văn Bác biết rõ thực lực ta không đủ, vẫn như cũ hướng ta cầu cứu, hiển nhiên là trong Vạn Bảo Lâu đã không chỗ dung thân, bốn tên trưởng lão này tất nhiên có người tham dự việc kia. Lạc Vân Thường lo lắng nói. Bốn người này thực lực đều thông thiên, không một cái là hạng người hời hợt, bằng vào chúng ta bây giờ. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Yên tâm đi, ta sẽ hành sự cẩn thận, không có chắc chắn, ta sẽ không mạo muội hành động. Lúc này mọi người mới yên lòng lại, đột nhiên con ngươi của Mạc Tiểu Xuyên áp xúc, con mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trong đó tinh mang lấp lóe không ngớt. Tất cả mọi người không có chú ý tới, tu vi của Lý Vân Tiêu đã từ lục tinh Vũ Hoàng vào tới thất tinh Vũ Hoàng. Vẻn vẹn trong một đêm, liền đột phá nhất tinh. Đây là bị kích thích bao lớn, phát điên huấn luyện làm sao, mới có thể mang đến thành quả này. Ít hầu của Mạc Tiểu Xuyên có chút khô, nuốt ngụm nước miếng, trầm mặc không nói. Hắn đã đem việc này chôn ở đáy lòng, chỉ là hai tay nắm chặt. Vòng quyết đấu thứ nhất rất nhanh kết thúc, Phú Quyết chọn dùng chính là ghi điểm, cuối cùng đạt được nhiều điểm nhất là quán quân. Vòng thứ hai bắt đầu rút thăm, Đinh Linh Nhi đạt được tiểu cầu màu xanh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng giơ tay lên lui tới ghế, quả cầu kia dĩ nhiên là số một. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Phát ra từ trong miệng Trần Phong, Mạn Đa thương hội là thứ hai, hai người không hề ở trong một tổ. Hừ cái gì hừ, thật là thiếu đánh. Hắc Liên Thiếu Hoàng trợn mắt nhìn nói. Người một con lại cáp mô, bất quá lại ỷ vào trưởng bối bao che, được bốn mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, đã là đạo trời không dung, người có tin ta đánh ngươi hay không? Làm càn. Chu Khả Đính hướng về Thôi Bác cả giận nói. Thôi đại nhân, người này nói năng lỗ mãng. Xin hỏi này nên xử trí như thế nào? Nói năng lỗ mãng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Mặc dù là nói năng lỗ mãng, cũng là người của Thiên Nguyên Thương Hội ta đối với con rể của Mạn Đa Thương Hội nói năng lỗ mãng, ngươi là người của Đao Kiếm Tông, quản chuyện vô bổ làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng gả tới Mạn Đa Thương Hội? Ngươi, tiểu tử thúi, có chút bản lĩnh liền không coi ai ra gì, coi trời bằng vung a. Chu Khả Đình lạnh lùng nói. Chẳng lẽ thật sự coi lão phu không dám động ngươi? Thôi Bác lãnh đạm nói. Lý Vân Tiêu nói không sai, ta cũng không nghĩ đến điểm này. Trần Phong là con rể của Mạn Đa Thương Hội, Tiêu Cảnh Minh là trưởng lão của Mạn Đa Thương Hội, có thể nói đều là người của Thương Minh ta, mà Chu trưởng lão ngươi, lấy thân phận của ngươi làm sao quản giáo người của Thương Minh ta? Này! Chu Khả Đính không còn gì để nói. Lấy thân phận của hắn xác thực không có quyền lợi ở trên thuật vũ song quyết quản đối phương. Hơn nữa người Đao Kiếm Tông bọn họ hiển nhiên là không được hoan nghênh, điểm ấy từ bốn phía truyền đến định ý cùng châm chọc liền có thể thấy được. Được, Lý Vân Tiêu ngươi chờ việc ở Thương Minh xong, ta lại cùng ngươi lý luận. Chu Khả Đính tức giận phẩy tay áo bỏ đi, trở lại trong Mạn Đa Thương Hội trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt không hề che giấu sát ý. Người Thương Minh đều không khỏi bội phục Lý Vân Tiêu, cũng chỉ có hắn mới có gan đắc tội người Đao Kiếm Tông. Lý Vân Tiêu xem thường khinh bỉ nói. Chó sủa là chó không cắn, càng sủa to liền càng vô dụng. Một tiếng nặng nề truyền đến, Chu Khả Đính tức giận bỗng nhiên nắm chặt tay, không khí trực tiếp bị đánh nổ một khối,
bốn phía vài người của Mạn Đa Thương Hội bị chấn bay ra ngoài. Có thể thấy được hắn đã nhẫn đến cực hạn. Vân Thiếu Phong thái, thật khiến cho người ta say mê, Phi Vũ tự thẹn không bằng a. Lệ Phi Vũ cũng không nhìn được bội phục hắn, nói. Nếu như mặt sau có gặp gỡ Vân Thiếu quyết đấu, kính xin hạ thủ lưu tình. Lý Vân Tiêu cười nói. Dễ bàn, dễ bàn. Lệ huynh còn thiếu ta một cái chỗ tốt, chẳng biết lúc nào cho a. Chuyện này, cái này tự nhiên là có. Lệ Phi Vũ mồ hôi lạnh lã chã chảy xuống, vội vàng xoay người mà đi, không còn dám cùng hắn nhiều lời, chỉ lo lời có sai lầm, lại để cho đối phương gõ, vậy thì thật sự khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn phía trên thủy mạc, con mắt nhẹ nhàng ngưng lại, trận đầu người hắn muốn quyết đấu dĩ nhiên là Lôi Phong Thương Hội Tường Tử. Vân Thiếu, một quyền đánh nổ hắn. Hắc Liên Thiếu Hoàng Quơ nắm đấm, cao giọng ủng hộ. Hai người phân biệt nhảy lên pháp bàn, trên mặt Tường Tử trước sau tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, loại khí chất mục không vạn vật kia, cũng không ở dưới Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trong lòng Lệ Phi Vũ hơi động nói. Chư vị cảm thấy trận chiến này ai có thể thắng? Ai có thể thắng? Nhâm Quang Nhiễm cười khổ nói. Này còn phải hỏi sao, đương nhiên là Lý Vân Tiêu. Hắn ngay cả Trần Phong cũng có thể đánh bại, sợ là chỉ có Phi Vũ mới có thể tranh tài. Lý Vân Tiêu ư? Lệ Phi Vũ nhìn tiền đặt cược trên thủy mạc, hầu như là nghiêng về một phía ép Lý Vân Tiêu thắng, sắc mặt quái lạ nói. Thực lực của Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ, nhưng Tường Tử này. Ta luôn cảm thấy rất cổ quái, cảm giác khó có thể dò xét sâu cạn. Tuyên Ngọc Đường nói. Thực lực Tường Tử xác thực quái lạ, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu, nhưng cuối cùng thắng lợi khẳng định là Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Hắn biết thân phận của Lý Vân Tiêu, tự nhiên kết quả quyết đấu sẽ không có hoài nghi, mặc dù giờ khắc này Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực thất tinh Vũ Hoàng, nhưng muốn nói có thể giết hắn, không có Vũ Đế xuất thủ là tuyệt đối không làm được, mặc dù là Vũ Đế, sợ cũng không hẳn làm được. Mạn Đa Thương Hội Mẫn Thành Tương cũng là một mặt nghiêm nghị, hắn đối với Tường Tử nguyên bản là có 10 phần tự tin, thế nhưng đối đầu Lý Vân Tiêu ngay cả Trần Phong cũng có thể thắng, nội tâm hắn bắt đầu không hề có nắm chắc. Thiên Cương Pháp Lang Bàn, bầu không khí lập tức có chút sốt sắng, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nhận ra được đối phương có chút quái dị. Ồ, cảm giác thật cổ quái, tiểu tử ngươi không phải có lá bài tẩy lợi hại gì chứ? Lý Vân Tiêu nghĩ đến liền hỏi, để tất cả mọi người là một trận quay cuồng, lá bài tẩy đương nhiên là người người đều có, nhưng làm sao cũng sẽ không nói ra a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.